Hoàng Thiên hỏi Tiêu Hổ. Tiêu Hổ gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đồng hồ này là loại chuyên dụng cho các thành viên của đội lính đánh thuê Thiên Hồ chúng tôi, mặc dù chúng tôi suốt ngũ đã nhiều năm, nhưng đồng hồ vẫn luôn ở bên người." Tiêu Hổ đang nói, chấm đỏ nhỏ trên màn hình đột nhiên biến mất không thấy nữa. Chấm đỏ sao lại biến mất rồi? Hoàng Thiên sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Hổ rồi hỏi. Tiêu Hổ bị Hoàng Thiên làm cho khiếp sợ, thấy trên mặt Hoàng Thiên xuất hiện vẻ nghỉ ngờ. Ông ta vội vàng giải thích, cậu Thiên là như này. Tôi nghĩ là Phó Lập Thành đã biết tôi bị cậu bắt giữ trong tay, sợ cậu lợi dụng đồng hồ của tôi để xác định vị trí của ông ta, thế nên ông ta đã tắt đồng hồ đi. Mặc dù Hoàng Thiên không nói gì, nhưng đối với những lời nói này của Tiêu Hổ thì anh vẫn tin. Phó Lập Thành từng là thành viên của đội lính đánh thuê Thiên Hồ, cũng xem như là từng trải qua hàng trăm trận chiến đấu, có bản năng chống điều tra như này, hoàn toàn không lạ nếu đã xác định được vị trí của phó lập thành đương nhiên hoàng thiên sẽ phải mau chóng hành động ngoài ra phó lập thành đã tắt đồng hồ đi rồi nếu ông ta lại chạy trốn đến nơi khác thì lại càng không tìm được c nghĩ đến đây hoàng thiên không dám chậm trễ nữa lúc này liền nói với vũ thanh sai người áp giải bọn tiêu hổ lên đường đi vâng vũ thanh gật đầu trả lời sau đó thì vây tay với bốn thành viên đội đặc chiến ra hiệu cho họ áp giải nhóm người tiêu hổ đi Tiêu hổ vừa thấy Hoàng Thiên ra lệnh như vậy, trong lòng ông ta liền chán nản. Phải làm thế nào mới được, dày vo một hồi, vẫn bị đưa đến châu Phi làm cu ly. Trong lòng Tiêu hổ đang dỉ máu, không cam lòng hét to với Hoàng Thiên. Cậu Thiên, xin ngài hãy dơ cao đánh khẽ, tôi không muốn đến châu Phi làm cu ly. Hoàng Thiên nghe xong liền nhíu mày, nghĩ thầm Tiêu hổ biết xem bói sao. Sao ông ta lại biết đến châu Phi làm cu ly? Ha ha! ông biết tôi đưa ông đến châu phi làm gì sao hoàng thiên cười lạnh lùng hỏi tiêu hổ đúng vậy đúng vậy cậu thiên người của cậu đã nói cho tôi rồi chúng tôi đến châu phi phải đào mỏ cả đời tiêu hổ còn khóc nức nở ông ta cho rằng ở châu phi đào mỏ đào đến chết thực sự không phải là cuộc sống của con người nữa cậu thiên cậu thiên xin cậu rộng lòng từ bi đừng đưa chúng tôi đến châu phi tiêu tử phong đột nhiên khóc lóc rên rỉ quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn ra, tên tiêu tử phong này, đã thật sự sợ hãi rồi. Lương Thiên Vũ và Phan Hạo cũng không tốt hơn chỗ nào, hai tên nhãi này lại càng như chết ở trong lòng, đã quá quen với những tháng ngày ăn chơi xa hoa, sao có thể chịu đựng được cuộc sống khổ sở ở châu Phi. Bọn họ vừa định cầu xin Hoàng Thiên, lúc này Hoàng Thiên liền lên tiếng, hừ, bây giờ biết sợ rồi. Đã muộn rồi khi các người hại tôi đã từng có lòng nhân từ cái này cái này tiêu tử phong bị lời nói của hoàng thiên phản bác không còn gì để nói hoàng thiên nói không sai họ đúng thật là đã từng muốn lấy mạng của hoàng thiên hoàn toàn chưa từng nghĩ đến sẽ cho hoàng thiên cơ hội anh thiên anh xem em là con gái sao có thể chịu đựng được loại điều kiện ở châu phi chứ hu 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 lương ngọc lan khóc nước mắt như mưa ở trước mặt hoàng thiên giả bộ đáng thương bây giờ hoàng thiên một chữ cũng không muốn nghe ra hiệu cho bốn người đội đặc chiến nhanh chóng áp giải những người này đi những tiếng kêu trời trách đất thỉnh thoảng vang lên đều đang cầu xin hoàng thiên tha chết nhưng hoàng thiên cũng không hề bị lay động anh biết bản thân không được yếu lòng lần nào nữa nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình đám người thay đổi thất thường này không đáng được thương xót mãi đến khi những người này bị áp giải lên xe trở đi tai của hoàng thiên cuối cùng mới yên tĩnh Cậu chủ, bây giờ chúng ta xuất phát chưa? Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Xuất phát. Hoàng Thiên nói xong, sải bước đi khỏi căn phòng trống này, ra bên ngoài rồi lên xe, đi thẳng đến xã Tân Lãng. Vũ Thanh và bốn thành viên đội đặc chiến lái xe theo sau xe của Hoàng Thiên, đi suốt đêm đến xã Tân Lãng. Cũng chỉ hơn 20 phút lái xe, đã tới được xã nhỏ không có tiếng tăm này. Đúng 8 giờ tối, trên mấy con phố của xã nhỏ vẫn khá là náo nhiệt. Hoàng Thiên đến nơi này, cảm thấy có hơi đau đầu. Mặc dù đồng hồ của tiêu hổ hiển thị phó lập thành ở ngay xã nhỏ này, nhưng cả xã nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm được một người, đâu có dễ vậy. Cậu chủ, có hơi phiền phức, phó lập thành tùy tiện trốn ở một chỗ, cũng đủ khó cho chúng ta tìm. Vũ Thanh xuống xe, đến bên cạnh xe của Hoàng Thiên nói. Đúng vậy, nhưng tối nay bắt buộc phải tìm ra phó lập thành, nếu không thì đêm dài lắm mộng, Phó Lập Thành có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào." Hoàng Thiên nói. "Nhưng chỉ mấy người chúng ta, rất khó tìm được, mà khác cũng dễ bứt dây động rừng, nếu Phó Lập Thành phát hiện chúng ta lần theo đến đây, ông ta chắc chắn sẽ chạy trốn." Vũ Thanh lo lắng nói. "Hoàng Thiên sao lại không biết điều này?" Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Lã Việt. Kể tóm tắt cho Lã Việt nghe tình hình ở bên này, Lã Việt ở đầu dây bên kia liền lập tức tỏ rõ thái độ. Cậu Thiên, chuyện nhỏ, không phải là y một người ở xã Tân Lãng sao? Tôi lập tức đem người tới. Lã Việt hoàn toàn tự tin nói. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiên rất bất ngờ. Mặc dù người dưới quyền Lã Việt rất nhiều, nhưng dù sao thì nơi này không phải là thành phố Bắc Ninh, sao ông ta lại chắc chắn tìm được Phó Lập Thành như vậy? Ước tính đường đi, trong một tiếng Lã Việt thể nào cũng chạy đến, vì vậy Hoàng Thiên liền nói với Vũ Thanh, Vũ Thanh, anh đưa người về đi một mình tôi ở đây đợi lã việt là được cậu chủ đợi bắt được phó lập thành thì tôi về vũ thanh không ngờ hoàng thiên bảo anh ta về lúc này vội vàng nói hoàng thiên lắc đầu nói với vũ thanh đây là ở trong xã chúng ta đầy đủ súng ống quá gây hỗn loạn người dân ngoài ra cũng dễ gây ra khủng hoảng vũ thanh khi nghe lời nói của hoàng thiên suy nghĩ một chút cũng thấy có chuyện như vậy anh ta và các thành viên đội đặc chiến của anh ta đều dùng súng thành thói quen rồi nhưng người bình thường sao có thể chịu được nếu lát nữa ở trong xã xuất hiện tiếng súng thực sự cũng quá đà được rồi cậu chủ vậy tôi đưa người đến khu lân cận ở ngoài xã đợi lệnh đề phòng bất chắc vũ thanh nói hoàng thiên nhận ra vũ thanh rất không yên tâm anh cũng không bảo vũ thanh về nữa lúc này liền gật đầu vũ thanh thấy hoàng thiên đồng ý đưa đám người dưới quyền đi khỏi xã nhỏ đỗ xe ở bên ngoài xã hoàng thiên ở nguyên chỗ cũng đợi khoảng một giờ đồng hồ lã việt dẫn theo đám đàn em đến nơi mười mấy chiếc xe vài chục tên đàn em lã việt đi đến đâu cũng đều oai phong như vậy vừa nhìn liền thấy xe của hoàng thiên lã việt nhanh chóng xuống xe chạy tới trước xe của hoàng thiên cậu thiên tôi đến rồi lã việt cung kính nói hoàng thiên xuống xe nhìn thấy lã việt dẫn theo nhiều người đến vậy anh không kìm được mà mỉm cười quá khoa trương rồi chỉ là bắt một phó lập thành, lại có nhiều người tới như vậy. Nghĩ cách, tìm ra một người nước Thái tên là phó lập thành, ông ta rất có khả năng đang ở trong xã nhỏ này. Hoàng Thiên nói với Lã Việt, cậu Thiên cứ giao cho tôi, tôi có một người bạn, nhà anh ta ở ngay xã nhỏ này, là rắn đầu sỏ nơi này. Lã Việt vừa nói tới đây, liền thấy một chiếc xe Audi đời cũ lao nhanh đến, ở phía sau chiếc xe này, còn có mấy chiếc xe, Zeta theo sau. Cửa chiếc xe Audi đời cũ vừa mở, một ên mập lùn từ bên trong bước ra. Tên mập lùn này ăn mặc lại khá là lịch sự, khuôn mặt múp mỡ dồn ép đôi mắt lại thành một đường chỉ, tăng thêm vẻ dữ tợn. Bên trong mấy chiếc xe, Zeta cũng có mười mấy người nhanh chóng bước xuống, tất cả đều bước đi kiểu xã hội đen, theo sau tên mập lùn, đi về phía Hoàng Thiên và Lã Việt bên này. Anh Việt, không ngờ anh có thể nể mặt đến chơi, chào mừng chào mừng. Tên mập nhiệt tình kỳ lạ mặt mày hớn hở bước về phía lã việt cúi đầu khom lưng trước mặt lã việt năm mập dạo này khỏe chứ lã việt khẽ mỉm cười coi như là chào hỏi tên năm mập này ở xã nhỏ này năm mập là người có tiếng âm làm ăn khá là có tên tuổi nhưng gã cũng biết rất rõ phân lượng của bản thân so với đàn anh lã việt của thành phố bắc ninh gã chỉ là một thằng em nhỏ nhờ có phúc của anh việt làm ăn cũng được ha ha anh việt mọi chi phí đêm nay để em bao hết anh và đàn em của anh cứ việc chơi thỏa thích. Năm mập là người hình thức, cực kỳ nhiệt tình chu đáo với Lã Việt. Lã Việt không phải đến để chơi, lúc này anh ta mới bỏ đi vẻ tươi cười trên mặt, nghiêm túc nói với Năm mập, Năm mập, người này là cậu Thiên. Nói xong, Lã Việt cung kính nhìn Hoàng Thiên từ đầu đến cuối không lên tiếng ở bên cạnh. Năm mập rất khôn khéo, gã vừa thấy Lã Việt cung kính với Hoàng Thiên như vậy, liền biết ngay thân phận của Hoàng Thiên to lớn như nào vì vậy năm mập đâu dám thất lễ vội vàng tới cúi chào hoàng thiên xin chào cậu thiên hoàng thiên thấy tên mập lùn này cũng khá biết điều không kìm được mà mỉm cười với gã đừng khách sáo nữa lần này chúng tôi tới có chuyện phiền anh giúp đỡ năm mập vội vàng khiêm tốn nói không dám không dám cậu thiên có việc gì cứ việc dặn dò là được hoàng thiên cũng không khách sáo với năm mập nữa liếc mắt nhìn lã việt lã việt hiểu ý nghiêm túc nói với năm mập năm mập xã của cậu có phải có một người nước thái tên là phó lập thành năm mập ngẩn người một chút lập tức lắc đầu nói anh việt chuyện này em thật sự không biết tuy nhiên em có thể bảo đàn em đi nghe ngóng giò la rất nhanh sẽ có tin tức mau lên vâng năm mập đáp lại một tiếng lập tức gọi vài cuộc điện thoại thấy năm mập bộ dạng như khá là được việc trong lòng hoàng thiên yên tâm một chút cảm thấy người bạn xã hội đen này của lã việt có lẽ rất có năng lực hoàng thiên và Lã việt không nói năm mập cũng không dám hỏi lung tung gã nghĩ thầm dù sao thì bảo tìm ai thì tìm người đó đi giúp anh việt xử lý việc chắc chắn không sêu chỉ vài phút sau điện thoại của năm mập liền vang lên sau khi nhận điện thoại nghe một lát năm mập liền lập tức cúp điện thoại cậu thiên anh việt tìm thấy rồi đúng là có một người nước thái tên là phó lập thành ở trong xã chúng em năm mập kích động nói với hoàng thiên và Lã việt Gã cảm thấy có thể làm chút việc cho Lã Việt, nịnh bợ đại ca lớn nhất của thành phố Bắc Ninh, là một chuyện quá vinh dự. Hoàng Thiên cũng không ngờ tin tức của Năm Mập lại nhanh đến vậy, trong thời gian ngắn như này đã tìm ra phó lập thành. Đúng là rồng mạnh không đè ép rắn đầu sỏ, bất cứ lúc nào đều không được xem thường khả năng của rắn đầu sỏ. Ông ta ở đâu, đưa chúng tôi đi. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Năm Mập. Thấy sắc mặt của Hoàng Thiên u ám như vậy, trong lòng năm mập bóng chốc liền hồi hộp, gã cảm thấy đêm nay sợ là xã nhỏ sẽ có chuyện lớn rồi. Cậu Thiên này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, ngay cả Lã Việt còn phải vô cùng cung kính với anh ta. Rốt cuộc là người nước Thái phó lập thành kia đã làm chuyện gì? Lại dám đắc tội cậu Thiên, gan cũng khá lớn. Trong đầu năm mập nhanh chóng nghĩ những chuyện này, gã có chút bối rối nói với Hoàng Thiên, "Cậu Thiên, đàn em của tôi đã tìm ra người nước Thái kia ở đâu rồi, chỉ là, chỉ là" chỉ là cái gì hoàng thiên có hơi nóng nảy lớn tiếng hỏi năm mập gãi đầu chọc nói với hoàng thiên chỉ là người nước thái kia đang uống rượu cùng với thái viên dã nói đến đây năm mập không nói tiếp nữa vô cùng bối rối nhìn lã việt thái viên dã lã việt không nói gì nhìn năm mập ông a cảm thấy được hình như năm mập rất kiêng rẻ tên thái viên dã này đúng vậy uống rượu cùng thái viên dã anh việt anh và cậu Thiên đến tìm người nước Thái kia gây khó dễ đúng không? Em khuyên các anh vẫn nên cân nhắc lại, Thái viên giã không dễ động vào đâu. Năm mập nhìn Lã Việt, rồi lại nhìn Hoàng Thiên, có lòng tốt nhắc nhở. Mắt Lã Việt lập tức trợn trừng lên, một kẻ lăn lộn làm ăn ở một xã nhỏ, lại không dễ động vào. Không dễ động vào như thế nào? Hoàng Thiên đương nhiên lại càng không để tâm tới Thái viên giã, lúc này liền nói với Năm mập, anh không phải sợ, đưa chúng tôi tới đó là được thấy hoàng thiên nói ung dung bình tĩnh như vậy năm mập liền xoa cái đầu chọc của mình cảm thấy quá kinh ngạc mặc dù năm mập khẳng định hoàng thiên chắc chắn là một người tai to mặt lớn ghê gớm bởi vì ngay đến cả lá việt là đàn anh xã hội lớn như này còn phải xem trọng hoàng thiên đến vậy thế nhưng thái viên giã của xã tân lãng đó lại là kẻ cầm đầu ở xã tân lãng trong lòng của năm mập thực lực của thái viên giã quá kinh khủng đối đầu với thái viên giã có ổn không trong lòng năm mập chống đập liên hồi, gã thật sự rất hoảng sợ. Cậu Thiên, thực lực của Thái Viên giã không thể coi thường. Anh, anh phải cân nhắc. Năm Mập ẹp lắp ba lắp bắp khuyên Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên câm nín một hồi, Thái Viên giã Thái Viên chân cái gì chứ? Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Anh chỉ cần đưa tôi đến đó là được, những chuyện còn lại, không cần anh quan tâm. Hoàng Thiên hơi mất kiên nhẫn, nói với năm mập, Nam Mập thấy Hoàng Thiên có chút không vui, gã liền hít vào một hơi lạnh, lau lau mồ hôi. "Anh Việt, anh xem." Nam Mập lúng túng nhìn Lã Việt. "Cứ làm theo căn dặn của cậu Thiên." Lã Việt trầm giọng nói. "Thôi được." Nam Mập nhắm mắt gật đầu, gã không dám không nghe Lã Việt, nhưng cũng biết đêm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn, làm không tốt, gã cũng phải chịu liên lụy. Sau khi dẫn theo đàn em lên xe, Nam Mập lái xe dẫn đường ở phía trước. Hoàng Thiên cũng lên xe, lái xe theo sau năm mập, Lã Việt thì lại dẫn theo mấy chục đàn em, theo sát Hoàng Thiên. Xã nhỏ không lớn lắm, chỉ có vài con phố, không đến 5 phút, xe của năm mập đã dừng lại trước cửa của một khách sạn. Khách sạn này loại bình thường, không thể so sánh nổi với khách sạn đẳng cấp ở thành phố Bắc Ninh, nhưng ở xã nhỏ này cũng coi như là khách sạn cao cấp nhất rồi. Năm mập đứng trước cửa của khách sạn này, trong lòng gã đã cực kỳ lo lắng rồi. Nguyên nhân quan trọng nhất là, ở xã nhỏ này, Thái Viên Giã có quyền uy tuyệt đối, còn năm mập, thực lực không thể so bì với Thái Viên Giã. Bảo năm mập chọc vào Thái Viên Giã, năm mập cũng rất là đau đầu, chỉ sợ chọc giận Thái Viên Giã. Mà vừa nấy năm mập cũng thấy rất rõ ràng, Hoàng Thiên và Lã Việt đến xã Tân Lãng, rất có thể sẽ gây nên xung đột với Thái Viên Giã. Nếu như vậy, năm mập gã sẽ khó xử cả hai phía rồi. Anh Việt, cậu Thiên, các anh đợi bên ngoài một lúc được không? Em vào gặp Thái Viên giã trước đã. Năm mập vẻ khó xử nói với Hoàng Thiên và Lã Việt. Hoàng Thiên sớm đã vô cùng mất kiên nhẫn rồi, cảm thấy tên năm mập này thật là nhiều chuyện. Lã Việt lúc này liền nhìn năm mập, nói, cậu đưa các anh đến đây, đã là có công lớn, cậu có thể về được rồi. Không không không, anh Việt anh nghe em nói, em biết các anh đến tìm người nước Thái kia, thế nhưng người nước Thái đó lại quen biết với Thái Viên giã, nếu các anh cứ vào như vậy, không thể nào không có đánh nhau. Nam Mập nói với Lã Việt. Lã Việt nghe xong liền cau mày, đánh nhau. Từ lúc nào mà bố mày sợ đánh nhau? Đánh nhau thì làm sao? Cậu sợ cái gì? Lã Việt tức giận hỏi Nam Mập. Nam Mập đầu đầy mồ hôi, nói với Lã Việt: Anh Việt, anh cũng phải thông cảm cho em. Sau khi xong chuyện Thái Viên dã mà biết là em dẫn các anh đến, anh ta sẽ tha cho em không? Anh và cậu Thiên ở bên ngoài đợi một lát trước đã. Em vào thương lượng với Thái viên dã một chút, bảo anh ta giao người tên Phó Lập Thành kia cho chúng ta thì không phải là vẹn cả đôi đường sao? Lã Việt nghe Nam Mập nói như vậy, cảm thấy cũng rất có lý, nếu Nam Mập thật sự có thể khuyên Thái viên dã ngoan ngoãn giao nộp người, cũng không tệ, tránh được rất nhiều phiền phức. Thế nhưng Lã Việt cũng không dám quyết định, lúc này liền xin ý kiến Hoàng Thiên, cậu Thiên, anh thấy thế nào? Hoàng Thiên gật đầu, coi như ngầm đồng ý. Vậy cậu vào trước nói chuyện với thái viên giả đi, nếu gã không chịu giao nộp người thì cậu ra đây bảo anh. Lã Việt vẫy tay với năm mập, ra hiệu cho năm mập đi vào. Lúc này năm mập mới thở vào nhẹ nhóm, điều gã lo lắng nhất là Hoàng Thiên và Lã Việt đánh nhau với thái viên giả, vậy thì sẽ lớn chuyện rồi. Bây giờ gã đi vào khuyên thái viên giả, nói sao thì gã và thái viên giả cũng coi như là có chút qua lại với nhau đoán chừng kể lại sự lợi hại cho Thái Viên Giã, Thái Viên Giã sẽ đồng ý giao nộp người. Trong lòng năm mập suy tính những điều này, gã không dám dẫn đàn em vào, dù sao thì ở trước mặt Thái Viên Giã, gã cũng không dám ra oai. Sau khi đi vào khách sạn, năm mập hỏi thăm một chút, Thái Viên Giã đang uống rượu trong một căn phòng riêng lớn ở trên tầng 2, vì thế gã liền đi thẳng lên. Gõ gõ cửa, sau khi được cho phép, lúc này năm mập mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong phòng. Năm mập, mày đến làm gì? Lúc này thái viên giã với khuôn mặt hung giữ cánh tay để chân, tựa lưng vào ghế. Rất kiêu căng hỏi năm mập. Uống rượu cùng bàn với thái viên giã, chủ yếu đều là những đàn em đắc lực của gã ta, có khoảng 7-8 người. Còn ngồi ngay sát thái viên giã, là một người đàn ông 4 năm chục tuổi, chính là phó lập thành kiêu hồ năm mập sớm đã quen với thói hung hăng ngông cuồng của thái viên giã, lúc này mới vội vàng gật đầu nói, ông chủ giã, ngoài kia có người tìm anh, cần anh giao nộp người ra. Cái gì? Thái viên giã vừa nghe xong câu này, lập tức bùng lên cơn giận, đập bàn đứng dậy. Khiến năm mập bị dọa đến phát sợ, đừng thấy gã ở xã nhỏ này làm ăn lăn lộn khá tốt, nhưng ở trước mặt thái viên giã, gã không dám làm càn. Ông chủ giã là như thế này, bọn họ muốn tìm một người nước Thái tên là Phó Lập Thành. Năm mập lại nói thêm một câu. Phó Lập Thành ở bên cạnh Thái Viên Giã vừa nghe câu này, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Phó Lập Thành vừa mới chạy thoát khỏi bàn tay của Hoàng Thiên, còn chưa ổn định tinh thần, thì đã có người đến tìm ông ta, sao ông ta có thể không hoảng sợ. Thế mà chuyện này, Phó Lập Thành cũng chưa kể cho Thái Viên Giã, sợ mất thể diện. Mẹ kiếp, từ lúc nào mà mày biến thành người đưa tin vậy? Mày nói bọn chúng là ai? Lợi hại đến vậy sao, còn dám bảo tao giao nộp người? Thái Viên Giã dựa hơi rượu, lại càng ra sức ngông cuồng tự cao tự đại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, hổ hỏi năm mập năm mập chỉ muốn giúp lã việt xử lý tốt chuyện này càng không muốn đắc tội với thái viên giã cho nên chịu đựng hai phía cũng rất khó khăn thấy thái viên giã đã nổi cơn điên rồi năm mập cẩn thận trả lời ông chủ giã là lã việt của thành phố bắc ninh là anh việt dặn dò chuyện này chuyện này thái viên giã vừa định nổi cơn giận sau khi nghe thấy tên của lã việt khí thế lập tức giảm đi không ít a à à, hóa ra là anh việt đến rồi anh ta đang ở đâu thái viên giã che giấu sự căng thẳng trong lòng hỏi năm mập ngay bên ngoài khách sạn ông chủ giã em khuyên là anh vẫn nên giao nộp người tên phó lập thành kia ra em thấy là anh việt và cả cậu thiên kia không thấy phó lập thành thì sẽ không bỏ qua đâu năm mập khuyên nhủ thái viên giã cắn răng quay đầu liếc mắt nhìn phó lập thành trình độ tiếng việt của phó lập thành rất cao ở bên cạnh nghe rất rõ ràng Nghe thấy năm mập nói cậu thiên, phó lập thành liền ý thức được, chắc chắn là hoàng thiên đã đến rồi. Em rể, nghe thấy chưa? Người bên ngoài kia đến để lấy mạng anh. Phó lập thành cười hiểm độc, nói với thái viên giã. Thái viên giã đổ mồ hôi, gã ta cảm thấy chuyện đêm nay sẽ bị làm lớn. Anh vợ, sao anh lại chọc vào lã Việt vậy? Thái viên giã hỏi Phó Lập Thành. Vẻ mặt Phó Lập Thành dữ tợn, nói, anh không quen biết lã Việt gì đó. Tuy nhiên người họ hoàng kia thì cả đời này anh không quên được. Thái viên dã nghe đến U mê đần đột, trong lúc gấp rút cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này gã ta liền trừng mắt nhìn Nam Mập mắng mỏ, đệt mẹ mày Nam Mập, mày biết Phó Lập Thành và tao có quan hệ gì không? Em gái ruột của anh ấy là vợ của tao, đệt, mày bảo tao giao nộp anh vợ của tao, mày nghĩ thế nào vậy? Nam Mập nghe xong lời này, đầu liền đau gấp ba lần gã đâu có biết Thái Viên Giã và Phó Lập Thành lại có mối quan hệ này đâu. Xem ra đêm nay không thể không đánh rồi, Thái Viên Giã chắc chắn sẽ không giao nộp Phó Lập Thành, mà Lã Việt cũng sẽ không chịu để yên. Mày còn đứng ngẩn ở đây làm gì? Cút ra ngoài cho tao, bảo Lã Việt và thằng họ Hoàng kia cút đi. Chọc giận bố mày, bố mày cho bọn nó không ra khỏi xã Tân Lãng Thái Viên Giã mạnh mẽ hừng hực lao đến trước mặt Nam Mập, vừa chửi, vừa tát cho Nam Mập mười mấy cái bạt tai đánh năm mập đến nỗi miệng đầy máu nhưng lại không dám đánh trả không phải là năm mập quá hèn mà là thái viên giã quá mạnh năm mập thật sự không dám chọc vào dạ vâng ông chủ giã em ra ngoài báo tin năm mập bụng mặt buồn bực đi ra khỏi phòng ra đến bên ngoài khách sạn anh vợ anh yên tâm đến địa bàn của em không ai dám động đến anh ha ha thái viên giã cười ha ha vỗ ngực cam đoan với phó lập thành Phó Lập Thành lại rất gian xảo, ông ta đã từng thấy sự lợi hại của Hoàng Thiên, sao dám đắc ý. Hơn mười mấy đàn em của ông ta không rõ sống chết, đã không còn liên lạc được với một người nào cả, đoán chừng là lành ít giữ nhiều. Không, anh phải trốn đi, lập tức rời khỏi nơi này. Khuôn mặt Phó Lập Thành lộ rõ vẻ căng thẳng, nói xong, liền nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn xuống dưới cửa sổ, Phó Lập Thành thầm nghĩ không ổn, bởi vì bên ngoài đã bị phong tỏa, mấy chục người thanh niên đang bao vây xung quanh khách sạn, chính là hàng chục người mà Lã Việt dẫn đến. Ha ha, không cần thiết, có thái viên gia em ở đây, không ai có thể động được vào anh. Đừng thấy Lã Việt rất lợi hại, nhưng em cũng không sợ anh tan. Thái viên giã cười ha ha nói, có vẻ rất chắc chắn. Phó Lập Thành lại không biết Lã Việt là ai. Người ông ta sợ không phải là Lã Việt, mà là Hoàng Thiên. Anh cứ tránh đi trước đã, em đối phó với chúng nó thử xem, tốt nhất đuổi hết chúng nó đi. Phó Lập Thành nói xong, chạy vèo cái ra khỏi phòng, đi tìm chỗ ẩn náu. Thái viên giã rất bất ngờ, gã ta cũng biết tình hình của Phó Lập Thành, biết Phó Lập Thành đã từng là người rất lợi hại, đã từng làm lính đánh thuê ở châu Âu. Nhưng đêm nay sao lại hèn đến như vậy, lại có thể trốn đông núp Tây. Ở cửa khách sạn, năm mập bụng mặt bị đánh sưng vù, đi ra gặp Hoàng Thiên và Lã Việt. Vừa thấy năm mập bị đánh thành bộ dạng này, trong lòng hoàng thiên không biết nói gì, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là năm mập bị thái viên giã đánh, không thỏa hiệp sao? lã việt hỏi năm mập, đúng vậy anh việt, tên phó lập thành kia có quan hệ họ hàng với thái viên giã, ông a là anh vợ của thái viên giã. năm mập buồn bực nói, mày nhắc đến anh chưa? lã việt xâm mặt lại, hỏi năm mập, năm mập vội vàng gật đầu, nói nhắc đến rồi, nhưng thái viên giã không chịu thua lại còn đánh em. Cái gì? Lã Việt nghe xong lời nói của Năm Mập, lập tức nổi giận. Ở trong cả tỉnh này, ngoại trừ ông Kha phù, ai dám không nể mặt Lã Việt? Không ngờ một xã tân lãng bé nhỏ, lại có loại người ngu cuồng như Thái Viên dã này. Năm Mập lén lút nhìn trộm Lã Việt, thấy Lã Việt giận dữ, Năm Mập lại mừng thầm trong lòng. Thái Viên dã đánh Năm Mập, Năm Mập sao có thể không căm hận Thái Viên dã chứ? Những lời nói vừa nãy nói với Lã Việt, chính là để làm Lã Việt tức giận, mượn tay Lã Việt để trừng trị Thái Viên giã đương nhiên, dựa vào tư duy của Lã Việt, hiển nhiên cũng nhìn ra trò vặt này của năm mập. Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Thái Viên giã lại không hề nể mặt, Lã Việt không thể tha cho Thái Viên giã. Cậu Thiên, chúng ta đi vào thôi. Lã Việt đè cơn giận xuống, xin ý kiến Hoàng Thiên. Ừm, Hoàng Thiên gật đầu, xảy bước đi vào khách sạn. Lã Việt ra lệnh cho mấy chục tên đàn em, mấy người chúng mày theo anh đi vào, những người còn lại tiếp tục bao vây khách sạn, không được phép để bất cứ ai rời khỏi chỗ này. Vâng, mấy chục tên đàn em cùng kêu to đáp lại, khí thế rung trời. Cảnh tượng này cũng thu hút không ít người đến vây xem bàn tán, đều đang suy đoán Hoàng Thiên và Lã Việt là ai. Rất nhanh chóng, Hoàng Thiên đưa theo đám người Lã Việt lên đến tầng 2. Đến trước cửa phòng riêng chỗ của Thái Viên Giã đây đều là do năm mập chỉ dẫn hoàng thiên và lã việt không lên tiếng năm mập cũng không dám rời đi chỉ đành nhằm mắt đi theo dầm lã việt không nói hai lời nhảy lên đá một cái cửa phòng liền bị đạp ra những người ở trong phòng ngay lập tức liền kinh hãi những người này đều làm ăn lăn lộn theo thái viên giã ở xã nhỏ bé này làm gì có ai dám chống đối lại bọn họ bọn họ uống rượu ở đây ai dám phá cửa đi vào như vậy thế nhưng đêm nay lại có người dám làm vậy những người này cũng rất bất ngờ thái viên giã còn đang nâng cốc chè chén no say với đám anh em của anh ta nhìn thấy cửa phòng bị đạp ra gã ta lập tức trợn chừng đôi mắt hung ác nhưng năm mập sớm đã nói với gã ta anh việt của thành phố bắc ninh đến rồi cho nên gã ta không dám nổi cơn tam bành quan sát đánh giá lá việt ở cửa một lát thái viên giã đứng dậy nói người anh em này xin hỏi anh là ai đây cũng xem như rất khách sáo rồi nếu như không phải trong lòng thái viên giã có hơi kiêng sợ lã việt thì sớm đã xông lên đánh người rồi lã việt không trả lời câu hỏi của thái viên giã quay đầu hỏi năm mập hắn chính là thái viên giã năm mập âm thầm cắn răng lúc này gã cũng không dám đắc tội với thái viên giã nữa chỉ muốn lã việt giúp gã chút cơn giận đúng vậy chính là anh ta năm mập nhỏ giọng nói lã việt nghe xong không nói hai lời bước vài bước đi tới trước mặt thái viên giã, thái viên giã vẫn còn tự cảm thấy tốt đẹp, cho rằng lã việt muốn đến để bắt tay với gã ta, lúc này cũng nặn ra một khuôn mặt cười tươi, đưa tay ra chuẩn bị chào xã giao với lã việt. thế nhưng thái viên giã không ngờ rằng lã việt đến trước mặt gã ta không thèm nói hai lời, vung ra một cái bạt tay, tàn nhẫn tát gã ta mấy cái bạt tiêu bẹp 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 bẹp, cái đệt cái đệt, thái viên giã bị đánh choáng váng, hung hăng chửi cái đệt. Mắt lại càng trợn to lên Lời nói của lã Việt tao Còn không bằng cái dám đúng không Tao bảo mày giao nộp người Mày dám không giao Lã Việt không khách sáo với Thái Viên Giã một chút nào Túm chặt cổ áo của Thái Viên Giã Giận dữ hỏi Không ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện này Thái Viên Giã Người lợi hại đến vậy Vậy mà vừa gặp mặt thì đã bị người khác đánh như này Mấy tên đàn em của Thái Viên Giã Đều bị chấn động bởi khí thế của lã Việt ngồi ngẩn người ở đó không dám đứng dậy lúc này Nam mập đứng ở cửa liền lén lút liếc mắt nhìn trộm hoàng thiên trong lòng gã cực kỳ sùng bái hoàng thiên nghĩ thầm người vô cùng lợi hại như lã việt còn phải nghe lệnh của cậu thiên này vậy rốt cuộc cậu thiên có thân thế như nào hoàng thiên đứng ngay trước cửa vẫn luôn chưa nói một câu nào chỉ là lạnh lùng nhìn xung quanh thái viên giã bị đánh đến vô cùng thê thảm một lát sau mới lau vết máu ở khóe môi tức đến muốn giết người trước đây còn muốn bắt tay với Lã Việt, không ngờ được giờ lại bị ông ta đánh hết mấy bạt tai. Mày, mày, mày dựa vào gì mà đánh tao? Thái viên giã cố gắng hết sức mới nói được một câu này. Lã Việt thấy vậy không biết là nên khóc hay là nên cười, bộ dạng như thế, lại là đại ca của một chấn sao. Đánh mày thì làm sao? Lã Việt chừng mắt nhìn rồi lại tát Thái Viên giã một bà tai Thái Viên giã bị đánh đến mức phát cáu, gã ta siết chặt đấm đánh về mặt của Lã Việt nhưng mấy món võ què của gã ta làm sao so được với Lã Việt. Chỉ thấy Lã Việt né cũng không né, đưa bàn tay lớn ra, đã bắt lấy được nắm đấm của Thái Viên Giã, sau đó dùng sức bẻ ả à tay của Thái Viên Giã, sau đó lên gối. Bịch bốp, trong giây lát Thái Viên Giã bị đánh đền nằm xuống dưới đất, hai chân hai tay giang ra. Mẹ nó chúng mày đều là người chết rồi hả? Lên hết cho tao, đập nó. Thái viên giã tức giận đưa tay hét đàn em của mình nói bảy tám người đàn em của gã ta giờ mới hoàn hồn trở lại, toàn bộ đứng dậy nhào tới Lã Việt. Hoàng Thiên không ra tay, anh biết Lã Việt dẹp bọn này chỉ như sỏi cắt thôi, căn bản không cần anh ra tay. Mấy đàn em mà Lã Việt dẫn theo thấy vậy, nhanh chóng nhào đến, đánh nhau với đàn em của Thái Viên Giã. Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, những đàn em của Lã Việt toàn là những người đã trải qua trăm trận chiến, mấy năm nay đi với Lã Việt cũng đánh nhau không ít. Nhưng còn đàn em của Thái Viên giả đa phần chỉ để ngắm thôi, làm sao mà có thể là đối thủ của đàn em lã Việt được chứ? Không đến mấy phút sau, những đàn em của Thái Viên Giã, toàn bộ đều bò dưới đất hết, tên nào tên đó mũi cũng đều chảy cả máu, vô cùng thê thảm. Thái Viên Giã đã nhân cơ hội này bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng gã ta run lên. Lã Việt tao biết mày là đại ca của Bắc Ninh, trong tỉnh cũng rất có tiếng. Nhưng mày cũng đừng có quá đáng quá, chẳng lẽ mày muốn ỉ lớn hiếp nhỏ, đặc biệt đến đây bắt nạt tao hả? Thái Viên dã rất không phục nhìn lã Việt hét lớn. Lã Việt cười lạnh lùng rồi nói: mày nói với tao mấy cái này có ích lợi gì? thật thà chút đi, nghe cậu Thiên nói chuyện nè. Nói rồi lã Việt nhìn Hoàng Thiên đang đứng ở trước cửa. Thái Viên dã giờ mới nhìn người đang đứng trước cửa là Hoàng Thiên. Gã ta nhận thức được là Hoàng Thiên rất có thể còn trâu hơn cả lã Việt. Cậu Thiên, cậu Thiên nào chứ? thái viên giã trợn mắt trăng lên lạnh lùng hỏi Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên mới từ từ đi qua, đánh giá thái viên giã, vừa nhìn thấy tên này bộ dạng hung dữ như thế, còn cả thái độ không phục nữa, trong lòng Hoàng Thiên rất không vui. Tao không có thời gian phí lời với mày, phó lập thành đâu. Sao nộp ông ta ra đây cho tao? Hoàng Thiên nghiêm giọng nói. Con mẹ nó, các người thật sự xem thái viên giã tao đây là loại trẻ người non dạ hả? Muốn tao giao người sao, đừng có nằm mơ. Thái viên giã ngoan cố trợn mắt hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự là nói được làm được, một chút cũng không phí lời với Thái viên giã, đưa bàn tay lớn lên, liền nắm lấy tóc trên đỉnh đầu của Thái viên giãi bang 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 bang. Sau khi đập đầu của Thái viên giã, Hoàng Thiên lại còn thụt đầu gối liên tục vào mũi gã A, trong chốc lát, mũi của Thái viên giã như sắp gãy ra và chảy rất nhiều máu tươi. Thái viên giã có bao giờ phải chịu thiệt lớn như vậy đâu, Mấy năm nay gã ta ở xã Tân lãng tác quái tác quái, ai dám đánh gã ta đến như vậy chứ? Nhưng đêm nay gã ta quá thảm rồi, bị lã Việt tát cho mấy bà tai không nói, còn bị Hoàng Thiên bạo hành như thế nữa, gã ta hận đến mức muốn ngất đi. Tao nguyền rủa cả nhà mày, cái thằng họ Hoàng kia mày hãy đợi đấy, mày nhớ mặt ao đói. Thái viên giã cúi đầu chửi lớn. Vốn dĩ Hoàng Thiên chỉ muốn cho Thái viên giã một bài học thôi, nhưng không ngờ được là thái viên giã lại không biết tốt xấu đây có được coi là cầu xin bị hành hạ không bang 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 lúc này hoàng thiên căn bản là không dừng lại được một hơi đánh thái viên giã tới tấp mười mấy cái cho đến khi thái viên giã chịu không nổi bò luôn dưới đất hoàng thiên mới dừng tay thái viên giã ngu ngốc bò dưới đất há miệng lớn thở hổn hển ngẩng đầu lên nói với hoàng thiên mày đợi đó đi tao sẽ bắt mày phải trả giá nói xong thái viên giã mò tìm điện thoại gọi đi một cuộc điện thoại hoàng thiên cũng không cản gã ta ngược lại muốn xem thử cái thứ này có thể gọi được ai đến đây vợ ơi anh bị người ta đánh rồi nè em mau qua đây đi thái viên giã nói xong tức giận cúp máy tất cả động tác này khiến cho hoàng thiên hơi ngạc nhiên bị đánh rồi còn kêu vợ qua đây đây thì được coi là đại ca gì chứ chịu thiệt thòi rồi gọi vợ ra để chống lưng cho mình là sao hớ hớ nghe nói vợ của mày là em gái của Phó Lập Thành đúng không? Mày cảm thấy con nhỏ đó cứu mày được hả? Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Thái Viên Giã. Thái Viên Giã hung dữ liếc nhìn Hoàng Thiên, nằm trên mặt đất một câu cũng không nói. Bịch, Lã Việt bước đến đá cho một cái, đá vào cầm của Thái Viên Giã. Cậu Thiên đang nói chuyện với mày đó mày bị câm rồi hả? Lã Việt đay nghiến nói. Lã Việt mày cứ ở đó mà kiêu ngạo đi, mày cũng đợi đó sẽ có người đến xử mày thôi thái viên giã hung dữ gầm lên lã việt còn muốn dạy cho thái viên giã một trận nữa nhưng lại bị hoàng thiên ngăn lại bỏ đi phó lập thành chắc là vẫn còn đang ở trong quán rượu tìm ông ta ra đây đi hoàng thiên ra lệnh cho lã việt nói dạ hiểu lã việt đáp một tiếng đem theo mấy đàn em bắt đầu tìm kiếm trong khách sạn quy mô của khách sạn không lớn tổng cộng cũng không có bao nhiêu phòng chỉ mất 20 phút, Lã Việt đã lôi được Phó Lập Thành ra rồi. Lát sau đã thấy Lã Việt đích thân lôi cổ Phó Lập Thành ra, giống như áp giải phạm nhân vậy. Cậu Thiên, người này có phải là Phó Lập Thành không ạ? À? Lã Việt hỏi rõ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Phó Lập Thành đã bị bắt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vất vả cảm đêm, cuối cùng cũng bắt được Phó Lập Thành rồi. Không sai, chính là ông ta. Hoàng Thiên gật đầu. Ha ha, bắt gặp ông ta trong phòng riêng cuối hành lang cái thằng cha này đã thay đổi màu tóc rồi nhưng vừa thấy ông ta lấp ló nên đoán chính là phó lập thành lã việt cười nói hoàng thiên cũng cười bắt được phó lập thành là tốt rồi nếu không thì cái tên này sẽ giống như bom nổ chậm nói không chừng lúc nào đó lại tạo thêm phiền phức gì đó hoàng thiên lập tức thả tao ra mày dám đụng đến tao đàn em của tao sẽ không buông tha cho mày đâu phó lập thành gào lên Hoàng Thiên nghe thế lạnh lùng cười nói với Phó Lập Thành, "Đàn em của mày hả toàn bộ xuống dưới địa ngục hết rồi, rất nhanh mày cũng sẽ được đoàn tụ với chúng nó, xuống dưới gặp đàn em của mày đi." "Gì?" Sắc mặt Phó Lập Thành thay đổi, tin tức này đối với ông ta mà nói, giống như là tiếng sét bên tai. Mười mấy tên đàn em, chẳng lẽ đều đã chết hết? Hoàng Thiên thật sự không gạt Phó Lập Thành, khi lúc trạng vạng, mấy tên đàn em của Phó Lập Thành đều đã bị cấp dưới đội đặc chiến của Vũ Thanh chôn rồi. Thái Viên Giã và năm mập và cả đàn em của Thái Viên Giã, nghe thấy những lời này của Hoàng Thiên đều bị dọa đến há hốc mồm. Trong lòng nghĩ cái tên Hoàng Thiên này rốt cuộc là người như thế nào? Lại có thể giết chết hết đàn em của Phó Lập Thành, đó đều là người nước ngoài đó. Đúng lúc không khí đang căng thẳng, bên ngoài phòng truyền đến một tiếng nói yêu kiều, một giọng nói tiếng phổ thông không được chuẩn lắm của một người phụ nữ vang lên, "Mẹ nó, ai dám ăn hiếp chồng của tao vậy?" nói tiếng phổ thông không chuẩn mà con chửi người, khiến cho người nghe có chút chói tai. Đặc biệt giọng của người đàn bà này lại đanh đá chua ngoa, làm cho người ta nghe cũng cảm thấy khó chịu. Hoàng Thiên Thuận theo giọng nói nhìn về phía cửa đi, chỉ thấy một con đàn bà ăn mặc hở hang tâm ba mươi mấy tuổi, hai tay đang chống nạnh bước vào, sau lưng còn dẫn theo hai người. Mỹ Châu, mau mau cứu anh, em phải báo thù cho anh. Anh bị người ta bắt nạt thê thảm lắm. Thái viên giã nằm dưới đất hoa hoa vừa khóc vừa kêu lên, cũng không màng đến thân phận đại ca của xã nhỏ này. Người đến tên gọi là Phó Mỹ Châu, là người của nước Thái, à ta là em gái của Phó Lập Thành. Mười năm trước, Phó Mỹ Châu đã được gả cho Thái viên giã, đã sinh sống 10 năm tại Việt Nam. Tính cách của Phó Mỹ Châu rất chua ngoa, người đàn bà này bình thường rất kiêu ngạo. Thấy chồng mình là Thái viên giã bị đánh máu me đầy mình nằm chê y mặt đất, con mắt của Phó Mỹ Châu như muốn rơi dai cái con mẹ nó. Ai dám đánh chồng tao ra nông nỗi này? Phó Mỹ Châu đang thể hiện sự dũng mãnh của ả à ta, ánh mắt quét một đường nhìn tất cả người trong phòng, đột nhiên phát hiện Hoàng Thiên và Lã Việt đều không quen mặt, cho nên tâm nhìn của ả à ta cũng tập trung lên người của Hoàng Thiên và Lã Việt. Chính là hai người đó đánh anh đó. Thái Viên dã không có tiền đồ mà mách lẻo với vợ mình, dùng tay chỉ chỉ Hoàng Thiên và Lã Việt phó mỹ châu nghe thấy những lời này tức muốn chết mấy bước đã đến ngay trước mặt của hoàng thiên đưa tay lên định tát hoàng thiên nhưng hoàng thiên làm sao có thể để ả à ta đánh chứ không đợi đến khi cái tát của ả à ta đánh xuống hoàng thiên đã đưa tay ra bắt lấy tay của ả à ta ha ha gan của cô không nhỏ ngay cả tôi cũng dám đánh hoàng thiên thản nhiên cười hỏi phó mỹ châu phó mỹ châu nhìn thấy hoàng thiên điềm tĩnh như thế ả à ta bất giác ngẩn ra một chút biểu cảm cũng thay đổi ôn hòa hơn chút không sai, người đàn bà này rất dâm đấm, nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào cũng đều động lòng, Hoàng Thiên Tuy không phải là đặc biệt đẹp trai. Nhưng khí chất điềm tĩnh và tự tin đó, vẫn khiến cho Phó Mỹ Châu cảm thấy có đôi chút cồn cào. Yêu, nghe giọng điệu này của cậu hình như lai lịch cũng không nhỏ, vậy cậu nói thử xem, cậu là ai nào? Phó Mỹ Châu đá đá lông mày, giọng điệu có chút mập mờ hỏi anh. Loại phụ nữ nào Hoàng Thiên chưa thấy qua, vừa nhìn thấy thái độ này của Phó Mỹ Châu, trong chốc lát hoàng thiên đã hiểu ra tất cả người đàn bà này cũng lẳng lơ lắm, át hẳn là đã cho thái viên giã đội không ít mũ xanh cô không xứng đáng để biết tôi khuyên cô nên về nhà ngủ đi đừng có tự mình chút lấy nhục sắc mặt hoàng thiên tối sầm lại nghiêm nghị nói với phó mỹ châu biểu cảm nhiệt tình của phó mỹ châu bị dội gáo nước lạnh trong lòng ả à ta thấy rất khó chịu tuy ả à ta đã ba mươi mấy rồi nhưng dựa vào nhan sắc của ả à ta vẫn có thể dụ dỗ không ít ong bướm, Hoàng Thiên ngược lại đối với ả ta không chút động lòng nào, khiến ả ta vô cùng tức giận. Hừ, dám đánh chồng của tôi, tôi thấy, cậu chắc là trên mình sống quá lâu phó Mỹ Châu hừ một tiếng đang định đánh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không có lòng kiên nhẫn chơi với ả ta, lúc này đẩy mạnh một cái, liền đẩy phó Mỹ Châu ra. Ôi dai! Giọng nói điệu đà của phó Mỹ Châu kêu lên, lùi về sau mất bước, ngồi bịch xuống dưới đất. Được lắm, Mày dám đánh tao, mày hãy đợi chết đi." Phó Mỹ Châu tức tối gầm lên, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. "Nhanh qua đây đi, em bị thiệt thòi rồi nè, có người đánh em." Cúp máy điện thoại, Phó Mỹ Châu bò từ dưới đất lên, lập tức thay đổi thái độ rất hung dữ. Hoàng Thiên cũng không biết Phó Mỹ Châu lại gọi điện thoại cho ai, nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là đã bắt được Phó Lập Thành, chuyến đi đến xã Tân Lãng này thật không uổng phí. Phó Mỹ Châu hung hăng chừng mắt nhìn Hoàng Thiên, ả à ta thấy Hoàng Thiên một chút cũng không sợ hãi, ngay lập tức tức liền muốn phát điên. Khốn kiếp, tao đã tìm người đến đây để xử mày rồi đó, mày không sợ hãi chút nào sao? Phó Mỹ Châu gào lên với Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên cảm thấy quá nực cười, anh sợ qua ai chứ? Ha ha, được thôi tôi rất là sợ, cô nhanh gọi người đó đến đây đi, cho tôi mở mang tầm mắt. Hoàng Thiên khẽ cười nói. Phó Mỹ Châu thấy Hoàng Thiên như thế ở ta càng tức. Mẹ nó, mày có biết tao tìm ai đến không? Nếu như mày biết mà còn như thế, thì tao coi như mày giỏi. Phó Mỹ Châu không chịu được mà quát vào mặt Hoàng Thiên. Lã Việt ở một bên sớm đã nhìn không thuận mắt Phó Mỹ Châu rồi, thấy ả ta là phận đàn bà, Lã Việt mới không dạy bảo ả ta. Nhưng nhìn thấy Phó Mỹ Châu càng lúc càng hỗn xược, lại còn dám chửi Hoàng Thiên, Lã Việt sao có thể nể mặt ả ta được nữa nói chuyện với cậu thiên của chúng tôi miệng mồm sạch sẽ chút đi lã việt bước lớn vài bước đã đến gần phó mỹ châu lớn tiếng nói nhưng phó mỹ châu lại quát lớn đệt mẹ mày miệng mồm tao không sạch chắc mày sạch hả phó mỹ châu mở to mắt lên chửi người mấy năm nay ả à ta gả cho thái viên dã cái khác không học được chửi người tục tiễu lại học rất giỏi bốp lã việt còn lâu mới dung túng cho ả à ta đưa tay lên đã cho ả à ta một cái tát da thịt của phó mỹ châu mềm mại làm sao chịu nổi cái tát mạnh như thế trong chốc lát đã bị cái tát này đánh cho máu me đầy miệng mày đợi đó bọn mày cũng đợi đó đi phó mỹ châu không dám chửi người nữa nhưng miệng lưỡi vẫn không buông tha ai lời nói đầy ham dọa nói với hoàng thiên và lã việt vốn dĩ hoàng thiên bắt được phó lập thành đã định dẫn lã việt và những người khác rời đi nhưng mà phó mỹ châu lại còn tìm người đến giúp hoàng thiên nghĩ thôi thì ở lại một chút làm việc có đầu không có đuôi không phải việc làm của một người đàn ông, Hoàng Thiên ngược lại cũng muốn gặp gỡ người mà Phó Mỹ Châu tìm đến rồi xử lý một lần luôn. Không quá mười mấy phút, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn bước vào bên trong phòng. Người đàn ông này bước đi vô cùng vững vàng, ăn mặc lại giản dị, phía sau lưng dẫn theo bốn tên đàn em. Mỹ Châu ơi, ai dám ăn hiếp em thế? Tên mập vừa vào lại không gấp không vội nói. Hoàng Thiên và Lã Việt vừa nhìn thấy người đàn ông này, đều rất đối ngạc nhiên. Người đàn ông này không ai khác, chính là đại ca của tỉnh thành, ông Kha Phù. Cảnh tượng trước mặt, thực sự là quá dọa người rồi. Vợ của Thái Viên Giã, thật sự đã xa vào lòng của ông Kha Phù, mà lại còn ở trước mặt của Thái Viên Giã và bao nhiêu người. Hoàng Thiên sửng sốt giây lát, anh cuối cùng đã hiểu. Cách giải thích duy nhất, chính là ông Kha Phù cùng với Phó Mỹ Châu có một mối quan hệ không đứng đắn giữa nam và nữ. Với lại, mối quan hệ không đứng đắn này thật ra Thái Viên Giã đã biết từ lâu rồi, nếu không thì, Phó Mỹ Châu cũng không dám cư xử trắng trợn như vậy. Đúng thật là chuyện kỳ lạ nào chê y thế giới cũng đều có, mối quan hệ của ba người này cũng thật hòa hợp quá đi chứ. Hoàng Thiên trong lòng suy nghĩ lung tung, cảm thấy vô cùng nực cười. Ông Kha Phù ngược lại không để ý lắm cái thái độ nũng nịu này của Phó Mỹ Châu, ông ta bây giờ đang nhức đầu suy nghĩ, tại sao Hoàng Thiên lại ở đây? hơn nữa ông kha phù còn là do được phó mỹ châu gọi điện thoại kêu qua đến đây để đối phó với hoàng thiên đây đúng là giống như muốn lấy mạng sống của ông kha phù cậu thiên sao cậu lại ở đây ông kha phù nói chuyện cũng bị líu lưỡi luôn rồi rất căng thẳng nhìn hoàng thiên hỏi nhỏ một câu hỏi xong câu này trong giấy lát phó mỹ châu giật mình không những là phó mỹ châu thái viên giã cùng với phó lập thành và còn có nhóm người của năm mtp toàn bộ đều kinh ngạc trong mắt những người này ông kha phù giống như một vị thần là một đại ca ngầu nhất của toàn tỉnh thân phận cao quý như thế nhưng ở trước mặt của hoàng thiên lại trở nên rụt rè như thế hình như còn rất sợ hoàng thiên chuyện này rốt cuộc là sao ông kha phù anh đang nói gì thế ạ à? thằng nhóc này bắt nạt em sao anh còn gọi nó là cậu thiên chứ phó mỹ châu rất không hài lòng hỏi ông kha phù ông kha phù lại thật sự có quan hệ nam nữ không đứng đắn với phó mỹ châu cũng đã hai ba năm rồi và ông ta không hề né tránh thái viên dã dựa vào thân phận của ông kha phù thái viên dã làm sao dám biểu lộ sự bất mãn chứ vợ mình bị ông kha phù chiếm hữu thái viên dã không những không dám phản đối gương mặt còn phải tươi cười nghênh đón cũng coi như là dựa dẫm được ngọn núi lớn ông kha phù này rồi cho nên thái viên dã trước đó rất tự tin dám công khai thách đấu với lã việt và để lã việt đợi nhưng mà thái viên Giã và phó mỹ châu làm sao ngờ được ông Kha Phù nhìn thấy Hoàng Thiên, lại giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Cô im miệng cho tôi. Ông Kha Phù trừng mắt nhìn Phó Mỹ Châu, hận không thể dạy dỗ cho ả ta một trận. Phó Mỹ Châu ngu người, ông Kha Phù không làm chủ cho ả ta, mà còn hung dữ với ả ta, ả ta không thể chấp nhận được. Xe ả muốn tranh cãi với ông Kha Phù mấy câu, nhưng lại thấy ông Kha Phù chạy bước nhỏ đến bên cạnh Hoàng Thiên, bộ dạng cúi đầu khom eo, rất chỉ là hạ tiện hai ba năm rồi phó mỹ châu chưa từng thấy ông kha phù hạ mình như thế bình thường ông kha phù đi đến đâu khí thế cũng đều rất cao ngạo cậu thiên tôi không biết cậu cũng ở đây hi 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 ông kha phù rất nhiệt tình cười nói với hoàng thiên trong lòng lại vô cùng thấp thỏm sợ hãi lần trước hoàng thiên đã có ấn tượng không tốt với ông ta trong lòng ông ta hiểu rất rõ cho nên lần này ông ta rất lo sợ cảm giác của ông kha phù không hề sai từ sớm ấn tượng của Hoàng Thiên đối với ông ta không hề tốt. Ông Phù, ông trời cũng hăng quá chứ, vợ của người ta không tệ đúng không? Hoàng Thiên rất điềm tĩnh nói. Tuy giọng nói của Hoàng Thiên điềm tĩnh, nhưng ông Kha Phù lại sợ hãi, vội vàng cười nói, cậu Thiên đừng chê cười tôi, chỉ là tùy tiện đùa giỡn thôi. Không có chuyện gì thì chạy đến xã Tân Lãng chơi đúng không? Rất kích thích đúng không? Hoàng Thiên không khách sáo mà hỏi ông Kha Phù. Mồ hôi của ông Kha Phù cũng đổ ra rồi, ông ta thật sự khi có hứng mới chạy đến xã Tân Lãng, ăn ngủ đều ở nhà của Thái Viên Giá, chỉ cần ông ta đến, Thái Viên Giá sẽ ngủ ở phòng khác, cũng rất là uất ức. Nhưng khẩu vị của ông Kha Phù lại thích thế, hai ba năm này đều chơi rất hăng. Ông Kha Phù cũng biết Hoàng Thiên cái gì nhìn cũng hiểu hết, ngại ngùng nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, nếu cậu không thích tôi như thế, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Không cần, Ông thích như thế nào đó là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Ông Kha Phù cũng không biết nên nói gì mới tốt, đứng cạnh Hoàng Thiên khom eo, bộ dạng tỉ tiện lộ rõ. Dù là tên ngốc, bây giờ cũng hiểu rõ, danh chấn cả tỉnh như ông Kha Phù ở trước mặt Hoàng Thiên cũng không là cái thá gì. Hoàng Thiên rốt cuộc có thân phận như thế nào? Anh sao lại có thân phận cao đến thế? Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của Hoàng Thiên. Ngay cả người đang bị không chế Phó Lập Thành, lúc này cũng sửng sốt không nói nên lời. Ông ta có chút hối hận, thật không nên cứu tiêu hổ. Bây giờ đắc tội luôn cả người có thân phận như Hoàng Thiên, thật là gánh không nổi tội này mà. Nhưng ông ta hối hận cũng vô ích thôi, Phó Lập Thành đã được định sẵn là giai cấp tù nhân rồi. Cái ả Phó Mỹ Châu cuối cùng cũng đã hiểu, người tình mà ả tay ấp chăn gối 2-3 năm nay, so với Hoàng Thiên thật sự không cùng đẳng cấp mà ở trước mặt Hoàng Thiên như là con cháu. Cho nên Phó Mỹ Châu cũng bắt đầu hoảng sợ, chỗ dựa không dựa được nữa, giờ biết phải làm sao. Hoàng Thiên cũng không có tâm trạng dây dưa ở đây, anh phải áp giải Phó Lập Thành đi. Còn về việc xử lý Phó Mỹ Châu Thành như thế nào, anh vẫn chưa nghĩ xong. Cô còn muốn nói gì nữa không? Có cần gọi thêm người đến đây để giúp đỡ không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Phó Mỹ Châu hỏi. Phó Mỹ Châu đâu còn vẻ huynh hoang như vừa rồi nữa, đã gọi ông Kha Phù đến đây còn không ăn thua, còn có thể gọi ai đến chứ? Không tìm nữa, không tìm nữa, cậu Thiên, xin cậu hãy tha cho anh trai của tôi đi được không? Phó Mỹ Châu cố ý điều chỉnh giọng nói trở nên dịu dàng chút, khế nói với Hoàng Thiên. Không có khả năng đó đâu. Hoàng Thiên đáp lại một câu cắt đứt sự mong chờ của à ta, sau đó nhìn ông Kha Phù nói, ông Phù, không có chuyện gì cũng thôi đừng có dây dưa ở tỉnh thành này nữa, đừng có suốt ngày ra mặt làm chuyện vớ vẩn dạ 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 cậu thiên chỉ bảo rất đúng sau này tôi sẽ sống an phận chút hạ ông kha phù lau mồ hôi gật đầu liên lịa hoàng thiên cũng lười để ý lúc này không thèm quan tâm ông ta hoàng thiên đi đến chỗ của thái viên dã nhìn thái viên dã đang bỏ dưới đất nói sau khi tôi đi khỏi mày không được báo thù năm mập nếu như để tao biết năm mập xảy ra chuyện gì hậu quả mày tự nghĩ đi thái viên dã đâu dám chống cử hoàng thiên nữa thấy hoàng thiên nói như vậy Thái viên giã gật đầu đồng ý nói, dạ dạ, cậu thiên yên tâm, tôi nhất định sẽ không báo thù đâu ạ. À. Nam mập ngồi một bên nghe thế cảm động đến khóc, gã con đang lo lắng chuyện này, không ngờ được là Hoàng thiên đã giúp gã giải quyết rồi. Dù sao gã cũng đã giúp Hoàng thiên tìm được Thái viên giã và Phó Lập Thành, bây giờ Thái viên giã đã bị ăn hành, Phó Lập Thành cũng đã bị bắt, gã đúng là đang sợ Thái viên giã sau này sẽ báo thù. Hoàng thiên thấy mọi chuyện đã thỏa hiệp xong, nói với lã việt áp giải phó lập thành đi thôi dạ vâng lã việt đáp lời ra hiệu cho đàn em áp giải phó lập thành đi đi theo hoàng thiên ra khỏi khách sạn không có một ai dám ngăn cản ông kha phù giống như một con sâu theo đuôi đi theo tiên hoàng thiên ra tận cửa cực kỳ muốn lấy lòng hoàng thiên nhưng hoàng thiên vẫn luôn không thèm để ý đến ông ta điều này khiến ông kha phù vô cùng lo lắng sau khi hoàng thiên lên xe dẫn theo nhóm người lã việt cùng ra khỏi tân lãng sau khi liên lạc với vũ thanh hoàng thiên ở một nơi hẻo lánh bên ngoài xã đã nhìn thấy vũ thanh đang đợi ở đó vũ thanh và mấy đội viên đặc chiến dưới tay đang đợi ở đây thấy hoàng thiên đã trở về vũ thanh mở cửa xe và đi xuống xe cậu thiên đã làm xong chuyện rồi vũ thanh đi đến trước xe hoàng thiên hỏi hoàng thiên nhẹ gật đầu xuống xe vẫy tay với lã việt sau lưng lã việt lập tức dẫn người ấn phó lập thành xuống xe dẫn tới trước mặt hoàng thiên và vũ thanh gương mặt phó lập thành vào lúc này đã trắng bệch ông ta đã có dự cảm rằng số kiếp này khó thoát vũ thanh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của phó lập thành không khỏi cười khẩy vài tiếng ha ha chưa được bao lâu là chúng ta lại gặp nhau rồi vũ thanh cười khẩy nói phó lập thành không trả lời thở mạnh một cái phó lập thành và tiêu hổ giống nhau từ sau khi xuất ngũ coi như là công thành danh toại rồi. Tích lũy không ít tiền, có thể trôi qua cuộc sống thoải mái. Những cũng vì vậy mà Phó Lập Thành trở nên sợ chết rồi, không còn bốc đồng như lúc tuổi còn trẻ nữa. Lúc này, Hoàng Thiên đang nắm chặt cổ áo của Phó Lập Thành, tóm thằng cha này giống như tóm con gà con, đi qua. Phó Lập Thành hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên, không biết Hoàng Thiên muốn làm gì ông ta. Khốn kiếp, chạy đến Việt Nam của chúng tao dương oai này ông đối phó Hoàng Thiên tao đây còn chưa tính, tại sao phải liên lụy đến em gái của tao? Hoàng Thiên tức giận chất vấn Phó Lập Thành, phát tiết lửa giận trong lòng. Không sai, Hoàng Thiên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhớ lại lại thời điểm lúc trạng vạng, không ngờ Phó Lập Thành dùng côn gỗ hung tàn đánh đòn hiểm vào Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường, Hoàng Thiên đã nén không nổi lửa giận trong lòng nữa rồi. Phó Lập Thành cũng biết mình xong đời, ngã vào họa lớn, nhìn không nên chịu không nên, không nên động vào em gái của hoàng thiên hoàng thiên dành bao nhiêu yêu thương cho em gái mình phó lập thành cũng ý thức được hiện giờ ông ta đang sợ hãi không muốn điều này xảy ra cậu thiên tôi rất xin lỗi tôi vì điều đó mà cảm thấy thật hối hận giọng phó lập thành run rẩy nói với hoàng thiên mày hối hận cái con gái mẹ mày hối hận có gì hữu dụng à hoàng thiên phấn nộ đột nhiên nói tục sau đó vùng bàn tay thô hung hăng đánh phó lập thành trong nháy mắt Mười mấy cái cái tát giáng xuống trên mặt Phó Lập Thành, đánh tới Phó Lập Thành thành người béo núc ních. Chẳng qua so sánh với Phó Lập Thành dùng côn đánh đòn hiểm vào Hoàng Linh thì Hoàng Thiên đánh như vậy cũng coi như đủ nhân đạo rồi. Đừng đánh nữa cậu Thiên, đừng đánh nữa, tôi có thể bồi thường, cậu muốn bao nhiêu tiền chỉ cần mở miệng. Phó Lập Thành thở hổn hển phù phù, thương lượng cùng Hoàng Thiên. Bao nhiêu tiền cũng không mua mạng chó của mày về được. Hoàng Thiên chẳng muốn nói nhảm cùng Phó Lập Thành trực tiếp túng phó lập thành hất xuống đất vũ thanh đã cầm súng tự động đi tới nhằm ngay đầu phó lập thành đang trên mặt đất mà, tha mạng tha mạng tôi không muốn chết phó lập thành đã hoàn toàn sụp đổ la o lên vũ thanh nhìn hoàng thiên và đợi mệnh lệnh của hoàng thiên hoàng thiên rất quyết đoán ra hiệu bằng tay cho vũ thanh giết những bài học của ngày xưa đã nói cho anh biết đối xử với kẻ thù không thể nương tay đùng một tiếng súng vang lên Vũ Thành tự tay bản chết phó lập thành. Rất nhanh, mấy đội viên đặc chiến đã tới, dùng sẻng quân dụng đào một cái hố ngay tại chỗ, trôn phó lập thành. Lúc này Hoàng Thiên mới thở dài một cái, cục tức nghẹn trong lòng này cuối cùng đã đi ran chúng ta trở về. Hoàng Thiên ra lệnh cho mọi người. Lã Việt và hơn 10 người dưới tay của anh đều nhìn tới ngây dại. Tuy rằng bọn họ đánh đánh giết giết không ít rồi, thế nhưng không có châu bò đến mức dùng súng tự động hơn nữa vũ thanh đánh gục phó lập thành quyết đoán như vậy chỉ một động tác tay của hoàng thiên vũ thanh liền kiên quyết thi hành thật sự là đủ khí phách những người dưới tay lã việt cực kỳ hâm mộ bọn họ đều đoán được thân phận vũ thanh rất đặc thù nếu không thì sao có thể đánh gục một người nước ngoài ngay tại chỗ ở trước mặt nhiều người như vậy chứ lúc này hoàng thiên đã lên xe lái xe về thành phố bắc ninh lã việt dẫn đầu các đàn em làm tai mắt ở phía sau vũ thanh cũng lái xe cùng theo Mọi người đều trở về thành phố Bắc Ninh. Đã là hơn 10 giờ tối, sau khi Hoàng Thiên tạm biệt Vũ Thanh và Lã Việt, một mình lái xe trở về nhà. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai cũng đã đi ngủ từ sớm, biết được Hoàng Thiên sắp xếp vệ sĩ cầm súng bảo vệ an toàn, Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đều cảm thấy vô cùng an ổn, trong lòng rất an tâm. Nhưng Lâm Ngọc An không ngủ, cô đang chờ đợi Hoàng Thiên trở về. Vừa thấy Hoàng Thiên đã trở về, trong lòng Lâm Ngọc An kích động từ trên giường xuống liền nhào vào trong ngực hoàng thiên lúc này cô mặc áo ngủ rộng thùng thình nhưng như vậy cũng không che giấu được dáng người hấp dẫn của cô cảm nhận được sự dịu dàng của vợ mình hoàng thiên cười nhẹ nhàng nói sao còn chưa ngủ đang đợi anh về đó lâm ngọc an dịu dàng nói trong lòng hoàng thiên ấm áp anh cảm thấy khoảng thời gian gần đây quan hệ giữa mình và vợ thật sự là càng ngày càng hòa hợp nhà cũng trở nên càng thêm ấm áp rồi giường nhỏ của anh đâu rồi? Hoàng Thiên nhìn thoáng qua nơi đặt giường nhỏ mà mình ngủ đó giờ, nghi hoặc hỏi Lâm Ngọc An. Mặt Lâm Ngọc An nóng lên, nhẹ giọng nói, bị em đập bỏ rồi. Trong lòng Hoàng Thiên khẽ run lên, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cái giường nhỏ này, quả thật chính là một bóng ma trong lòng của anh, cũng là khúc mắt không giải được. Từ cái hôm kết hôn với Lâm Ngọc An, là Hoàng Thiên đã nằm ngủ trên cái giường nhỏ này, vẫn luôn ngủ hơn 3 năm đêm nay cuối cùng cái giường nhỏ này đã không tồn tại nữa ha ha em phá bỏ giường của anh rồi vậy anh ngủ sao đây hoàng thiên mỉm cười cố ý trêu chọc lâm ngọc an nói lâm ngọc an trợn mắt liếc nhìn hoàng thiên nghĩ thầm cái đồ hư hỏng này em vốn đủ thẹn thùng rồi anh còn cố ý làm ra vẻ như vậy không phải còn có chăn đệm nằm dưới đất sao sau này anh đi nằm ngủ trên mặt đất đi lâm ngọc an khẽ nói ha ha dưới đất quá lạnh, em nỡ lòng để cho anh ngủ trên mặt đất ư? Hoàng Thiên cười ha ha, kéo tay Lâm Ngọc An. Đêm dài vắng người, Lâm Ngọc An cảm giác giờ phút này thật sự là mặt cũng đang phát sốt, tim đập cũng có chút ra tốc. Cho tới nay, Lâm Ngọc An đều cảm thấy hơn 3 năm qua rất có lỗi với Hoàng Thiên. Dù sao, cô vẫn luôn không thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, Hoàng Thiên chính là một người đàn ông bình thường đó. Từ sau khi quan hệ hòa hoãn với Hoàng Thiên, lâm ngọc an phát hiện chính mình sớm đã yêu người đàn ông này cũng là người đàn ông chưa từng sinh hoạt vợ chồng thực sự đêm nay cô đã chuẩn bị kỹ càng giao tất cả mọi thứ của mình cho hoàng thiên chồng mấy năm qua anh có oán em không trong mắt lâm ngọc an đột nhiên ẩm ướt ngẩng mặt lên thỏ thẻ hỏi hoàng thiên hoàng thiên không ngờ lâm ngọc an lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy muốn nói không có một chút oán nào thì cũng là việc không thể nào đấy Đặt người nào vào tình cảnh này thì ai cũng sẽ phàn nàn. Người vợ vừa đẹp vừa trẻ như thế, nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng, là đàn ông thì đều oán đó. Nhưng Hoàng Thiên yêu Lâm Ngọc An thật lòng, chút oán này trong lòng khi ở trước mặt tình yêu, hoàn toàn không có nghĩa lý gì. "Không oán em." Hoàng Thiên thản nhiên nở nụ cười, vuốt ve mái tóc Lâm Ngọc An một cái. "Thật hả chồng, không phải anh đang an ủi em chứ?" Khóc mắt Lâm Ngọc An đã ướt rồi. Cô cắn chặt bờ môi, cảm thấy càng thêm tội lỗi. Thật sự, Hoàng Thiên trả lời rất khẳng định. "Chồng, anh thật tốt." Lâm Ngọc An kích động khóc lên, ôm Hoàng Thiên thật chặt, đã nghẹn ngào tới mức cuối cùng cũng không nói nên một câu nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đêm này, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cuối cùng đã có danh xưng vợ chồng thật sự. Kết hôn 3 năm rồi, Hoàng Thiên cuối cùng đã trở thành người đàn ông thật sự của Lâm Ngọc An sáng sớm ngày hôm sau hoàng thiên đã thức dậy từ sớm cùng lâm ngọc an đi đến công ty nguyên đạt vào buổi trưa hoàng thiên nhận được cuộc gọi từ lương mạnh bắc lương mạnh bắc gọi điện đến hoàng thiên có chút bất ngờ dù sao nếu không có chuyện gì lớn ông sẽ không làm phiền đến anh có chuyện gì vậy chú bắc cậu chủ ông chủ đã đến rồi đầu dây bên kia lương mạnh bắc rất cẩn thận nói hoàng thiên sững người một lát anh không ngờ cha của anh hoàng văn thành lại đến thành phố bắc ninh bởi vì hoàng văn thành mới rời khỏi thành phố bắc ninh không bao lâu lúc đi là dẫn theo tiêu đông mai bị thương rời đi mà tại sao đột nhiên lại quay về rồi dựa theo cách nghĩ của hoàng thiên tiêu đông mai bị thương nặng đến như vậy hoàng văn thành chắc chắn sẽ rất đau lòng nhất định sẽ ở nhà tận tâm chăm sóc bà ta không ngờ được là hoàng văn thành lại quay trở về rất lâu hoàng thiên cũng không nói lời nào anh cảm thấy ông già nhà anh đột nhiên quay về thành phố bắc ninh nhất định là có chuyện gì đó đặc biệt quan trọng cha tôi đang ở đâu hoàng thiên hỏi lương mạnh bắc dạ đang ở công ty cổ phiếu quốc tế universe ạ à, cậu chủ hay là giờ cậu qua đó một chuyến lương mạnh bắc hỏi hoàng thiên trong điện thoại cũng được giờ tôi qua đó hoàng thiên nói xong liền cúp máy rồi lái xe đi thẳng đến công ty cổ phiếu quốc tế universe trên đường đi, trong lòng Hoàng Thiên không có cách nào bình tĩnh. Đối với cha của anh, anh cũng không thể nói rõ trong lòng có cảm nhận gì, nói tóm lại là mỗi lần gặp mặt cũng đều cảm thấy không khí rất gượng gạo, rất không thoải mái, cũng có thể là do khúc mắc ở trong lòng chưa được giải tỏa. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã lái xe đến công ty cổ phiếu quốc tế Universe. Lúc này, Lương Mạnh Bắc đã dẫn theo Lưu Nguyệt Hoa và còn có mấy lãnh đạo cấp cao. Sớm đã ở trước cửa của công ty cổ phiếu Quốc Universe đợi sẵn rồi. Khi nhìn thấy xe của Hoàng Thiên đã đến nơi, Lương Mạnh Bắc chạy bước nhỏ, chạy đến trước cửa xe của Hoàng Thiên giúp anh mở cửa xe. Những lãnh đạo cấp cao của công ty cổ phiếu quốc tế Universe thấy vậy, trong lòng cũng vô cùng hồi hộp. Họ đã biết rõ thân phận của Hoàng Thiên, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lương Mạnh Bắc là chủ tịch của cổ phiếu Universe, từ lúc nào mà như một đứa cháu ngoan đi mở cửa xe cho người ta vậy? Chỉ sợ là chỉ có cậu chủ nhà họ Hoàng mới có được đãi ngộ này thôi. Những người này tặc lưỡi không dám hó hé, toàn bộ đều không eo, chỉnh tê đứng thành một hàng, nghênh đón Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngược lại cũng không thích nghỉ lắm với thái độ này, anh cũng tùy ý quen rồi, đột nhiên lại được đái ngộ như vậy, cảm giác rất không quen. Cậu chủ, ông chủ đang ở bên trong đợi cậu ạ. À. Lưu Nguyệt Hoa lắc cái eo đi đến báo với Hoàng Thiên. Ừm. Hoàng Thiên chỉ nhẹ nhàng ưm một tiếng, một câu cũng không nói, dẫn đầu mọi người đi vào bên trong công ty cổ phiếu quốc universe. Lúc này Hoàng Văn Thành đang ngồi ở văn phòng chủ tịch của Lương Mạnh Bắc. Sau khi Hoàng Thiên đi vào, nhìn thấy Hoàng Văn Thành một thân một mình đang ngồi trên ghế sofa. Cha, Hoàng Thiên gọi một tiếng xã giao, rồi cũng ngồi xuống. Những người khác đều không dám vào, toàn bộ đều đứng trực ở bên ngoài cửa văn phòng chủ tịch bao gồm luôn cả lương mạnh bắc cũng không dám tự ý đi vào. Hoàng Văn Thành nhìn Hoàng Thiên đầy hàm ý, gương mặt ông ta lộ ra nụ cười. "Thiên, dạo gần đây sống thế nào?" Hoàng Văn Thành rất quan tâm hỏi. Hoàng Thiên thật sự không thể không khâm phục người cha này, không biết là do ông ta quá biết cách đối nhân xử thế hay là lòng dạ quá thâm sâu, Tiêu Đông Mai đã bị thương nặng đến như thế, ông già mình lại có thể như không có chuyện gì vậy. Cũng có thể đây là cách đối nhân xử thế của chủ nhân nhà họ Hoàng Trăng. Hoàng Thiên nghĩ đến đây, anh cảm thấy bản thân mình còn cần phải rèn luyện nhiều hơn, ở mặt này, anh cảm thấy mình so với cha quả thật thua kém rất xa. Thật sự, Hoàng Văn Thành đã trải qua quá nhiều phong ba bão tố, nên thái độ dù cho có thế nào cũng vững như núi Thái Sơn, người bình thường khó ai bị kịp. Ha ha, có quá nhiều đả kích ngấm ngầm và cả công khai, cha nói xem con có thể sống tốt không hoàng thiên nhàn nhạt, nhạt nở một nụ cười đáp hoàng văn thành hơi lay động nhưng rất nhanh đã gật đầu nói cũng đúng gần đây những chuyện đã xảy ra xung quanh con cơ bản cha cũng biết hoàng thiên ngẩn ra anh không biết hoàng văn thành tìm hiểu thông qua ai tin tức có linh thông đến vậy không thiên à có đôi lúc thật ra có rất nhiều chuyện không cần tuyệt đường đến vậy ví dụ như chuyện của nhà họ phan và nhà họ lương ở thủ đô tuy là thực lực kém xa nhà họ hoàng chúng ta nhưng cũng không thể xem thường được Hoàng Văn Thành giọng điệu nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nghe đã hiểu, xem ra cái mà ông già muốn nói anh đã hiểu rồi, là ý này đây. Tuy là Hoàng Văn Thành không thẳng thắn nói rõ, nhưng những lời vừa rồi đã nói bóng nói gió nhắc nhở Hoàng Thiên rồi. Đừng cư xử quá tuyệt tình, nên chừa cho người khác đường lui, đối đãi với Phan Hạo và Lương Ngọc Lan hai người họ, không thể đuổi cùng giết tận. Trong lúc cảm thán tin tức của Hoàng Văn Thành nhạy bén, Hoàng Thiên cũng cảm thấy trong lòng có chút không vui. Đã xa nhà 10 năm, Hoàng Thiên đương nhiên có quy tắc đối nhân xử thế của riêng mình. Hoàng Văn Thành là suy nghĩ muốn duy trì mối quan hệ của nhiều nơi, nhưng Hoàng Thiên lại không muốn suy nghĩ như thế, vứt Phan Hạo và Lương Ngọc Lan hai người họ qua Châu Phi để làm khổ sai, Hoàng Thiên đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu không thì Hoàng Thiên đã diệt họ rồi. Không phải cha là đến để làm người thuyết phục chứ? có phải là nhận sự ủy thác của nhà họ Phan và nhà họ Lương không? Hoàng Thiên cũng không muốn vòng vo với Hoàng Văn Thành, trực tiếp nói thẳng. Hoàng Văn Thành rất ngạc nhiên, ông ta không ngờ là con trai của mình chỉ cần nói một chút đã thấu hiểu, lại còn thấu hiểu một cách triệt để ha ha ha. Không hổ danh là con trai của cha, quả nhiên thông minh lanh lợi. Hoàng Văn Thành ha ha cười lớn, dùng ánh mắt tán dương nhìn Hoàng Thiên, cảm giác như nhà họ Hoàng đã có người nối dõi rồi. Hoàng Thiên cười khổ, cũng không nói gì nữa. Nếu như con trai của ông già và Tiêu Đông Mai không bị chết hiểu, ông già có dùng ánh mắt tán dương này nhìn anh không? 99% là dùng cũng không thèm dùng. Hoàng Văn Thành dường như cũng nhìn ra được tâm tư của Hoàng Thiên, ông ta thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy, đi đến gần trước mặt của Hoàng Thiên, nhẹ nhàng võ lên vai của Hoàng Thiên. Thiên, cha biết trong lòng con có oán hận với cha, về điểm nãy ba hiểu rõ, nhưng chúng ta nói đến cùng cũng là cha con, cha hy vọng con có thể mở ra nút thắt ở trong lòng, đừng có cứ sống mãi trong quá khứ như vậy nữa. Hoàng Văn Thành rất nghiêm túc nói chuyện với Hoàng Thiên. Câu nói này đã chạm đến trái tim anh, anh nhìn Hoàng Văn Thành, phát hiện trong đôi mắt của ông ta, len lỏi đôi chút hối hận. Thở dài một hơi, Hoàng Thiên cũng đứng dậy nói, chuyện đã qua đi, thì hãy cứ để nó đi đi. Thiên, trong đôi mắt của Hoàng Văn Thành ẩn hiện nước mắt, Ông ta đã rất nhiều năm rồi chưa từng như thế. Lời không nói ra sẽ không thấu hiểu, lúc này nút thắt trong lòng Hoàng Thiên có lẽ đã thật sự được gỡ ra rồi. Đúng lúc này, Hoàng Văn Thành nhận được một cuộc điện thoại. "Được rồi, giờ tôi và Thiên sẽ qua đó." Hoàng Văn Thành nói với đầu dây bên kia điện thoại một câu xong rồi cúp máy. "Thiên, ba dẫn con đi gặp một người." Hoàng Văn Thành cười nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ nhíu mày anh mơ hồ nhận thức được, Hoàng Văn Thành muốn dẫn anh đi gặp người nào rồi. Người mà cha muốn cho con thấy chính là người đi cùng cha tới từ Tokyo. Sắc mặt Hoàng Thiên Sệ xuống hỏi Hoàng Văn Thành, Hoàng Văn Thành phải nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt khác, 10 năm không gặp nhau, tuy Hoàng Văn Thành không hiểu Hoàng Thiên nhiều lâm. Nhưng lúc này, Hoàng Văn Thành phát hiện Hoàng Thiên có vẻ lớn hơn những người bạn cùng trang lứa. Tất nhiên là già dặn hơn hẳn, không sai, con đoán thêm chút nữa xem người kia chính xác là ai." Hoàng Văn Thành cười nói, "Là người nhà họ Phan và người nhà họ Lương đúng không?" Hoàng Thiên thấp giọng nói, "Ừ, tối hôm qua cha của Phan Hạo là Phan Liệt và cha của Lương Thiên Vũ là Lương Hà Giang có tới nhà tìm. Bọn họ xin cha cho bọn họ đi cùng tới thành phố Bắc Ninh, muốn tận mắt nhìn thấy con một chút." Hoàng Văn Thành nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên nói, "Hừ, nói thẳng ra xem, muốn con bỏ qua cho con trai bọn họ đúng không?" hoàng thiên cười lạnh lùng nói hoàng văn thành gật đầu nói đúng là vậy tuy bọn họ không nói trắng trợn với cha nhưng cha nghĩ chắc là vậy im lặng một chút hoàng văn thành mới nói tiếp thiên con xử lý chuyện này thế nào là do con tự quyết định cha sẽ không can thiệp vào chuyện của con dù cha có can thiệp vào thì chưa chắc con đã nghe theo cha biểu cảm hoàng thiên lạnh nhạt tiện miệng nói chuyện này hoàng văn thành sững sờ quả thật thì có chút ngoài dự đoán của ông nhưng ông không nói gì chỉ yên tĩnh đứng đấy hoàng thiên trầm mặc một lát sau mới nói với hoàng văn thành nếu bọn họ đã đến tìm cha vậy thì con cũng phải nể cha đi gặp bọn họ một chút được chúng ta đi luôn bây giờ hả hoàng văn thành hài lòng cười nhẹ một cái hỏi qua ý kiến hoàng thiên hoàng thiên nhìn ra được rằng hoàng văn thành rất mong mình có thể hòa giải với người nhà họ phan và người nhà họ lương dù sao thì thân là người đứng đầu nhà họ hoàng ở việt nam tung hoành mưa gió nhiều năm Hoàng Văn Thành cũng đã được rèn luyện không ít sự sắc sảo, nhiều hơn là sự đưa đấy khéo léo tình thế. Cho nên đứng ở góc độ Hoàng Văn Thành chắc chắn sẽ mong sống mấy hòa với người nhà họ Phan và nhà họ Lương, quan hệ tốt với nhau thì vẫn hơn. Nhưng Hoàng Thiên không nghĩ vậy, tính cách Hoàng Thiên là ân oán rõ ràng, có thù phải trả. Bọn người Phan Hạo làm chuyện quá đáng, thậm chí tận ba hay mấy lần muốn lấy cả mạng Hoàng Thiên, Hoàng Thiên làm sao có thể tha cho nhà họ Phan bọn họ. Mặc dù là vậy, Hoàng Thiên vẫn quyết định để cho ba anh ta chút mặt mũi mà đi gặp người nhà họ Fan với nhà họ Lương kia. Hai cha con rời khỏi tập đoàn quốc tế toàn cầu, Lương Mạnh Bắc tự mình lái xe, Lưu Nguyệt Hoa cũng đi theo. Mấy người chạy thẳng tới quán rượu cao cấp nhất thành phố Bắc Ninh. Vừa vào tới của quán rượu đã thấy có mấy người đứng đó từ trước ninh đón vào. Đối tượng là hai đôi vợ chồng tầm tuổi trung niên, quần áo rất lịch sự, từ trang phục đến cử chỉ của họ cho thấy họ là nhân vật nổi tiếng trong xã hội giàu có sau lưng đôi vợ chồng có hai vệ sĩ mặc quần âu áo vest tất cả đều có trang phục màu đen đéo kính đen uy nghiêm theo sau tổng giám đốc hoàng tôi đang rất mong chờ ngài mời vào mau vào phan liệt vô cùng nhiệt tình đưa tay tới trước mặt hoàng văn thành ninh đón bắt tay thân thiết với hoàng văn thành cha lương thiên vũ là lương hà giang cũng rất nhiệt tình tới chào hỏi hoàng văn thành tổng giám đốc hoàng vị này chính là cậu nhà hả quả nhiên rất tuấn tú nha lương hà giang giơ ngón cái với hoàng thiên tán thưởng đúng vậy đây là con trai tôi hoàng thiên hoàng văn thành rất tự hào khi giới thiệu cho hai vợ chồng phan liệt và lương hà giang sau đó quay sang giới thiệu phan liệt và vợ chồng lương hà giang cho hoàng thiên từ đầu đến cuối hoàng thiên rất bình tĩnh chỉ là khách sao nói hai ba câu với hai đôi vợ chồng kia phan liệt và lương hà giang rất có lòng là nhân vật rất tinh anh Mặc dù mất liên lạc với con trai nhưng trên mặt bọn họ vẫn tươi cười như gió xuân về, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hoàng Thiên không thể không phục điểm này, xem ra những người có thể làm nên chuyện lớn có thành tựu khổng lồ thì tâm lý rất ổn định mạnh mẽ. Nhưng vợ Phan Liệt và Lương Hà Giang lại không làm được thế, hai người phụ nữ này luôn cười, nhưng trong đó còn bộc lộ rõ ràng sự lo lắng và tức giận, hai người họ cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Hơn nữa lúc họ nhìn Hoàng Thiên trong ánh mắt đều mang sự oán độc cùng ý hận, hận không thể giết Hoàng Thiên ngay tại chỗ. Hoàng Thiên dĩ nhiên là nhìn ra được, trong lòng thầm cười nhạt chế giễu, cũng không thèm quan tâm để ý đến hai người phụ nữ này. Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa ở một bên, cơ bản là không có tư cách nói chuyện, đừng nhìn địa vị của Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa ở Bắc Ninh, ở trong hoàn cảnh này, bọn họ còn kém xa. Ngay sau đó, mọi người đi vào quán rượu, Phan Liệt và Lương Hà Giang đã đặt phòng riêng từ sớm. Rẻ nhất cũng phải tiêu tổn tầm 350 tỷ. Vào, vào, tổng giám đốc Hoàng, ngài và cậu nhà ngồi ở vị trí cao nhất. Lương Hà Giang rất hiểu chuyện mà mời Hoàng Văn Thành ngồi ở vị trí chính. Hoàng Văn Thành không khách sáo, dù sao thì cũng là thói quen. Lấy thân phận của ông thì đến những trường hợp như này tất nhiên là sẽ ngồi ở vị trí chính. Hơn nữa, Phan Liệt và Lương Hà Giang còn mời Hoàng Văn Thành, Hoàng Văn Thành đương nhiên là chấp thuận nghe theo. Tất cả đã ngồi xuống. Ngũ Liều và Lương Hà Giang nóng lòng vội vã muốn nói chuyện chính, mà Hoàng Văn Thành vẫn như trước, cứ trò chuyện phiếm vui vẻ. Hoàng Thiên ngồi im không lên tiếng, anh có thể tới chỗ này là cho cha anh mặt mũi, nếu không anh cũng lười nhìn thấy mặt Phan Liệt và Lương Hà Giang. Mấy phút sau, vợ Lương Hà Giang không kìm nén được nữa, kéo tay áo Lương Hà Giang, Hà Giang, nhanh nói chuyện chính với Tổng Giám Đốc Hoàng, tôi lo lắng gần chết mất. Sắc mặt Lương Hà Giang khẽ biến, ông ta âm thầm nghiến răng thật ra lương hà giang đã đè nén được lửa giận trong bụng đừng nhìn vẻ mặt ung dung tự tại thật ra ông ta cũng rất lo lắng cho hai đứa con trai con gái đang bị mất liên lạc hơn nữa tin tức đã được xác nhận hai đứa con ông ta đang ở trong tay hoàng thiên lại còn bị đưa ra nước ngoài cho nên lương hà giang vô cùng căm ghét hoàng thiên nhưng không dám làm bậy rất sợ chọc giận hoàng thiên song anh ta sẽ làm con trai con gái ông ta không trở về được khụ khụ tổng giám đốc hoàng tôi có thể hỏi một chút không? Lương Hà Giang nhìn Hoàng Văn Thành nói. Hoàng Văn Thành phẩy tay một cái nói, trước tiên, tôi giải thích một chút là, các người có chuyện gì thì tự giải quyết với con trai tôi, tôi sẽ không ý kiến gì cả. Lương Hà Giang sướng sờ ngơ ngác một lúc, ông ta sao có thể không rõ ý, Hoàng Văn Thành đây là tỏ rõ lập trường, tất cả những chuyện này Hoàng Văn Thành sẽ không tham dự, toàn bộ giao cho Hoàng Thiên giải quyết. Ngơ ngác một lúc, Lương Hà Giang cũng ngận lây sang Hoàng Văn Thành. Trong đầu nghĩ, lão già khốn khiếp, nếu không phải có mặt ông ở đây, tôi đã sớm giết chết Hoàng Thiên, không thì ở đâu ra chuyện hạ thấp bản thân mời các người uống rượu. Ý nghĩ của Phan Liệt và Lương Hà Giang cũng không khác nhau mấy, lúc này ông ta cũng rất khó chịu với cái thái độ của Hoàng Văn Thành. "Được rồi tổng giám đốc Hoàng, vậy tôi nói thẳng với cậu nhà mọi chuyện." Lương Hà Giang lớn tiếng nói, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Hoàng Thiên, "Cậu Thiên, theo như trai phận mà nói thì tôi cũng là bậc trên." hôm nay chú Vương có một yêu cầu, mời cậu thả con trai và con gái tôi, để chúng tôi có thể đoàn tụ, được không? Dù lời nói của Lương Hà Giang rất khách khí, hơn nữa còn dùng hai từ đề nghị, nhưng ai cũng có thể nghe ra được, Lương Hà Giang đã đẻ nén cơn tức giận để nói ra câu này. Hoàng Thiên càng thấy rõ ràng, giọng điệu của Lương Hà Giang này rất cứng rắn, còn có phần ý uy hiếp nữa. Điều này khiến Hoàng Thiên thấy rất không dễ chịu. Điều mà Hoàng Thiên ghét nhất chính là có người uy hiếp anh hơn nữa dựa theo thái độ làm người của lương thiên vũ và lương ngọc lan hoàng thiên cũng có thể tưởng tượng được lương hà giang là loại người gì nếu lương hà giang là người tốt thì sẽ không dạy nên hai đứa con phá hoại như thế ha ha chú lương đây là chú đang đề nghị sao tôi còn tưởng chú muốn giết tôi luôn rồi chứ hoàng thiên cười lạnh nhìn lương hà giang hỏi sắc mặt lương hà giang rất khó coi ông ta cố nặn ra một nụ cười nói với hoàng thiên dĩ nhiên là đề nghị rồi, tôi chỉ hy vọng cậu có thể nhìn vào tình bạn hơn 10 năm giữa tôi và cha cậu, mà thả con trai và con gái tôi đi. Chú Vương, chú có biết con trai và con gái chú đã làm những gì không? Hoàng Thiên Sa sâm mặt, lạnh giọng hỏi Lương Hà Giang. Lúc này Lương Hà Giang đã sắp tức đến bùng nổ rồi, dựa vào thân phận của ông ta, có lúc nào lại phải đi cầu xin người ta một cách hèn kém thế này? Ông ta cảm thấy mất mặt lắm rồi dù hoàng thiên có là con trai của nhà họ hoàng nhưng thân phận của lương hà giang cũng khó lường huống hồ trước mặt lương hà giang hoàng thiên chỉ là thế hệ sau mà thôi thế mà cái đứa thế hệ sau này lại chẳng thèm nể mặt ông ta lương hà giang thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc cái này tôi thực sự không biết cậu thiên mong cậu chỉ bảo cho tôi lương hà giang nhẫn nại nói to lương thiên vũ con trai của chú còn có con gái của chú lương ngọc lan hết lần này đến lần khác muốn giết chết tôi ha ha đáng tiếc quá bọn họ không có khả năng này tôi cũng không giấu gì mấy người bây giờ tôi đã phái người đưa bọn họ đến châu phi rồi đến chỗ đó khai thác quạng mỏ cải tạo tốt một chút hoàng thiên nói rất bình tĩnh vừa nói lời này ra lương hà giang chỉ cảm thấy trong đầu khó chịu quả thực là tức muốn nổ phổi lương thiên vũ và lương ngọc lan đã làm gì với hoàng thiên thực ra lương hà giang đều rõ ràng ông ta đã thăm dò hiểu rõ từ lâu rồi. Nhưng Lương Hà Giang không quan tâm Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan đã làm gì Hoàng Thiên, ông ta chỉ muốn Hoàng Thiên thả người. "Cậu Thiên, cậu như thế này không phải hơi quá đáng sao?" Thiên Vũ còn chơi với cậu từ nhỏ, cậu nhẫn tâm đối với nó như thế sao? Lương Hà Giang đảo đôi mắt trắng dã, tức giận hỏi. Hoàng Thiên vừa thấy Lương Hà Giang lại dám nói đến chuyện đạo đức này, sắc mặt anh cũng lạnh xuống. "Tôi nhân tâm Thế con trai con gái chú thì không nhẫn tâm sao? Bọn họ một lòng muốn tôi chết đấy. Tôi có nhẫn tâm hơn nữa thì cũng chưa muốn mạng của bọn họ đâu. Hoàng Thiên phản bác, điều này, Lương Hà Giang có phần nghẹn lời. Ông ta cũng biết Hoàng Thiên có lý, nếu tiếp tục tranh luận, bản thân chỉ có thể càng lúc càng bị động. Giám đốc Giang, anh đừng nói những lời thừa thái này với cậu ta. Phan Liệt ở một bên trước sau vẫn chưa lên tiếng nổi giật, nói lớn tiếng với Lương Hà Giang. Cái tên Phan Liệt người cũng như tên, tính cách vừa thẳng tanh ta vừa nóng này, nếu không phải kiêng nể Hoàng Văn Thành, Phan Liệt đã sớm bảo vệ sĩ dưới trướng mình giết chết Hoàng Thiên rồi. Thấy Lương Hà Giang không lên tiếng nữa, Phan Liệt dùng ngón tay chỉ Hoàng Thiên, không vui vẻ gì nói, Hoàng Thiên, tôi và giám đốc Lương vì nể mặt mũi của cha cậu mới nhịn cậu lâu như thế. Cậu đừng có mà không biết tốt xấu, mau thả con trai tôi ra ngay lập tức, lời nói này quá không khách khí, Phan Liệt này cũng quá kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến Hoàng Thiên. Khiến Hoàng Thiên suýt nữa tức muốn cười, trong lòng nghĩ Phan Hạo đã đủ ra vẻ rồi, không ngờ cha anh ta còn có thể ra vẻ hơn nữa. Phan Liệt, chú có biết bản thân đang nói gì không? Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn Phan Liệt. Điều này khiến cho Phan Liệt tức muốn hỏng mất, ông ta cảm thấy bị một đứa lớp sau coi khinh như thế, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Hoàng Thiên, tôi đã nể mặt cha cậu đủ rồi, cậu còn ngạo mạn như thế, vậy đừng trách tôi dạy dỗ cậu. Phan Liệt tức tới thở hổn hển gào lên với Hoàng Thiên, con người đỏ cả lên. Hoàng Văn Thành ngồi ở đó sắc mặt xa sầm, có điều ông vẫn rất bình tĩnh, ông muốn nhìn xem Hoàng Thiên có thể đối phó được không. Hơn nữa Hoàng Văn Thành cũng rất rõ ràng, Phan Liệt này là chó cùng rút rậu, muốn xé rách ra mặt hoàn toàn. Quả nhiên không sai, bây giờ Phan Liệt có thể dùng bất cứ giá nào để tìm lại được con trai Phan Hạo của ông ta, thậm chí ông ta không tiếc xé rách ra mặt với nhà họ Hoàng ở thủ đô. Lúc này Hoàng Thiên đứng dậy lạnh lùng nhìn Phan Liệt, anh cũng không muốn nói gì với Phan Liệt nữa. Mắt thấy sắp bùng nổ xung đột, Lương Mạnh Bắc nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi qua đối phó với Phan Liệt giúp Hoàng Thiên. Dù trước giờ Lương Mạnh Bắc chưa từng đánh nhau, nhưng cậu ta cũng đã ăn cơm nhà họ Hoàng rồi, ở trước mặt Hoàng Văn Thành và Hoàng Thiên, dĩ nhiên là phải thể hiện thật tốt. Lưu Nguyệt Hoa lại không lo lắng gì cả bởi vì cô đã sớm không chỉ một lần hiểu được bản lĩnh của hoàng thiên dũng mãnh thế nào bây giờ phan liệt là cung tên đã lên dây không thể không bần nếu đã nói không được thì dùng vũ lực để giải quyết lên cho hoàng thiên biết tay phan liệt ra mệnh lệnh với hai tên vệ sĩ đeo kính đen đằng sau hai tên vệ sĩ này là thân tín của phan liệt bọn họ không quan tâm đến thân phận của đối phương là gì chỉ cần phan liệt hạ lệnh một tiếng bọn họ sẽ giết ngay hơn nữa hai tên vệ sĩ này đều mang mạng người trên người, đều từng ở thiếu lâm tự. Bản lĩnh vô cùng sắc bén, sau khi nhận được mệnh lệnh của Phan Liệt, hai tên vệ sĩ nhanh chóng đến gần Hoàng Thiên, chuẩn bị ra tét tấn công Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng đó vững như núi Thái Sơn, thấy nắm đấm của hai tên vệ sĩ đã đến, Hoàng Thiên hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát. Bịch bịch, trong chốc lát, Hoàng Thiên liên tiếp đá hai cú đá bên đẹp mắt, đá mạnh vào bụng dưới hai tên vệ sĩ. Ua, Alpha viết hoa, hai tên vệ sĩ lập tức kêu gào thảm thiết, thân thể lại lùi về phía sau tiệm kinh doanh vài mét, mới gục xuống đất. Hai tên vệ sĩ che lại phần bụng đang đau đớn, vô cùng sợ hãi. Có nằm mơ cũng không ngờ tới, Hoàng Thiên trông yếu đuối mảnh khảnh lại có bản lĩnh dũng mãnh như thế, ra chiêu vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, căn cơ vô cùng điêu luyện. Chỉ một chiêu đã thua trong tay Hoàng Thiên, trong lòng hai tên vệ sĩ rất không phục, nhưng lại không có cách nào cả, bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng, bụng dưới đau đến không đứng dậy nổi, thế thì còn đánh với Hoàng Thiên thế nào? Cái này, Phan Liệt cũng không ngờ đến kết quả lại là như thế này. Hai người vệ sĩ của ông ta đã theo ông ta bao nhiêu năm, trước giờ chưa từng thất bại. Vậy mà còn không tiếp nổi một hiệp với Hoàng Thiên trước mặt, lại bị Hoàng Thiên đánh nằm dạp trên đất. Sắc mặt Phan Liệt tái mét, căm thù nhìn chầm chầm Hoàng Thiên, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Chú không cần phải dùng ánh mắt đặc biệt đó nhìn tôi đâu, như thể tôi nợ tiền chú vậy hoàng thiên chỉ vào mũi của phan liệt mà giăn dậy hoàn toàn không giữ thể diện chút nào được 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 cậu thì tốt phan liệt nghiến răng quay đầu nhìn lương hà giang ra hiệu bảo lương hà giang thể hiện một chút dĩ nhiên là lương hà giang hiểu ý của phan liệt nhưng lương hà giang còn khéo đưa đấy hơn phan liệt ông ta cũng thấy rất rõ ràng dù có phái thêm hai vệ sĩ nữa ra tay chắc chắn cũng không phải là đối thủ của hoàng thiên ánh mắt đảo qua đảo lại lương hà giang đã có mưu ma trước quỷ lương hà giang có rất nhiều ý niệm ma quái ông ta không giống phan liệt tính cách nóng nảy hơn nữa mắt nhìn tốt hơn nhiều so với phan liệt nhìn thấy hai vệ sĩ phan liệt phái ra không làm gì được hoàng thiên lương hà giang biết không thể dùng sức mạnh với hoàng thiên bằng không sợ rằng sẽ không có cách nào kết thúc trong ngày hôm nay nghĩ vậy lương hà giang liếc mắt ra hiệu với vợ mình ra hiệu cho vợ làm những gì họ đã bàn bạc trước khi đến thành phố bắc ninh Vợ Lương Hà Giang lập tức hiểu ý, thời điểm bà ta và Lương Hà Giang chuẩn bị lên đường đã bàn bạc xong biện pháp, nếu như thực sự không nói lại Hoàng Thiên Liên một khóc hai nháo ba thắt cổ, dù sao bà ta cũng là phụ nữ, ở phương diện này vô cùng mạnh mẽ. Cậu Thiên, cậu không thể tuyệt tình như vậy, tôi chỉ có hai đứa con là Thiên Vũ và Ngọc Lan, nếu bọn chúng không về được, tôi sống thế nào đây? Đột nhiên vợ của Lương Hà Giang khóc xong, chạy tới gần Hoàng Thiên quỳ xuống. Hoàng Thiên có chút sướng sờ, anh nào có nghĩ tới vợ của Lương Hà Giang lại đến với bộ dạng này. Không đợi Hoàng Thiên tỉnh táo lại, vợ của Phan Liệt cũng ngầm hiểu, khóc lóc nỉ non chạy tới chỗ Hoàng Thiên. Cậu Thiên, cậu Thiên, cậu mở lòng từ bi đi, tôi chỉ có một đứa con trai là Phan Hạo, không có nó làm sao tôi sống nổi. Phan Hạo nếu có chỗ nào không đúng, tôi thay nó xin lỗi cậu, cầu xin cậu tha cho nó đi. Vợ Phan Liệt khóc vô cùng thương tâm, dáng vẻ tội nghiệp, Hoàng Thiên vô cùng nhức đầu, đời này anh không sợ bị người khác ép buộc, chỉ sợ người khác khóc lóc nỉ non trước mặt anh. Nhưng trong mắt Hoàng Thiên không chứa nổi một hạt cát, lúc trước anh nhìn thấy biểu hiện của vợ Phan Liệt và vợ Lương Hà Giang giống như hận không thể giết chết anh để giải hận. Nhưng hiện tại biểu cảm của bọn họ biến hóa quá lớn, Hoàng Thiên rất nghỉ ngờ thành ý trong câu xin lỗi của bọn họ. Nếu như xin lỗi và khóc lóc có tác dụng, vậy pháp luật để làm gì? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, Châm giọng nói với vợ Lương Hà Giang và vợ Phan Liệt. Hai người phụ nữ nghe xong lời này, trong lòng lập tức rơi lục bộp, hai mắt trợn tròn. Không sai, vừa rồi bọn họ chính là đang diễn trò, khóc thật ở chỗ nào. Càng không có thành ý xin lỗi Hoàng Thiên. Mục đích duy nhất chính là để Hoàng Thiên mềm lòng, trước tiên đem con cái của bọn họ thả ra, đến lúc đó việc đối phó với Hoàng Thiên sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhưng rõ ràng Hoàng Thiên không hề ngốc căn bản anh cũng không muốn ra tay lưu tình với bọn họ, khiến bọn họ vô cùng phiền muộn. Cậu Thiên, chuyện đã xảy ra rồi, cậu cũng đừng níu mãi không buông, quay về tôi nhất định sẽ dạy dỗ Thiên Vũ và Ngọc Lan thật tốt, không cho phép bọn nó lại đến kiếm chuyện với cậu. Vợ của Lương Hà Giang rất giỏi ăn nói, nói tới nói lui một hồi, vẻ mặt tràn đầy thành ý khiến cho người ta không có cách nào nghi ngờ. Vợ của Phan Liệt cũng đứng dậy, nhìn qua Hoàng Thiên nói, cậu Thiên, tôi cũng sẽ dạy bảo Phan Hảo thật tốt, để về sau nó và cậu làm bạn tốt, cam đoan không còn gây chuyện nữa." Hoàng Thiên cảm thấy rất buồn cười, coi như vợ Phan Liệt và vợ Lương Hà Giang là toàn tâm toàn ý nói những lời này thì có lợi ích gì chứ? Làm sao bọn họ có thể đại diện cho Phan Hạo và Lương Thiên Vũ? Hoàng Văn Thành đang ngồi một bên, ông chỉ lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện. Từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì, đây chính là nguyên tắc của Hoàng Văn Thành, đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Chuyện này Hoàng Văn Thành đã giao cho Hoàng Thiên tự mình xử lý thì ông sẽ không nhúng tay vào. Phan Liệt và Lương Hà Giang đang đứng một bên, hai người này hận không thể xé xác Hoàng Thiên. Vợ của bọn họ đang khổ cực cầu xin Hoàng Thiên, xem như mặt mũi đã ném về tận nhà. Từ đầu đến cuối Hoàng Thiên vẫn luôn bất động, Phan Hạo và Lương Thiên Vũ nhất định phải trả giá đắt vì những gì mình đã làm. Được rồi, mấy người không cần nói những chuyện này nữa, tôi bận rộn nhiều việc, không rảnh tiếp đón hoàng thiên không kiên nhẫn ném câu nói này ra đằng sau quay người liền muốn rời khỏi nơi này 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 lương hà giang và phan liệt thấy hoàng thiên muốn đi trong mắt bọn họ lập tức đỏ lên phan liệt vừa định lao lên nhưng khi nhớ lại hai tên vệ sĩ bị hoàng thiên quật ngã ông ta lập tức giống như quả bóng xì hơi hai tên vệ sĩ kia đều không phải đối thủ của hoàng thiên ông ta mà đi lên liều mạng với hoàng thiên chính là tìm tai vạ lương hà giang vẫn rất già dặn Lúc này ông ta chạy chậm đến đuổi kịp Hoàng Thiên, vẻ mặt chua xót nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, chú Giang van xin cậu, cậu thả con trai và con gái của tôi ra ngoài đi. Lương Hà Giang, ông đừng có giày vò tôi nữa được không? Ông ngại tôi cho ông quá nhiều mặt mũi à? Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, những việc này anh đã sớm nhìn đủ rồi. Mẹ kiếp, trong lòng Lương Hà Giang mắng chửi Hoàng Thiên, bị Hoàng Thiên dọa cho sợ mất mật. Lương Hà Giang thật sự hận Hoàng Thiên thấu xương nhưng ngoài miệng lương hà giang không dám mắng chỉ có thể cười theo nói cậu thiên cậu mong cậu dơ cao đánh khẽ cậu thiên nếu cậu không đồng ý thả con trai tôi tôi liền chết cho cậu xem lúc này vợ của phan liệt vô cùng suy sụp đem một bình rượu đập nát dùng mảnh thủy tinh sắc bén nhầm ngay cổ họng của mình muốn cắt xuống nhìn dáng vẻ muốn phát điên của vợ phan liệt trong lòng hoàng thiên vô cùng chấn động trực giác nói cho anh biết vợ của phan liệt không phải đang hù dọa người nhìn bộ dạng điên cuồng của bà ta đây là thật sự muốn chết vợ của lương hà giang không nghĩ vợ của phan liệt lại mạnh mẽ như vậy bà ta cũng nhanh chóng đuổi kịp hoàng thiên phịch một tiếng thẳng tắp quỳ xuống trước mặt hoàng thiên cậu thiên nếu cậu không đồng ý thả con trai và con gái của tôi ra ngoài tôi liền quỳ đến chết trước mặt cậu vợ của lương hà giang vừa khóc vừa nói con mẹ nó hoàng thiên thật sự muốn im lặng đến cực điểm hai người phụ nữ này một người lấy cái chết đe dọa một người đe dọa quỳ xuống đất không dậy thật là khiến cho người ta nhức đầu mặc dù hoàng thiên không có ý định mềm lòng thế nhưng đối mặt với loại tình huống này anh cũng rất bất đắc dĩ trong phòng cực kỳ náo nhiệt hai người phụ nữ có thân phận vô cùng tôn quý ở hà nội nay lại đang khóc suốt mướt muốn chết đúng là muốn mạng người khác mà lương mạnh bắc và lưu nguyệt hoa nhìn đến ngây người bọn họ lẳng lặng nhìn hoàng thiên không biết hoàng thiên sẽ xử lý chuyện này như thế nào Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên có thể quyết định sống chết của Phan Hạo và Lương Thiên Vũ. Hoàng Thiên cũng thực sự có chút không chịu nổi, nếu như cùng anh chơi cứng rằn, anh sẽ không sợ bất cứ kẻ nào. Nhưng bây giờ với hai bà chủ này, anh thật sự không có biện pháp. Tối nay, đến quốc tế toàn cầu đón người, Hoàng Thiên để lại câu nói này, sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Câu nói này khiến vợ chồng Lương Hà Giang và vợ chồng Phan Liệt đều thở phào một hơi. Sau khi Hoàng Thiên ra khỏi khách sạn liền gọi điện thoại cho Vũ Thanh, để anh ta thông báo cho cấp dưới áp tải Phan Hạo và Lương Thiên Vũ đến thành phố Bắc Ninh. "Cậu chủ, nhà nhà họ Phan và nhà nhà họ Lương thay đổi rất thất thường, cậu hãy suy nghĩ kỹ." Trong điện thoại, Vũ Thanh nhắc nhở Hoàng Thiên. "Ừ." Hoàng Thiên chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng Hoàng Thiên rõ ràng, lời Vũ Thanh nói rất có đạo lý. Dù sao Vũ Thanh cũng ở Hà Nội nhiều năm rồi chắc chắn sẽ có hiểu biết nhất định với nhà họ Lương và nhà họ Phan. Vũ Thanh nói nhà nhà họ Phan và nhà nhà họ Lương thay đổi thất thường, Hoàng Thiên rất tin tưởng. Phải chăng là Phan Liệt và Lương Hà Giang thay đổi thất thường? Hoàng Thiên không thể tùy tiện kết luận, nhưng Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan tuyệt đối là những kẻ tiểu nhân thay đổi thất thường. Cậu chủ, vậy tôi liên ra lệnh áp tải bọn Phan Hạo đến thành phố Bắc Ninh. Vũ Thanh dò hỏi. Áp tải tới đi. Còn nữa, anh giúp tôi làm một chuyện." Hoàng Thiên dặn dò Vũ Thanh trong điện thoại một phen, sau đó cúp điện thoại. Làm xong tất cả, trên mặt Hoàng Thiên hiện lên ý cười lạnh lùng. "Anh biết, chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc đơn giản như vậy, Lương Hà Giang và Phan Liệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy." Một khi Phan Hạo và Lương Thiên Vũ được thả ra, Phan Liệt và Lương Hà Giang rất có thể sẽ tiến hành trả thù. Nghĩ tới những chuyện này, Hoàng Thiên khẽ thở dài một tiếng, mình vẫn còn quá mềm lòng, không thể trơ mắt nhìn hai người phụ nữ kia tìm chất. Trong lúc đang suy nghĩ miên man về chuyện này thì Hoàng Thiên đã tới công ty chuẩn bị gặp vợ của mình, thuận tiện đưa cô về nhà. Hồi tưởng lại sự quyến rũ của Lâm Ngọc An vào đêm hôm qua, quả thực quá mê người. Đêm hôm qua cũng là đêm mà cả đời này Hoàng Thiên không thể nào quên, đêm hôm qua anh trở thành một người đàn ông chân chính, cũng chân chính có được Lâm Ngọc An trước cửa khách sạn cao cấp vợ chồng phan liệt và vợ chồng lương hà giang tiếp đón hoàng văn thành lương mạnh bắc và lưu nguyệt hoa đi theo sau lương hoàng văn thành hai người này từ đầu đến cuối không dám nói một câu bởi vì trong trường hợp này bọn họ cũng không dám nói lung tung tổng giám đốc thành thật sự rất cảm ơn ngài ha 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 cậu chủ thiên cũng rất hiểu đại nghĩa thật thú vị mặt lương hà giang nịnh nọt cười lấy lòng hoàng văn thành phan liệt thì không nói gì mặc dù hoàng thiên đã đồng ý thả phan hạo nhưng phan liệt lại cảm thấy hôm nay quá mất mặt cho nên tâm tình của ông ta vô cùng phiên muộn hoàng văn thành mỉm cười nhìn vợ chồng lương hà giang một chút rồi lại nhìn vợ chồng phan liệt nói với bọn họ con trai tôi hoàng thiên đã đủ khoan dung độ lượng rồi tôi hy vọng chuyện này chỉ đến đây thôi nếu có bất cứ kẻ nào muốn tìm hoàng thiên gây phiền phức ha ha đến lúc đó cũng đừng trách tôi không nể tình vừa dứt lời lương hà giang liền rụt cổ lại trong lòng vô cùng chán động Phan liệt cũng nhíu mày Trong lòng có chút khó tin Đừng nhìn nụ cười trên mặt Hoàng Văn Thành lúc nói Lời nói của ông có phân lượng Rất có lực uy hiếp Người đứng đầu nhà họ Hoàng ở Hà Nội Cũng không phải là chuyện đùa Một nhân vật như vậy đưa ra lời cảnh cáo Ai cũng phải xem xét lại một chút Vẫn là Lương Hà Giang phản ứng nhanh Lúc này ông ta vừa cười vừa nói Tổng giám đốc Hoàng nói gì vậy Ha ha Chúng tôi đều vô cùng cảm kích ân đức của cậu Thiên, ngài cứ yên tâm đi. Hy vọng là vậy, tôi ghét phiền phức nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Hoàng Văn Thành nhẹ nhàng nói xong, sau đó dẫn theo Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa rời đi. Còn lại vợ chồng Lương Hà Giang và vợ chồng Phan Liệt, mấy người đứng trước cửa khách sạn nhìn nhau. Tổng giám đốc Phan Liệt, ông định làm như thế nào? Sắc mặt Lương Hà Giang trở nên âm u hỏi Phan Liệt. Phan Liệt đã sớm tức đến nổ phổi ông ta cảm thấy hôm nay quá mất thể diện mà cũng cảm thấy hoàng thiên quá kiêu ngạo mẹ nó không ngờ rằng con trai của hoàng văn thành lại phách lối như vậy a à, dù sao cơn giận này của tôi vẫn không xả ra được phan liệt mắng mỏ một cách rất đồi bại lương hà giang âm trầm cười một tiếng nói ha ha tổng giám đốc phan liệt nói không sai nếu như chuyện này truyền về hà nội về sau tôi và ông làm sao ngẩng mặt lên nổi lại bị một tên nhóc của thế hệ sau đến thu phục ha 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 Lời này của Lương Hà Giang càng thêm kích thích Phan Liệt. Phan Liệt cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải Hoàng Thiên là con trai của Hoàng Văn Thành, tôi đã sớm giết cậu ta. Hừ, cậu ta cũng chỉ có thể ỷ lại việc mình có một người cha tốt thôi. Tổng giám đốc Phan, ông định làm như thế nào?" Lương Hà Giang hỏi, "Còn có thể làm sao? Ông không nghe Hoàng Văn Thành cảnh cáo chúng ta sao? Dám gây bất lợi cho con trai ông ta, ông ta sẽ không tha cho chúng ta." Phan Liệt ảo não nói ông ta vẫn tương đối kiêng kỵ hoàng văn thành nhưng lương hà giang gian xảo hơn nhiều lúc này ông ta cười xấu xa nói tục ngữ nói con rùa dễ bị bắt nạt nha chẳng lẽ ông muốn nuốt lời tổng giám đốc phan không phải trước khi đi chúng ta đã nói sao chờ con cái của chúng ta trở về liền lập tức giết hoàng thiên bất kể chuyện gì đều sợ châm ngòi thổi gió tính tình phan liệt vốn nóng này bị lương hà giang kích động như thế lập tức bạo phát ông nói không sai nếu tôi không giết chết hoàng thiên Tôi sẽ không mang họ Phan. Phan Liệt giận dữ quá to. Chồng ơi anh nói đúng lắm. Nói không chừng con của chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ rồi. Đều là do Hoàng Thiên hại, chúng ta không thể để yên cho cậu ta. Vợ của Phan Liệt tức giận nói. Vợ của Lương Hà Giang cũng quệt miệng nói, chúng ta nên thu thập Hoàng Thiên trước. Nhưng tôi nghe nói trước kia nhà họ Hoàng được Vũ Thanh bảo vệ, hiện tại còn đang chống lưng cho Hoàng Thiên, chuyện này hơi khó giải quyết lương hà giang nghe xong lời này thì hừ một tiếng nói vũ thanh đúng là rất châu bò nhưng vẫn có rất nhiều người châu bò hơn anh ta mọi người cứ chờ xem tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi đêm nay sẽ khiến hoàng thiên phải đẹp mặt tổng giám đốc giang ông sắp xếp thế nào nói nghe chút đi hai mắt phan liệt tỏa sáng gấp gáp hỏi lương hà giang lương hà giang âm u cười một tiếng nói yên tâm đi tổng giám đốc phan đêm nay tôi nhất định sẽ khiến cho hoàng thiên phải hối hận vì đã sinh ra trên đời chỉ cần ông cùng tôi làm chuyện này là được rồi. Vậy tôi không hỏi nữa. Chúng ta cùng nhau thu thập thằng nhãi họ Hoàng này." Phan Liệt Hung hãn nói. Lúc Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An về nhà thì trời đã chạng vạng tối, anh lái xe đến Quốc tế Toàn Cầu. Không có Hoàng Thiên ở đây, lực lượng đặc biệt của Vũ Thanh tất nhiên sẽ không thả Phan Hạo và Lương Thiên Vũ. Cho nên Hoàng Thiên nhất định phải ra mặt, đồng ý thả Phan Hạo và Lương Thiên Vũ, như vậy bọn họ mới được thả ra. Lúc này trước cửa Quốc tế Toàn Cầu Vợ chồng Lương Hà Giang và vợ chồng Phan Liệt đã sớm chờ ở chỗ này. Một chiếc xe thương vụ màu đen có biển số đặc biệt dừng ở kia, bốn lính đặc nhiệm mang súng trường tự động bảo vệ chiếc xe. Phan Hạo và Lương Thiên Vũ đều bị áp tải trong chiếc xe này, mà hai cha con Tiêu Hổ và Tiêu Tử thì không có may mắn như vậy, hai cha con họ sắp phải rời khỏi Việt Nam, chắc chắn là sẽ bị xung quân sang châu Phi. Lương Hà Giang và Phan Liệt biết rõ, Phan Hạo Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan đang ở ngay bên trong chiếc xe thương vụ màu đen. Thế nhưng Hoàng Thiên còn chưa thấy đâu, bốn tên lính đặc nhiệm thì không thả người, càng mặc sắc Phan Liệt và Lương Hà Giang. Tổng giám đốc Giang, không ngờ Hoàng Thiên còn có trai cảnh mạnh mẽ như vậy. Hay là, hay là chúng ta đừng chiêu chọc Hoàng Thiên nữa? Phan Liệt kinh ngạc nhìn mấy tên lính đặc nhiệm, vô cùng khẩn trương thì thầm với Lương Hà Giang. Kỳ thực, tuy Phan Liệt tính tình nóng nảy nhưng ít ra vẫn tự biết mình đến đâu. Vừa nhìn mấy người lính đặc nhiệm đang vác súng, Phan Liệt lập tức nhược trí, ông ta bắt đầu dao động. Thấy Phan Liệt định buông xuôi việc đối phó với Hoàng Thiên, Lương Hà Giang không khỏi xuất sắng. Thế là Vương Hà Giang cố tình bĩu môi, nói với giọng chẳng bận tâm, hứ. Tổng giám đốc Phan Liệt đừng có lo, toàn là hù dọa người ta cả thôi. Có súng mà ghê à, những người tôi tìm cũng có súng nhé. Vậy sao, thế thì tốt, thế thì tốt. Nghe những lời này Phan Liệt lại vững tâm hơn, nghiến răng cất giọng nói. Đúng lúc này, Hoàng Thiên phóng xe tới. Thấy Hoàng Thiên đã tới, mấy nhân viên đặc nhiệm đứng nghiêm. Hướng về Hoàng Thiên làm động tác chào trong quân đội một cách tiêu chuẩn. Nhìn cảnh tượng ấy, vợ của Lương Hà Giang bĩu môi cười khinh bỉ, hứ. Mọi người xem thẳng danh họ Hoàng kia đẹp mặt chưa kìa, còn tưởng mình là nhân vật lớn thật cơ đấy. Nói nhỏ thôi, đừng để cậu ta nghe thấy. Vợ của Phan Liệt nhắc nhở vợ của Lương Hà Giang. Nhưng Hoàng Thiên cũng chẳng nghe thấy bọn họ đang xì xào những gì, lúc này anh bước tới chiếc xe công vụ màu đen và mở cửa xe. Thoáng nhìn đã trông thấy Phan Hạo, còn có cả Lương Thiên Vũ cùng Lương Ngọc Lan. Ba người họ hệt như ba kẻ thiểu năng, biểu cảm đờ đẫn, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Có thể không đờ đẫn được sao, ba người họ đã bị dỏa cho ngu người, đã quen với cuộc sống xa hoa của các cậu ấm cô chiêu, bỗng đầu bị đưa đến tận châu Phi lao động nặng nhọc, làm sao mà họ có thể chịu đựng được hiện tại đột nhiên trở về thành phố bắc ninh đám phan hạo và lương thiên vũ cũng không biết mình đang ở trong phúc hay là họa ai nấy đều nơm nớp lo sợ khi nhìn thấy hoàng thiên mắt phan hạo mở to sợ tái mặt lương thiên vũ thì hệt như chuột nhìn thấy mèo lấm lét nhìn hoàng thiên lương thiên vũ khiếp sợ há hốc miệng không thốt ra được lời nào lương ngọc lan lại mạnh mẽ hơn hẳn hai người kia nhìn rõ đó là hoàng thiên lương ngọc lan xúc động trào nước mắt oa anh thiên có thật là anh không? Hu hu hu, em biết là anh sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu mà, nhất định anh sẽ cho em về nhà mà. Lương Ngọc Lan thuốc thiết miếu máu, đánh mắt đưa tình với Hoàng Thiên, đến là lẳng lơ. Hoàng Thiên hoàn toàn không đếm xỉa gì đến diễn xuất của Lương Ngọc Lan, từ lâu đã biết người phụ nữ này là người như thế nào, Hoàng Thiên sẽ không mắc lửa cô ta lần nữa. Ba người xuống xe, về thủ đô với cha mẹ các cô người đi. Hoàng Thiên hất tay với ba người kia. Ba người suýt thì tưởng đâu mình nghe nhầm, sau một lúc ngó ngang liếc dọc, họ mới trông thấy cha mẹ của mình. Cha, cuối cùng cha cũng đến cứu con rồi. Phan Hạo la lên, nhảy phát từ trên xe xuống, chạy như bay về phía vợ chồng Phan Liệt. Chỉ sợ Hoàng Thiên trở mặt không thả cậu ta nữa. Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan cũng nhảy vội khỏi xe như phát điên, chạy ào tới trước vợ chồng Lương Hà Giang. Phan Liệt căm phần trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, hiện giờ ông ta chẳng kiêng rè gì nữa, con trai đã trở về bình an, lúc này ông ta chỉ nghĩ xem đối phó với Hoàng Thiên như thế nào. Lương Hà Giang lại nham hiểm hơn thế, lão già này cười híp mắt bước tới gần Hoàng Thiên và nói, "Cậu Thiên, cảm ơn cậu quá, quả nhiên cậu nói là làm. Đừng nói nhảm nữa, sau này các người tự đi mà lo lấy thân." Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, câu nói này cũng xem như là lời cảnh cáo anh dành cho đám người kia. Nhưng rõ ràng lời cảnh cáo này của Hoàng Thiên chẳng có tác dụng gì với Lương Hà Giang và Phan Liệt. Ha ha ha, cậu Thiên, vậy thì chúng ta hẹn gặp lại sau nhé. Lương Hà Giang phá lên cười to, dẫn người nhà ông ta lên xe. Chốc lát sau, cả nhà Phan Liệt cũng lên hết xe. Hai chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu quốc tế toàn cầu, nơi đây cũng yên tĩnh hơn hẳn. Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa dẫn theo một nhóm nhân viên của quốc tế toàn cầu, nãy giờ vẫn đứng ngay ngắn cạnh đó, sau khi đám người Lương Hà Giang rời đi, Lương Mạnh Bắc mới dẫn người theo cùng qua chào hỏi Hoàng Thiên. Cậu chủ, Cậu cần phải đề phòng nhà nhà họ Phan và nhà nhà họ Lương đấy ạ. À. Ánh mắt lúc bọn họ nhìn cậu đầy sự hung ác. Lương Mạnh Bắc nhỏ nhẹ nhắc nhở Hoàng Thiên. Chẳng lẽ Hoàng Thiên lại không biết? Anh đã nhận thấy rõ ngay từ đầu. Lúc này, Hoàng Thiên cười hờ hứng, nói với Lương Mạnh Bắc. Tôi biết rồi, Mạnh Bắc, chú quay về đi. Vâng, thưa cậu chủ. Sau khi cúi người chào Hoàng Thiên, Lương Mạnh Bắc dẫn đầu nhóm người trở về công ty. Hoàng Thiên cũng cho mấy nhân viên đặc nhiệm quay về rồi anh lái xe trở về nhà. Hai ngày liên tiếp qua đi chóng vánh, trời yên biển lặng, không có rắc rối gì xảy ra. Đến tối ngày thứ ba, trời đã vào khuya, Hoàng Thiên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nhìn hàng số gọi đến, là nhân viên đặc nhiệm dưới quyền Vũ Thanh gọi, người nhân viên đặc nhiệm này chính là người Vũ Thanh phải đi bảo vệ người nhà Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng biết số điện thoại của nhân viên đặc nhiệm này, bèn bắt máy nhận cuộc gọi. Ngài Thiên, đã bắt được hai khả nghi anh tới xem thế nào đi ạ à. nhân viên đặc nhiệm ở đầu dây bên kia trầm giọng báo cáo được hoàng thiên nhẹ nhàng đáp sợ quấy giày giấc ngủ say của người vợ yêu anh khẽ khàng thay quần áo lẳng lặng đi ra ngoài xuống đến dưới lầu hoàng thiên gặp nhân viên đặc nhiệm gọi điện cho mình người đang ở đâu hoàng thiên cất giọng hỏi nhân viên đặc nhiệm chỉ ngón tay về phía tòa nhà sau lưng anh ta đang nhốt trong tòa nhà ở đối diện kia đưa tôi qua đó xem sao. Rõ, nhân viên đặc nhiệm đáp lời, dẫn Hoàng Thiên vào tòa nhà phía sau mình. Lên đến tầng 5, nhân viên đặc nhiệm gõ cửa rồi dẫn Hoàng Thiên vào trong. Hoàng Thiên quét mắt nhìn phòng khách một lượt, bảy nhân viên đặc nhiệm được trang bị vũ trang đầy đủ, đang trông giữ hai nam thanh niên trẻ có ánh mắt lộ vẻ hung hăng. Hai nam thanh niên kia ôm đầu ngồi xối trên đất, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên vừa bước vào. Lúc trước, Vũ Thanh phái nhân nhân viên đặc nhiệm cảnh giới ở tiểu khu nơi Hoàng Thiên sống, bảo vệ sự an toàn của gia đình Hoàng Thiên. Nhưng ba ngày trước, khi Hoàng Thiên nói qua điện thoại bảo Vũ Thanh thả Phan Hạo và Lương Thiên Vũ, đã dặn dò Vũ Thanh phái thêm ba người nữa tới, bởi Hoàng Thiên đã sớm dự liệu được mấy ngày tới đây chắc chắn sẽ có chuyện. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Hoàng Thiên, đêm nay các nhân viên đặc nhiệm đã bắt được hai kẻ khả nghi. Hai người họ làm sao vậy? hoàng thiên lên tiếng hỏi nhân viên đặc nhiệm đã gọi điện cho mình chiến sẽ đặc nhiệm chỉ vào phòng ngủ hướng bắc trả lời hoàng thiên cậu thiên anh sang bên này xem sẽ rõ nói rồi nhân viên đặc nhiệm dẫn hoàng thiên vào phòng ngủ hướng bắc hoàng thiên vừa vào thì thấy ngay một khẩu súng bắn tỉa cùng ống ngắm được lắp trên bệ cửa sổ phòng ngủ hướng bắc khẩu súng bắn tỉa này được lắp trên bệ cửa sổ lấy rèm cửa sổ che lại từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không phát hiện ra được hoàng thiên cau mày Bước tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Phóng tầm mắt nhìn, căn hộ mà anh và Lâm Ngọc An đang sống lọt ngay vào phạm vi tầm ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Cũng có thể nói rằng, muốn giết Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An thì gian phòng ngủ hướng bắc của căn hộ này là địa điểm ngắm bắn tốt nhất. Tim Hoàng Thiên run lên, nghĩ lại không khỏi cảm thấy sợ hãi. Anh biết, khẩu súng bắn tỉa được lắp đặt đâu vào đấy này rất có khả năng được dùng để lấy mạng của anh. Cùng lúc với sợ hãi, Hoàng Thiên nghiến răng anh quyết định nhất thiết phải làm ra nhẽ chuyện này cho bằng được mới thôi súng bắn tỉa được lắp ngay trước cửa nhà mình hoàng thiên có thể không thấy sợ hay sao nhưng anh cảm thấy tức giận hơn cơn giận của hoàng thiên lúc này đã lên đến đỉnh điểm anh nhất định phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là ai muốn hại mình đưa hai tay súng đó qua đây hoàng thiên nói với nhân viên đặc nhiệm các nhân viên đặc nhiệm nhanh chóng áp giải hai tay súng trẻ kia tới phòng ngủ hướng bắc đợi hoàng thiên xử trí hoàng thiên quan sát hai người này từ trên xuống dưới phát hiện thấy hai tay súng trẻ này mắt nhìn láo liên đang cố tình tránh né ánh mắt của anh thế nhưng gương mặt họ lại chẳng hề tỏ ra vẻ sợ sệt mà tương đối kiên định hoàng thiên đánh giá khá cao sự gan góc của hai tay súng này đã bị bắt gọn rồi mà vẫn có thể giữ vững trạng thái bình tĩnh như vậy thật không tầm thường hai anh lắp khẩu súng bắn tỉa ở đây là muốn giết ai ánh mắt lạnh băng của hoàng thiên quét về phía hai tay súng trầm giọng xuống hỏi hai tay súng kia nhìn Hoàng Thiên, rồi di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Hoàng Thiên. Đang hỏi tụi bay đấy, mấy nhân viên đặc nhiệm không mấy kiên nhẫn, một người trong số họ đạp mạnh vào bắp chân hai tay súng, khiến cho cả hai khủy xuống quỳ trước mặt Hoàng Thiên. Ngay cả khi như vậy mà hai tay súng vẫn không hé răng nửa lời, tuy đã không còn chấn tĩnh được như lúc trước, nhưng vẫn ngẩng cao mặt, dáng vẻ gợi đòn như thể lợn chết không sợ nước sôi. Hoàng Thiên cũng chẳng buồn dài dòng với họ mà quay sang hỏi nhân viên đặc nhiệm gọi điện cho anh, làm thế nào mà các anh phát hiện được hai kẻ khả nghi này? Ngài Hoàng, chúng tôi vâng lệnh gác ở đây bảo vệ gia đình của anh, hôm nay phát hiện thấy hai tên nhãi này bỗng đâu xuất hiện trong tiểu khu, hành vi thì lấm la lấm lét, dựa theo kinh nghiệm, tôi cảm thấy bọn họ có vấn đề." Nhân viên đặc nhiệm báo cáo với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cảm khái những nhân viên đặc nhiệm dưới quyền vũ thanh này thực sự tài giỏi với khả năng quan sát nhạy bén và tính cảnh giác cao độ này bỏ số tiền lớn ra thuê vệ sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã lợi hại được đến thế nhìn hai tay súng đang quỳ phía trước hoàng thiên sa sầm mặt lại tôi cho hai anh một cơ hội cuối cùng lập tức khai ra người các anh tới giết và ai đã sai các anh tới đây hoàng thiên nghiêm khắc gần giọng hỏi hai tay súng kia hai tay súng khẽ run rẩy có thể là đã bị khí thế của Hoàng Thiên làm cho khiếp vía, đến lúc này thì họ đã có đôi chút lo lắng. Không cần phải hỏi gì hết, rơi vào tay các người, bọn này chấp nhận, một trong hai tay súng ngẩng đầu lên, trừng mắt quát lên với Hoàng Thiên một cách hung tợn. Hoàng Thiên cười khẩy thành tiếng, anh đã mất kiên nhẫn. Anh thì sao, thái độ của anh cũng như anh ta đúng không? Hoàng Thiên hỏi tay súng còn lại, đúng thế, muốn giết thì nhanh tay lên, bọn này không sợ chết tay súng kia cũng lớn lối quát lên với Hoàng Thiên, được lắm, mong là lát nữa các anh vẫn giữ được khí phách như thế này. Chủ thiên cười lạnh tanh, chộp lấy cây lau nhà bằng gỗ dựng ở góc tường. Hai tay súng thấy thế mặt mày biến sắc, lòng họ hiểu rõ, Hoàng Thiên đang chuẩn bị đánh người. Hai tên nhãi này đoán không hề sai, hiện tại Hoàng Thiên đã mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn đập cho họ một trận. Không đợi hai tay súng này kịp nói gì, Hoàng Thiên đã ra tay cây trổi lau nhà gỗ bay lên bay xuống quất phun vút lên người hai tay súng kia cứng cỏi đến mấy cũng biết sợ chứ sau mười mấy đòn gậy cây lau nhà gỗ kêu đánh rắc một tiếng gãy ra làm đôi hoàng thiên cầm mỗi tay một đoạn cây lau nhà đánh hai tay súng không thương tiếc hai tay súng kia lăn lộn trên sàn la hét sau mỗi cú đòn giáng xuống ôm đầu gào rú thê thảm vô cùng mấy nhân viên đặc nhiệm cũng kinh hồn họ phát hiện ra rằng hoàng thiên mà nổi giận cũng thực đáng sợ chỉ trong chớp mắt đã đánh cho hai tay súng vỡ đầu chảy máu thảm không sao tả xiết á à, đừng đánh nữa đừng đánh nữa nể mặt mà nhẹ tay cho anh hoàng đừng đánh nữa đầu tôi sưng u lên rồi hai tay súng ôm đầu kêu gào bắt đầu xin tha mới có mấy đòn thôi mà hoàng thiên cạn lời nhìn hai tay súng trên sàn nhà khinh bỉ hai tên nhãi đến cùng cực mới vừa đây thôi còn làm ra vẻ xem nhẹ cái chết vừa bị đánh đã biến thành anh hùng dơm trong chớp nhoáng Hai tên này cũng chẳng được tích sự gì. Sao? Thế thôi đã không chịu nổi? Tụi bay không sợ chết cơ mà." Hoàng Thiên tạm dừng tay lại, lạnh lùng hỏi hai tay súng. Một trong hai tên bị đánh cho run cầm cập, lau máu đang chảy trên đầu, khiếp đảm nhìn Hoàng Thiên trả lời, không chịu được nữa, "Anh Thiên, có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện, đừng đánh chúng tôi nữa." Hoàng Thiên cười khẩy, tay súng này gọi anh là Anh Thiên cách xưng hô đó càng khiến anh chắc chắn về phán đoán của mình hai tay súng này đến là nhằm vào anh ha ha sao anh biết tôi tên gì hoàng thiên mỉm cười nhìn tay súng dưới chân và nói tay súng kia cũng biết mình đã lỡ mồm nhưng anh ta thực sự không chịu nổi đòn đánh nữa đến giờ phút này cũng chẳng bận tâm được nhiều anh thiên chúng tôi đến là để để giết anh ạ à. tay súng lắp bắp nói với hoàng thiên anh mà nói từ đầu thì cần gì phải chịu khổ thế này còn biết những gì nữa nói tiếp đi hoàng thiên nạt nộ tay súng này bị đánh cho phục sát đất vừa nãy còn cứng miệng thực chất chỉ là làm ra vẻ anh ta và đồng bọn không ngờ rằng hoàng thiên lại mạnh tay như vậy anh thiên máu trên đầu tôi chảy vào mắt mất rồi có thể tìm giúp tôi chiếc khăn để lau đi được không tay súng nhắm tịt mắt khốn khổ lên tiếng cậy nhờ hoàng thiên nghe thế trợn mắt mẹ kiếp thằng nhãi danh này đòi hỏi thật đấy kéo áo lên mà lau mẹ kiếp có cần bày cho một mâm rượu nhâm nhi trước đã không Hoàng thiên giận dữ quát sống lên. Dạ dạ dạ, tay súng khiếp sợ gật đầu lia lịa, lấy tay áo lau máu chảy vào mắt, ấm ức muốn khóc. Anh thiên, có người thuê chúng tôi giết anh, đã trả trước khoản đặt cọc 1 tỷ 7, sau khi giết được anh xong, sẽ chuyển thêm 3 tỷ rưỡi nữa. Tay súng nói với Hoàng thiên, nghe thấy vậy Hoàng thiên không khỏi nghiến răng, mạng sống của ông mày đây chỉ đáng giá có hơn 5 tỷ thôi ư. Người nào đã thuê anh? Hoàng thiên gặng hỏi. Tôi cũng không biết đối phương là ai, Tôi nhận lệnh của cấp trên đến để giết anh, hôm nay mới tới thành phố Bắc Ninh, chỉ liên lạc với chủ thuê qua điện thoại, chưa từng gặp mặt. Tay súng thành thực trả lời, tay súng còn lại nằm bò trên sàn, từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời, xem như ngầm thừa nhận lời khai của đồng bọn. Thôi được, bây giờ anh gọi điện cho chủ thuê, nói với anh ta rằng nhiệm vụ hoàn thành, đã giết được tôi. Hoàng Thiên ngẫm nghĩ rồi nói với tay súng, tay súng ngây ra ngơ ngác rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, rút di động ra. Alo, người mà ông muốn giết, chúng tôi đã xử lý anh ta xong xuôi." Sau khi chủ thuê bắt máy, tay súng trầm giọng xuống nói. "Hoàng Thiên tiến sát tới di động của anh ta, bật chế độ loa ngoài. Chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, "Ha ha, không hổ danh là người của tổ chức sát thủ ưng hồn, làm việc nhanh gọn lẹ." Nghe những lời chủ thuê khen ngợi, tay súng không cách nào vui lên nổi. Bởi Hoàng Thiên đang đứng ngay trước mặt anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể kết liễu cái mạng quèn của anh ta. Khi nào có thể trả tiền cho tôi? Tay súng cố làm ra vẻ bình thản hỏi. Ha ha ha, anh cứ yên tâm, tiền cho các anh sẽ không thiếu một xu. Nhưng các anh phải mang đầu Hoàng Thiên tới đây đấy nhé, có thể mang cả đầu của vợ anh ta tới cùng thì càng tốt. Tôi sẽ thêm cho các anh một tỷ bảy. Gã đàn ông trung tuổi phía đầu dây bên kia cười đắc chí. Được, đợi tôi xử cả vợ anh ta xong rồi sẽ liên lạc với ông tay súng cũng tương đối biết cách khống chế tình huống, không cần Hoàng Thiên phải dậy, anh ta đã nói năng đâu ra đấy. Tiếp đó, tay súng ngắt điện thoại, sợ hãi nhìn Hoàng Thiên, đợi Hoàng Thiên xử lý. Lúc này Hoàng Thiên vô cùng tức giận, anh đã nhận ra được giọng nói của gã đàn ông trung niên phía bên kia điện thoại là của ai. Chính là Lương Hà Giang cha của Lương Thiên Vũ. Mới qua hai ngày, Hoàng Thiên vẫn có thể nhận ra được giọng nói của Lương Hà Giang. Đúng như Hoàng Thiên dự liệu, Đích thị là trò quỷ quái do Phan Liệt và Lương Hà Giang gây ra, họ đã thuê những tay súng bằn tỉa này đến bày trò ám sát. Điều khiến Hoàng Thiên tức giận nhất đó là những lời Lương Hà Giang nói trong điện thoại. Anh ta còn muốn giết cả Lâm Ngọc An, đúng là diệt cỏ diệt tận gốc. Hoàng Thiên hận một nỗi không thể ngay lập tức băm vằm Lương Hà Giang, thứ chó má trước mặt là người sau lưng là quỷ này, Hoàng Thiên thực sự muốn xé xác ông ta ra tức thì. Sau 10 phút nữa, anh gọi điện lại cho chủ thuê, hẹn gặp ông ta, rõ chưa? hoàng thiên cố gắng kìm nén cảm xúc dặn dò tên sát thủ quả thực anh ta đã bị hoàng thiên thu phục nghe răm rắp theo lời của hoàng thiên chỉ mong hoàng thiên có thể tha mạng cho anh ta vâng 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 anh yên tâm tôi nhất định sẽ lấy công chuộc tội tất cả nghe hết theo sắp xếp của anh tay súng gật đầu lia lịa cung kính đáp lời hoàng thiên hoàng thiên im lặng không nói nhưng vẫn chờ cho tay súng này một con đường sống dẫu sao thì tên nhãi danh này cũng rất biết điều anh thiên tôi cũng lập công chuộc tội như anh ấy, có được không? Tay súng còn lại cũng lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, dè ra thương lượng với Hoàng Thiên. Vậy thì phải xem các anh biểu hiện thế này, nếu làm tốt, tôi có thể xem xét. Hoàng Thiên lạnh lùng đáp, hai tay sát thủ nghe thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có một cơ hội sống thì ai mà lại muốn chết cơ chứ? Hoàng Thiên bấm thời gian, sau 10 phút thì ra hiệu cho tay súng mới vừa gọi điện thoại tiếp tục gọi lại cho Lương Hà Giang. Sau khi điện thoại được kết nối, tay súng thông báo với Lương Hà Giang rằng mình đã xử lý xong cả Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, muốn hẹn gặp Lương Hà Giang. Lương Hà Giang nói địa chỉ cho tay súng biết rồi cúp máy. "Anh Thiên, anh ta hẹn gặp tôi ở ngoài ô, còn muốn tổ chức một buổi đốt lửa trại chúc mừng tôi thành công." Tay súng báo cáo lại với Hoàng Thiên, suýt thì Hoàng Thiên tức bật cười, "Lão Lương Hà Giang này quả là giỏi tìm đường chết, còn muốn đốt lửa trại chúc mừng nữa ư?" Lấy được mạng của Hoàng Thiên này ông ta vui sướng đến vậy được các anh đi cùng với tôi hoàng thiên vẫy tay gọi hai tay súng ra ngoài hai tay súng kia nào dám không nghe lời lẽo đéo theo sau hoàng thiên ra khỏi căn hộ họ mới vừa thuê cậu thiên để chúng tôi đi cùng anh nhân viên đặc nhiệm vừa gọi báo cho hoàng thiên đuổi theo và nói hoàng thiên ngẫm nghĩ anh vẫn không yên tâm về lâm ngọc an hiện giờ là thời kỳ nhạy cảm hoàng thiên muốn đảm bảo bên cạnh lâm ngọc an nhất định phải có người bảo vệ các anh để lại vài người bảo vệ cho vợ tôi, những người khác đi theo tôi. Hoàng Thiên ra lệnh cho nhân viên đặc nhiệm vừa đuổi theo. Rõ, nhân viên đặc nhiệm tuân lệnh rồi dẫn theo mấy nhân viên đặc nhiệm khác cùng Hoàng Thiên rời khỏi đó. Ra đến bên ngoài, Hoàng Thiên lái xe của mình rời khỏi khu nhà, nhân viên đặc nhiệm lái một chiếc xe van, áp giải hai tay súng sát thủ đi đằng trước. Hoàng Thiên cũng không biết địa điểm nơi Lương Hà Giang hẹn gặp sát thủ nên chỉ có thể đi theo sau. Nửa giờ sau, Hai chiếc ô tô đã đến gần một hồ chứa nước cách trung tâm thành phố chừng 40 km. Sau khi xe dừng bánh, nhân viên đặc nhiệm giải hai tay súng ra khỏi xe. Tuy hai tên nhãi danh này rất phối hợp nhưng các nhân viên đặc nhiệm vẫn không hề lơ là cảnh giác. Anh Thiên, là ở chỗ này đây, anh xem kìa. Tay súng gọi điện thoại cho Lương Hà Giang lúc trước xin ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, nói với anh ta, hai anh đi trước, gặp mặt chủ thuê các anh là được. Vâng, vâng ạ tay súng vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó cùng với đồng bọn đi tới phía trước. Các anh nghe cho rõ đây, nếu như dám dở cho gì, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ nổ súng bắn bỏ các anh. Hoàng Thiên nói rồi đón lấy một khẩu súng trường tự động từ tay một nhân viên đặc nhiệm, cảnh cáo hai tay súng kia. Hai tay súng bùn rùn, dựa theo trực giác, họ cảm nhận được rằng không phải Hoàng Thiên đang dọa dẫm. Nếu như họ không làm theo lời Hoàng Thiên nói thì quả thực sẽ bị bắn chết lúc nào không hay nhìn hai tay súng đi lên phía đập của hồ chứa, Hoàng Thiên vẫy tay với nhân viên đặc nhiệm. Nhân viên đặc nhiệm hiểu ý, tất cả đều đến bên Hoàng Thiên, lặng lẽ theo sau hai tay súng sát thủ. Nhờ bóng đêm yếm hộ, cộng thêm nới lỏng khoảng cách, Hoàng Thiên dám chắc lương Hà Giang sẽ không phát hiện ra. Rất nhanh chóng đã có mấy người xuất hiện phía trước hai tay súng. Hoàng Thiên dẫn theo nhân viên đặc nhiệm âm thầm lẻn vào, núp sau lùm cây, cách đối phương hơn 10 mét, có thể nghe được rõ cuộc đối thoại của chúng đầu của Hoàng Thiên và vợ anh ta đâu? Lương Hà Giang trợn mắt, hỏi hai tay súng với vẻ phật ý. Nghe thấy vậy, tay súng vừa gọi điện cho Lương Hà Giang lúc trước phá lên cười, ha ha, ông không biết quy tắc của tổ chức sát thủ giết thuê chúng tôi sao? Muốn kiểm hàng thì phải giao tiền trước, hư, tiền không thành vấn đề, thiên vũ, đưa tiền cho bọn họ, Lương Hà Giang cười nhạt, ngoảnh đầu lại nói với Lương Thiên Vũ. Lúc này, Lương Thiên Vũ xách hai chiếc vali da màu đen tới, đặt trên đất rồi mở ra, bên trong đựng đầy những cọc tiền 500.000, tổng cộng là 6 tỷ 9. 5 tỷ 2 là tiền thù lao các anh giết Hoàng Thiên, 1 tỷ 7 tệ còn lại là để mua cái mạng của vợ Hoàng Thiên. Đôi mắt hí u tối của Lương Hà Giang lóe lên, nói với hai tay súng. Hai tay súng miễn cứng gắng ngượng đếm tiền, sau đó vở như nhận lấy. Thực chất, họ nào dám nhận chỗ tiền này? Hoàng Thiên còn đang theo dõi trong bóng tối kia kìa thế nhưng hai tay súng kia cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào vì hoàng thiên chỉ dặn chúng gặp mặt chủ thuê không nói thêm gì khác tiền đã trao cho các anh rồi đầu của hoàng thiên đâu đúng vào lúc này phan liệt đứng cạnh bên đã mất kiên nhẫn bước tới hỏi hai tay súng phan liệt vừa lên tiếng hỏi vợ của lương hà giang và cả vợ của phan liệt cũng đồng loạt bước tới còn có cả lương ngọc lan và phan hạo hai gia đình này không hề trở về thủ đô mà hai ngày qua vẫn ở ngoại ô thành phố bắc ninh đúng vậy tiền đã đưa hết cho chúng mày rồi còn đầu của hoàng thiên đâu lương thiên vũ nghiến răng nghiến lợi thằng nhóc này đã có chút nóng nảy không thể chờ đợi hơn nữa tiếc là ngay bây giờ không thể xem được đầu của hoàng thiên chúng mày là gỗ sao nói đi chứ đầu của hoàng thiên đâu còn cả đầu của vợ hoàng thiên nữa bọn tao đều muốn lương ngọc lan chống hai tay lên hông giận dữ hỏi tên cầm súng phan hạo đứng ở đó không hề nói lời nào có điều trong lòng thằng nhóc này cũng cảm thấy rất nóng lòng chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy đầu của hoàng thiên anh ta cũng rất mong hoàng thiên chết đi hai tên cầm súng lo lắng đến nỗi mồ hôi toát ra đầm đìa họ là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra nếu như là vào ngày bình thường thì hai tên cầm súng này nhất định sẽ không chấp nhận phải chịu sự ấm ức do đám người lương thiên vũ mang lại mà đã sớm nổi nóng rồi nhưng bây giờ hai người này lại giống như là một kẻ ngốc chỉ mong rằng hoàng thiên sẽ sớm xuất hiện hoàng thiên cũng không vội xuất hiện anh đứng bên ngoài cách đó hơn chục mét lặng lẽ quan sát tình hình ở bên này muốn nhìn kỹ sắc mặt của những tên cặn bã này bản chất xấu xa của con người bỗng chốc hiện ra trong nháy mắt nhìn vợ của lương hà giang và vợ của ngô liệt hoàng thiên cảm thấy sự mềm lòng hai ngày trước của anh thật sự có chút nực cười hai ngày trước họ vẫn còn than thở khóc lóc khổ sở van nài hoàng thiên nhưng giờ phút này lại giống như hai con sư tử hà đông không thể chờ đợi được nhìn thấy cảnh hoàng thiên chết ngay lập tức Vẻ mặt không thể chờ đợi được của họ khiến Hoàng Thiên cảm thấy kinh tởm. "Chết tiệt, đúng là đồ đê tiện, chúng mày bị câm rồi hả? Mau nói đi, đầu của Hoàng Thiên đâu?" Lương Thiên Vũ trợn mắt nhìn chằm chằm, chất vấn hai tên cầm súng. "Chúng tôi cũng không biết." Một tên cầm súng thở dài, nhìn Lương Thiên Vũ như đang tìm đường chết bằng ánh mắt đầy thương cảm. "Không biết sao? Thật ngớ ngẩn, chúng mày tính làm trò cười gì vậy?" Lương Ngọc Lan cũng mở to mắt, tỏ vẻ không hài lòng nói. Đầu của tao vẫn đang ở trên cổ đây này, chúng mày có giỏi thì đến lấy đi. Đúng lúc này, có tiếng của Hoàng Thiên vang lên, sau đó, Hoàng Thiên từ sau gốc cây đi ra, tiến tới trước mặt mọi người. "Hoàng Thiên!" đám người cặn bã này đồng thanh hét lên, họ kinh ngạc đến mức tưởng như hai con người sắp rơi xuống đất. Bọn họ đều cho rằng Hoàng Thiên chắc chắn đã chết rồi, suy cho cùng các thành viên của tổ chức sát thủ Ưng Hồn đều rất mạnh, càng không thể lừa được họ nhưng không thể ngờ rằng hoàng thiên lại xuất hiện mà vẫn sống vui vẻ như vậy chuyện này chuyện này là như thế nào giọng của lương hà giang như đang run lên nhìn chằm chằm vào hai tên cầm súng và hỏi hai tên cầm súng đã thở phào nhẹ nhôm hoàng thiên xuất hiện rồi mọi việc còn lại sẽ do hoàng thiên tự lo liệu bọn họ có thể sống sót hay không tất cả đều phải chờ xem hoàng thiên có rộng lượng hay không có thắc mắc gì anh có thể tự hỏi anh hoàng thiên đừng hỏi chúng tôi một tên cầm súng căm hận nhìn chằm chằm vào lương hà giang trong lòng nghĩ tới những người chuyên đi hại người khác này ông ta đã ăn no rồi tại sao còn đụng chạm tới nhân vật có tiếng như anh hoàng làm gì lương hà giang cảm thấy đầu óc hơi choáng váng đó là bởi vì ông ta là một tên cáo già cũng bởi vì ông ta đã quen với những chuyện lớn nên giờ phút này ông ta không thể chịu được sự đả kích hoàng thiên không những chưa chết mà bây giờ còn xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng đó là hai tên cầm súng đã nói dối trong lòng lương hà giang đầy oán hận khi nghĩ về việc này ông ta vô cùng tức giận liếc nhìn hai tên cầm súng ông ta thực sự tức muốn chết chúng mày cứ đợi tao đấy tao sẽ nói với ông chủ của chúng mày về chuyện này chúng mày sẽ sớm phải chịu đau khổ thôi lương hà giang giận dữ hét lên với hai tên cầm súng nếu như ông có thể sống sót mà rời khỏi nơi này thì cứ tùy theo ý ông thôi một tên cầm súng khịt mũi lạnh lùng nói lương hà giang không còn tâm trạng để cãi tay đôi với tên cầm súng vì Hoàng Thiên đã tiến lại gần. Chết tiệt, Hoàng Thiên, số của mày lớn đó, vậy mà vẫn chưa chết. Lương Hà Giang trở nên hung tợn, nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi và bộ dạng giả bộ của Lương Hà Giang, Hoàng Thiên cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn giả bộ với dáng vẻ hung tợn. Lương Hà Giang này cũng thật biết giả bộ một con nghé. Ông nghĩ có thể dễ dàng lấy được đầu của tôi như vậy sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Lương Hà Giang, đi đến trước mặt ông ta. Lương Hà Giang sợ hãi lùi lại vài bước, cảm thấy có lỗi vì đã làm điều sai trái, vì vậy ông ta rất sợ Hoàng Thiên. Lúc này Phan Liệt đi tới trước mặt Lương Hà Giang, nghiến răng nói, Tổng giám đốc Lương đừng sợ, tên họ Hoàng này đến cũng tốt, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng nhẽ không giết được anh ta. Đúng vậy, giết chết Hoàng Thiên, ném vào trong hồ chứa nước. Phan Hạo cũng đi tới, thằng nhóc này cũng cảm thấy đêm nay là cơ hội tốt bởi vì hoàng thiên đến đây một mình làm sao có thể đánh lại họ nhiều người như vậy cha đã làm thì phải làm cho xong đã động đến nhà họ hoàng rồi không giải quyết triệt để thì chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn lương thiên vũ cũng xông tới nói hùa vào với lương hà giang cha đúng vậy hoàng thiên không phải là người nữa rồi còn muốn bán con đi châu phi trước tiên con muốn thiến anh ta lương ngọc lan cũng xông tới chửi bới vợ của Lương Hà Giang và vợ của Phan Liệt cũng sắn tay áo lên, tiếc không thể lập tức ra tay giết chết Hoàng Thiên, sau đó vứt xác không để lại dấu vết. Hoàng Thiên nhìn đám người đê tiện này, không khỏi cười chế nhạo. Chỉ là đám hề nhảy múa này mà cũng dám giết Hoàng Thiên này, đó chẳng phải là một trò đùa sao. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ đến điều này, mỉm cười nói, sai lầm lớn nhất của tôi chính là đã quá nhẹ tay với các người rồi. Mẹ kiếp, đến lúc sắp chết thì đừng có mà kêu. Lương Ngọc Lan sắn tay áo, chuẩn bị xông lên giết chết Hoàng Thiên. Cô ta vừa ra tay thì những người còn lại ở đó không kìm nén được cũng xông lên, vây xung quanh Hoàng Thiên. Vù vù vù, mấy bóng đen từ sau gốc cây lao nhanh tới, khẩu súng trường đã được tự động nạp sẵn đạn nhắm thẳng vào nhóm người. Đó chính là chiến sĩ của đội đặc công lao ra, tuy rằng họ cũng biết kỹ năng của Hoàng Thiên vô cùng mạnh, đánh lại với đám người cặn bã này cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao thì họ cũng không dám lơ là với danh tiếng của Hoàng Thiên, những chiến sĩ đội đặc công này một chút cũng không dám cầu thả. Tất cả ngồi xổm xuống, hai tay ôm lên đầu, nếu không tất cả sẽ bị bắn. Một lính đặc công hét lớn, chết tiệt, Lương Hà Giang và đám người cặn bã đó sợ đến mức mặt xám như cho vì bị súng chĩa vào. Hơn thế nữa trên khắp người chiến sĩ lính đặc công này tràn đầy sự hung ác, mới nhìn qua đã thấy hoảng sợ, nếu không phải thật sự muốn giết người thì nhất định sẽ không hung dữ như vậy những người này còn do dự vài giây thì tiếng súng đã vang lên. Bùm, a à, a, à, Lương Hà Giang hét lên một tiếng, ông ta đã bị bắn vào chân, loạn choạng ngã xuống đất, ôm lấy bên chân bị thương. Lập tức làm theo, nếu không tất cả mọi người ở đây sẽ bị bắn. Một người lính đặc công nhắc lại một lần nữa, lập tức đám người này sợ hãi, ngoan ngoãn đưa tay lên ôm đầu, ngồi xổm xuống ngay ngắn thành một hàng, tất cả sợ hãi toàn thân đổ mồ hôi, mặt cắt không ra máu lương ngọc lan ban nãy vẫn còn ồn ào giờ đây đã sợ đến mức tẻ ướt hết quần lúc này lương ngọc lan mới ngừng mắng chửi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất hai tay ôm lên đầu toàn thân sợ hãi run lên nhìn hoàng thiên uy nghiêm lẫm liệt đứng đó lương ngọc lan chỉ dám lén nhìn hoàng thiên không dám nhìn lại lần nữa tất cả những người khác cũng như vậy vừa rồi trong lòng họ vẫn còn suy nghĩ muốn giết chết hoàng thiên sau đó ném xuống hồ nước dấu sắc không để lại dấu vết nhưng bây giờ trong lòng họ chỉ nghĩ làm thế nào để được sống sót. Đặc biệt là Lương Hà Giang, lão già có rất nhiều mưu kể gian ác, nhưng bây giờ ông ta vì quá hoảng loạn, lại bị băn vào chân, nỗi đau khiến ông ta sống không bằng chết. Phan Liệt tức giận nhìn chằm chằm vào Lương Hà Giang, trong lòng ông ta có chút hối hận. Nếu sớm biết Hoàng Thiên Mạnh thế này, thì từ đầu đã không nghe theo những lời xăng bậy của Lương Hà Giang, bị Lương Hà Giang xúi dục làm những việc xấu xa, đi giết người, bây giờ phải làm sao? Hoàng thiên lạnh lùng nhìn qua đám người này, anh hung dữ nghiến răng, là những kẻ cặn bã này đang ép anh phải ra tay. Các người sẽ nhanh chóng được đi đến gặp Diêm Vương thôi, còn lời gì muốn nói thì hãy nói nhanh đi. Hoàng thiên lớn tiếng nói. Câu nói này của Hoàng thiên như một đòn nặng giáng xuống, khiến những người này sợ hãi đến ngã quy trên mặt đất. Cậu thiên, cậu có thể đừng làm vậy không, chúng tôi vẫn chưa muốn chất vợ của lương hà giang khóc lóc cầu xin hoàng thiên những lời câu xin này hoàng thiên đã nghe đủ rồi có vài người căn bản không đáng để được tha thứ hơn nữa hoàng thiên đã nhìn ra rõ ràng rồi những người ngồi xổm trên mặt đất này đều giống như những con sói mắt trắng thả chúng đi nhất định chúng sẽ quay đầu lại cắn người cất bộ dạng giả tạo đó đi bà nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho đám người này à hoàng thiên cười lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vợ của lương hà giang nói đột nhiên bà ta ngây người bà ta rất sợ chết bà ta vẫn chưa được hưởng thụ hết cuộc sống giàu sang của một bà chủ cậu thiên cậu đừng để bụng như vậy câm miệng hoàng thiên không muốn tiếp tục nghe những lời này nữa nghe xong những lời vừa rồi của vợ lương hà giang anh dùng chân đá thẳng vào bà ta a à, vợ của lương hà giang hét lên trong đau đớn và ngã lăn ra đất cả người nằm sấp trên mặt đất nhìn thấy mẹ bị dạy dỗ như vậy nhưng lúc này lương thiên vũ cũng không dám buông tay xuống đừng nói là đánh mẹ anh ta mà cho dù có giết mẹ thì anh ta cũng không dám đứng lên nói một chữ không với hoàng thiên lúc này hoàng thiên nhìn qua vợ của phan liệt trong lòng nghĩ bọn họ cũng thật là đáng thương hai ngày trước khi ở khách sạn vợ của phan liệt đã suýt chết trước mắt tôi hoàng thiên nhưng khi đó hoàng thiên đã cảm thấy thương cảm và để cho họ đi nhưng vừa rồi ở đây vợ của phan liệt cũng hô hào không kém ai Bà ta muốn giết chết Hoàng Thiên, hóa ra lòng dạ của bà ta mới độc ác làm sao. Sau khi nghĩ đến những điều này, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi giận dữ, đi đến trước mặt vợ Phan Liệt. Vợ của Phan Liệt nhìn thấy Hoàng Thiên tiến lại gần mình thì sợ đến xanh mặt. Ban nãy bà ta kêu gào kiêu ngạo như thế nào, bà ta chắc chắn vẫn còn nhớ, bây giờ Hoàng Thiên có lợi thế như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho bà ta chứ. Cậu Thiên, đây chỉ là hiểu lầm thôi, mọi chuyện qua rồi chúng ta cứ coi như là bạn bè sau này có chuyện gì chúng ta còn giúp đỡ nhau, chúng ta vẫn còn gặp nhau nhiều mà, cậu có nghĩ vậy không? Vợ của Phan Liệt là một người rất biết cách ăn nói, từng câu từng chữ đều là giảng đạo lý, ra mặt cũng không phải dày bình thường. Hoàng Thiên trở nên tức giận, mỉm cười nói với bà ta, thật sự bà nghĩ đây là hiểu lầm sao? Chúng ta là chỗ quen biết. Phải xem bộ dạng bây giờ của bà, có đáng để được làm chỗ quen biết với tôi không? Cậu Thiên, cậu bất giận, có chuyện gì chúng ta từ từ rồi nói chuyện, có được không? Hơi thở của vợ Phan Liệt trở nên gấp gáp hơn, bà ta cũng đã nhìn ra rồi, Hoàng Thiên đã có ý định giết bà ta. Hoàng Thiên làm sao có thể bớt giận được, nhất là khi thấy bộ mặt không biết xấu hổ của vợ Phan Liệt, chỉ khiến Hoàng Thiên càng thêm nóng mắt. Hừm, bây giờ bà cũng biết nói như vậy à, không phải bà thích tự tử sao, bây giờ bà có thể tự tử rồi đó, sẽ không có ai ngăn cản bà đâu. Hoàng Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó rút ra một con dao găm từ thắt lưng của một lính đặc công, ném ra trước mặt vợ của Phan Liệt. Vợ của Phan Liệt sau khi nhìn thấy con dao găm sáng chói, bà ta suýt ngất xỉu vì sợ hãi. Đến lúc muốn cho bà ta chết thì bà ta lại không dám chết. "Cậu Thiên, xin hãy tha thứ cho tôi, chúng tôi biết mình sai rồi, tôi cũng không dám làm hại cậu nữa đâu." Vợ của Phan Liệt khóc lóc thảm thiết, quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên, bám sống bám chết vào chân của Hoàng Thiên. "Đi theo tổ tiên nhà bà đi." Hoàng Thiên thật sự đã chán nản rồi, anh chửi thề một câu rồi dùng chân hất vợ của Phan Liệt xuống đất. Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan rất muốn được sống sót, hai anh em họ quỳ xuống đất bỏ đến dưới chân của Hoàng Thiên, khóc lóc thảm thiết, khổ sở cầu xin Hoàng Thiên tha tội. Hoàng Thiên nhìn Lương Thiên Vũ đang quỳ dưới chân mình, còn có Lương Ngọc Lan rất xinh đẹp, nhưng trong lòng anh thật sự đã rất chán ghét. Nếu như nói về bạn tốt nhất hồi còn nhỏ thì chính là Lương Thiên Vũ rồi, lúc còn nhỏ Hoàng Thiên và anh ta đã cùng chơi rất thân với nhau, vì vậy khi Hoàng Thiên trở về Hà Nội, anh vẫn đối xử với Lương Thiên Vũ giống như một người bạn. Vậy mà Hoàng Thiên lại không thể ngờ rằng, biết người biết mặt không biết lòng, Lương Thiên Vũ đột nhiên lại biến thành người xấu xa như vậy. Lương Thiên Vũ, tôi mới quay lại Hà Nội hai ngày, mà cậu đã năm lần bảy lượt muốn hãm hại tôi như vậy rồi sao? Hoàng Thiên nghiêm nghị nói với Lương Thiên Vũ, trong giọng nói kèm theo chút kích động hoàng thiên tức giận kéo tóc của lương thiên vũ thật ra lúc này lương thiên vũ đã cảm thấy vô cùng hối hận rồi tốt đẹp không muốn lại muốn giúp tiêu tử phong hãm hại hoàng thiên vì chuyện này mới gây ra tai họa lớn như vậy ngay cả cha mẹ và em gái cũng đều có liên quan chỉ e rằng đêm nay sẽ không sống sót để rời khỏi đây được anh à em thật sự biết mình đã sai rồi anh có thể cho em thêm một cơ hội không lương thiên vũ khóc lóc thảm thiết quỳ dưới chân của hoàng thiên không ngừng cúi đầu sát đất phan xin cho các người một cơ hội sao vậy đã có ai cho tôi cơ hội chưa hoàng thiên lạnh lùng khẽ cười nhìn qua bên lương thiên vũ nói anh à em biết bây giờ dù có nói gì thì anh cũng sẽ không tha thứ cho em vậy anh mau ra tay đi sang thế giới bên kia em sẽ lại làm anh em tốt lương thiên vũ đảo đảo hai mắt rồi đột nhiên phát ra một câu như vậy được rồi dù sao cậu cũng đã nói như vậy thì tôi sẽ chiều theo ý cậu vậy tôi trước tiên sẽ tiến cậu lên đường hoàng thiên nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy con dao găm vừa ném xuống đất đặt lên cổ lương thiên vũ a a a đừng đừng anh à trời ơi anh đừng giết em em vẫn chưa muốn chết nét mặt lương thiên vũ vô cùng sợ hãi nằm bò trên mặt đất ôm chặt lấy chân của hoàng thiên cũng không biết nên phải cầu xin như thế nào vì anh ta nằm trên mặt đất nên hoàng thiên cũng chưa có cách gì để ra tay không đợi đến khi hoàng thiên nói gì thêm lương ngọc lan cũng bò trên mặt đất tiến đến ôm lấy chân của hoàng thiên cô ta đã tẻ ướt đấm quần, điều đó cho thấy Lương Ngọc Lan sợ hãi đến mức nào. Anh Thiên, anh đừng giết mọi người, giết người là phạm pháp, một mình anh giết nhiều người như vậy, sau này ở Việt Nam chắc chắn sẽ không có chỗ cho anh lẩn trốn đâu. Lương Ngọc Lan quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên khóc lóc, cố gắng thuyết phục Hoàng Thiên hãy dừng tay lại. Audio điện tử võ tấn bền Kỳ thật những lời nói linh tinh của Lương Ngọc Lan, Hoàng Thiên sao có thể không biết không hiểu nếu anh thực sự giết nhiều người như vậy trong một đêm thì có lẽ cho dù thân phận của anh có lớn đến đến mấy cũng không tránh được sự trừng phạt của pháp luật vừa rồi trong lòng hoàng thiên quả thật rất tức giận anh rất muốn giết hết bọn họ nhưng bây giờ những người này lại quỳ xuống cầu xin tha thứ lửa giận của hoàng thiên cũng dần đần hạ xuống tâm tình cũng dần bình tĩnh lại giết nhiều người như vậy đúng là không thực tế cho lắm nhưng những tên chết tiệt này quả thật không biết xấu hổ hoàng thiên sẽ không để họ tiếp tục nhảy nhót trước mặt anh nữa hi hi cô cũng biết giết người là phạm pháp sao không phải vừa rồi còn la hét đòi giết tôi ném xuống sông sao hoàng thiên lạnh lùng cười nói với lương ngọc lan lời nói của hoàng thiên khiến gương mặt lương ngọc lan đỏ bừng như đang phát sốt những lời này đã đánh trúng tim đen của cô ta anh hoàng anh chỉ có một người mà thôi cho dù có giết chết anh thì cũng không gây ra động tĩnh gì lớn nhưng nếu anh muốn giết hết tất cả chúng tôi thì là thảm án diệt môn giết hết cả hai nhà đó cái miệng nhỏ nanh ta của lương ngọc lan cũng khá lợi hại hoàng thiên bị cô ta làm cho khó chịu anh ngồi xổm xuống vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cười nói cô đang đe dọa tôi sao một mạng của tôi đổi lấy mạng của cả hai nhà cũng đáng giá đó nhỉ cô vì tôi mà lo nghĩ nhiều như vậy à không 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 anh hoàng anh nghĩ đi anh là con trai của người giàu nhất Việt Nam, tính mạng của anh mới thật đáng giá. Sao anh lại có thể làm ra chuyện phi pháp được cơ chứ? Anh nói xem đúng không? Lương Ngọc Lan nhìn chầm chầm vào Châu Thiên, cố gắng thuyết phục anh. Chát! Châu Thiên tắt Lương Ngọc Lan một cái thật mạnh. Anh! Á! Lương Ngọc Lan đau đớn hét lên. Căm tức nhìn anh, nhưng cô ta không dám buông lời mắng chửi. Những gì cô nói cũng đúng, đám ngu ngốc các người, chẳng đáng để hoàng thiên tôi phải làm trái với pháp luật hoàng thiên lạnh lùng nói gương mặt lương ngọc lan lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ mặc dù nhận được một cái tát đau đớn nhưng cô ta rất mừng vì có cơ hội sống sót những người khác cũng vậy nghe xong câu khẳng định của hoàng thiên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm nhưng những người này vui vẻ chưa được bao lâu hoàng thiên liền nói nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy các người nữa mọi người nói xem phải làm sao đây nhỉ khi những lời này được nói ra, tất cả những người khác đều sửng sốt. Ngay sau đó, Lương Thiên Vũ ngẩng mặt khiêm tốn hỏi Hoàng Thiên, anh Hoàng này, anh nói vậy là có ý gì? Rất đơn giản, chờ lát nữa có xe đến đón mọi người, tất cả mọi người lên đường sang châu Phi cải tạo lao động nhé. Hoàng Thiên Bình thản nói, mẹ kiếp, khi Lương Thiên Vũ nghe thấy điều này, anh ta suýt chút nữa ngất xỉu. Không chỉ Lương Thiên Vũ, Lương Ngọc Lan và Phan Hạo cũng tất cả những người khác đều suýt ngất xỉu ba ngày trước ba người bọn họ cùng với tiêu hổ và tiêu tử phong cũng đã suýt bị áp giải lên xe tống sang châu phi rồi nếu không phải được cha mẹ cứu ra bọn họ hiện tại đã ở châu phi rồi cũng nên nhưng không ai nghĩ tới hiện tại vẫn quay về đường cũ vẫn bị bắt sang châu phi hoàng thiên cũng chỉ vừa đưa ra quyết định này vì anh không thể giết hết bọn họ cũng chẳng muốn để họ tiếp tục nhảy nhót trước mặt anh nữa thì chỉ có biện pháp này đó là tống hết bọn họ sang châu phi lao động cực khổ nhà nhà họ Phan và nhà nhà họ Lương đều là những gia đình giàu có. Bình thường đều quen với cuộc sống được nuông chiều, bây giờ nghĩ đến việc phải sang châu Phi lao động vất vả, so với bị giết chết bọn họ còn đau khổ hơn đúng không? Anh Thiên, anh không thể làm như vậy được. Ở những nơi như châu Phi, con gái đều có da đen xấu xí, em làm sao mà chịu được đây? Lương Thiên Vũ phàn nàn với Hoàng Thiên với một vẻ mặt cay đắng. Sau khi nghe những lời này, Hoàng Thiên cảm giác thật bất lực lương thiên vũ vẫn nghĩ thật đẹp sang châu phi là để ngắm gái sao hi hi cậu nghĩ quá nhiều rồi đã đi sang châu phi chính là làm cu li lao động khổ cực cả đời cậu tưởng cậu sang đó nghỉ dưỡng à hoàng thiên cười lạnh lùng tôi phát cả nhà anh lương thiên vũ nghe vậy tức giận đến trợn tròn mắt muốn lao lên bóp chết hoàng thiên hoàng thiên mẹ kiếp nếu anh dám làm vậy bạn bè của tôi ở hà nội sẽ không bỏ qua cho anh đâu nhà họ hoàng anh sẽ gặp phải báo thù nghiêm trọng phan liệt giận điên lên chỉ vào hoàng thiên và mắng chửi hoàng thiên nhướng mày không nói một lời bước lên bóp chặt lấy ngón tay đang chỉ ra của phan liệt răng rác á sau một tiếng vỡ vụn giòn tan ngón tay của phan liệt đã bị gãy anh ta đau đớn đến mức suýt ngất đi báo thù thì sao tôi còn đặc biệt muốn giết chết cả cậu đấy tôi còn sợ cậu trả thù à hoàng thiên tức giận nói phan liệt hoảng sợ toát mồ hôi lúc này anh ta cảm thấy hoàng thiên giống như một ma quỷ thậm chí còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Động một chút là bẻ gãy cả ngón tay, như vậy ai mà chịu được, thấy Phan Liệt không hó hé gì nữa. Hoàng Thiên nhấc chân đá thật mạnh vào bụng Phan Liệt, với một tiếng xoẹt, Phan Liệt văng ra xa 2 đến 3 mét. Rơi xuống đất như một con chó đã chết. Liên hệ với ông chủ thanh của các người, để anh ta phái xe tới đón, đem hết mấy thứ này đến châu Phi. Hoàng Thiên ra lệnh cho các thành viên của đội đặc nhiệm. Vâng, thưa ông chủ thiên thành viên của đội đặc nhiệm lập tức đồng ý, lấy điện thoại gọi cho Vũ Thanh. Khi Lương Thiên Vũ nhìn sự việc đã đến mức này, trong lòng như lửa đốt, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. So với giết chết bọn họ thì đi châu Phi làm cu ly lao động cả đời còn đau khổ hơn, quả thật chính là tương lai tăm tối. Hoàng Thiên lúc này không thèm để ý tới những người này nữa, anh chỉ ngồi chờ những người của Vũ Thanh đến đón đi. Hơn một giờ sau, có hai chiếc xe limo đến, sau đó Vũ Thanh đến cùng với vài thành viên đội đặc nhiệm, từ trên xe bước xuống cậu chủ vũ thanh bước tới chào hỏi với hoàng thiên hoàng thiên chỉ vào lương thiên vũ và những người khác và nói với vũ thanh mang hết những người này lên xe tổng sang châu phi không quan tâm dù xảy ra chuyện gì cũng phải đem hết đám này đến châu phi khai thác quặng cho tôi vũ thanh giật mình ông ta phát hiện lần này cậu chủ thực sự rất tức giận tôi đã hiểu rồi vũ thanh không nói nhảm một lời liền ra lệnh cho đàn em bắt đầu hành động lấy dây trói chặt đám người lương thiên vũ rồi áp giải lên xe lập tức trong không gian vang lên những tiếng la hét đặc biệt là vợ của lương hà giang và phan liệt hai người đàn bà la hét to nhất bởi vì từ nay họ sẽ phải tạm biệt cuộc sống của quý bà giàu sang đến châu phi làm lao động khổ cực nghe thấy những tiếng la hét này hoàng thiên không có chút mềm lòng nào anh đã rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân vũ thanh đưa tất cả những người này lên xe rất nhanh sau đó tạm biệt hoàng thiên và lái xe rời khỏi đây thành viên đội đặc công còn lại đứng ngay ngắn sau lưng hoàng thiên sẵn sàng chờ lệnh của hoàng thiên bất cứ lúc nào hoàng thiên nhìn hai tên sát thủ trẻ tuổi còn lại hai tên này thực ngoan ngoãn vẫn luôn đứng ở một bên không dám nói cũng không dám chạy trốn nhìn thấy hoàng thiên nhìn bọn họ trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi rốt cuộc là bọn họ đến ám sát hoàng thiên hoàng thiên có thể tha cho bọn họ sao chắc chắn rằng hoàng thiên không muốn gửi bọn họ đến châu phi lao động nếu không anh đã sớm đem trói bọn họ và tống đi rồi anh thiên một tên sát nhân lo lắng nhìn hoàng thiên hai chân phát run lo sợ không biết hoàng thiên sẽ làm gì với bọn họ đối với hai tên sát thủ này hoàng thiên cũng không có hận thù đến mức đấy có lẽ bởi vì biểu hiện lúc trước của họ không tệ lắm hoàng thiên cũng đã đồng ý với họ sẽ suy xét cho họ một con đường sống hai chúng mày định làm gì gương mặt hoàng thiên u ám anh hỏi hai tên sát thủ hai tên sát thủ nhìn nhau rồi nói với hoàng thiên anh hoàng chỉ cần anh có thể tha chết cho chúng tôi chúng tôi sẽ nghe theo lệnh anh những lời này khiến hoàng thiên rất thoải mái vậy được thôi chỉ cần mày nói cho tao biết ông chủ sau lưng bọn mày là ai hiện tại anh ta ở đâu tao sẽ tha chết cho bọn mày hoàng thiên suy nghĩ một lát rất nghiêm túc nói cái này hai tên sát thủ đồng thời hít một hơi thật sâu hai người họ đều chết lặng không ngờ Hoàng Thiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, cái này quá khủng khiếp rồi. Tổ chức sát thủ Ưng Hồn là một tổ chức sát thủ có tiếng ở Việt Nam, rất bí ẩn và quyền lực. Ông trùm của tổ chức này rất độc ác và tàn nhẫn, gã ta đơn giản giống như một con quỷ giết người. Hơn nữa, tổ chức có những quy tắc rất nghiêm ngặt đối với các thành viên sát thủ, một khi vi phạm, họ sẽ chết rất đau đớn. Quy tắc đầu tiên của tổ chức sát thủ này là không được phản bội đồng đội của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào chứ đừng nói đến phản bội ông chủ nếu một thành viên phản bội ông chủ thì không chỉ thành viên sát thủ sẽ chết mà cả gia đình của anh ta đều chết thảm hại và đau đớn cho nên khi hai tên sát thủ này nghe thấy yêu cầu của hoàng thiên đều im lặng ngẩn người thế nào hai người không đồng ý sao ánh mắt hoàng thiên lóe lên trầm giọng hỏi hai tên sát thủ không nói lời nào đều sợ hãi toát mồ hôi lạnh bọn họ không dám làm mất lòng hoàng thiên cũng không dám phản bội ông chủ của bọn họ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Hoàng Thiên đã hạ quyết tâm, ngoại trừ Lương Hà Giang và Phan Liệt thì ông chủ của tổ chức sát thủ ưng hồn này càng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Vì tiền mà đã sai hai tên sát thủ này đến ám sát bọn họ, nếu không phải lực lượng đặc nhiệm của Vũ Thanh phát hiện ra thì không biết Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã chết như thế nào rồi. Khi nghĩ đến điều này, Hoàng Thiên không nén được cơn giận. Anh sớm muộn cũng phải bắt được ông chủ của tổ chức sát thủ ưng hồn này thấy hai tên sát thủ hồi lâu vẫn chưa chịu lên tiếng, Hoàng Thiên ra lệnh cho mấy người lính đặc công, đào hố chôn sống hai người bọn họ đi. Vâng, mấy người lính đặc công đồng thanh nhất trí, lập tức dùng sẻng công binh, chuẩn bị đào hố. Ôi mẹ ơi! Hai tên sát thủ sợ hãi đến mức trực tiếp quỳ xuống, việc này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bắn chết bọn họ, bọn họ sẽ bị chết vì ngạt thở. Cầu xin anh Thiên, anh đừng tàn nhẫn như vậy. Một tên sát nhân quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết, xuất sáng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, hừ, tàn nhẫn. Lúc trước bọn mày chuẩn bị giết chết tao thì không tàn nhẫn à? Hoàng Thiên tức giận nói: Chúng tôi thật không phải là con người mà. Anh Hoàng, anh tham mạng. Tên sát thủ vừa hét lên vừa dùng tay tát vào mặt chính mình, âm thanh vang to. Bây giờ mới biết sợ, chết tiệt, là là một tên sát thủ, mày nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào chứ. Nếu tham sống sợ chết như vậy, còn dám trở thành sát thủ à? một bộ đội đặc công khinh thường mắng cả hai tên sát thủ đều hoảng sợ đến phát sốt những kẻ này còn đáng sợ hơn cả sát thủ trong tổ chức của bọn họ nữa hai người bọn họ thật sự sợ hãi hai chúng mày nghe cho rõ tao chỉ hỏi mày một lần cuối cùng này nữa thôi ông chủ của chúng mày là ai hiện tại đang ở đâu hoàng thiên lớn tiếng hỏi hai tên sát thủ biết không thể im lặng được nữa chôn sống đó bọn họ ai mà chịu được cơ chứ ông chủ của chúng tôi là tân song ưng hiện tại ông ta đang ở trụ sở của tổ chức sát thủ ưng hồn một tên sát thủ thấp giọng đáp lại sau khi nói xong lời này gã như một quả bóng cao su bị xì hơi xẹp xuống ủ rũ anh thiên trụ sở của tổ chức sát thủ ưng hồn cách thành phố bắc ninh không xa nếu anh cần chúng tôi có thể chỉ đường cho anh nhưng anh phải hứa sẽ thả chúng tôi ra sau khi làm xong việc một tên sát thủ khác lo lắng nói với hoàng thiên chỉ cần chúng mày không dở cho quỷ tao có thể tha cho bọn mày Hoàng Thiên trực tiếp đồng ý, hai tên sát thủ đều thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên đầu, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác móng MOINGAY.VI không cần nói thêm, Hoàng Thiên cũng biết đêm dài lắm mộng, hai tên sát thủ đã đi rất lâu rồi mà còn chưa quay về, tần song ưng, ông chủ của tổ chức sát thủ ưng hồn rất có thể đang nghi ngờ. Tốt nhất là trong lúc tân song ưng chưa phát hiện ra, ra tay tiêu diệt ông ta ngay trong đêm nay là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên nháy mắt với người lính đặc công, ra hiệu bọn họ áp giải hai tên sát thủ lên xe. Người lính đặc công áp giải hai tên sát thủ lên xe và lái xe rời khỏi đây. Hoàng Thiên lái xe phía sau và anh đã hạ quyết tâm. Tối nay, chắc chắn anh phải bắt được Tân Song ưng ở trong tổ chức sát thủ ưng hồn. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên tao có gây thù chuốc oán gì với mày, vì tiền mà mày sai hai tên sát thủ đi ám sát tao. Tối nay tao sẽ cho mày phải nếm mùi trả giá. Hoàng Thiên vừa lái xe vừa nghĩ tới điều này, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hai tên sát thủ nói rằng trụ sở của tổ chức ưng hồn cách thành phố Bắc Ninh không xa, nhưng trong thực tế cũng không. Quá gần, Hoàng Thiên lái xe xuyên qua thành phố Bắc Ninh, hướng về phía đông, đi hơn một giờ mới đến trụ sở của tổ chức sát thủ ưng hồn. Trên danh nghĩa là trụ sở chính, nhưng thực tế đây là một biệt thự tư nhân tương đối kín đáo. Khung cảnh xung quanh của biệt thự khá đẹp, cách đây không xa là một thị trấn nhỏ, vị trí của biệt thự này cũng không tệ ngay.vn Hoàng Thiên xuống xe, đến trước xe limo. Một đặc công mở cửa xe limo, Hoàng Thiên nhìn hai tên sát thủ đang bị giam giữ. Biệt thự này là trụ sở của tổ chức sát thủ sao? Hoàng Thiên hỏi, một tên sát nhân vội vàng gật đầu nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, đây là nhà ông chủ tần song ưng của chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi nhận nhiệm vụ ám sát đều đến đây. Chói và bịt miệng bọn họ lại, Hoàng Thiên ra lệnh của các đặc công. Hai đặc công lập tức hành động, dùng dây thường trói tay và chân của hai tên sát thủ lại, khiến chúng không thể động đậy rồi dùng băng keo bịt miệng chúng lại. "Khóa xe và đi theo tôi." Hoàng Thiên trầm giọng nói, dẫn đầu đi về phía biệt thự. Các thành viên lực lượng đặc công nhanh chóng di chuyển, sau khi khóa xe, bọn họ đi theo Hoàng Thiên về phía lối đi ở phía trước biệt thự. Nếu là người thường mà biết đây là trụ sở của một tổ chức sát thủ thì làm sao dám xông vào. Nhưng Hoàng Thiên có tự tin này Đứng trước cửa biệt thự, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đứng lại, mày là ai?" một người đàn ông hét to, sau đó xuất hiện hai người đàn ông mặc vest đen lao ra từ bóng tối và cảnh giác nhìn Hoàng Thiên. Sau khi họ nhìn thấy mấy người lính đặc công trang bị súng trường tự động sau lưng Hoàng Thiên, sắc mặt hai người mặc vest đen lập tức thay đổi. Hai người mặc vest bị chấn động, mấy người lính đặc nhiệm đều mặc trang phục ngụy trang đầy đủ, đều có súng trường tự động, hỏa lực như vậy, ngay cả tổ chức sát thủ ưng hồn cũng chưa từng thấy. Đối với hai người đàn ông mặc vest này, Hoàng Thiên càng thêm tin tưởng lời nói của hai tên sát thủ. Nếu nơi đây không phải tổ chức sát thủ, tại sao Tần Song ưng lại để hai tên mặc vest đen trông coi nhà ông ta? Mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng dù sao đây cũng là trụ sở của tổ chức sát thủ ưng hồn, hai người mặc vest nhanh chóng bình tĩnh lại. Một tên mặt rỗ hung hăng nhìn chầm chầm Hoàng Thiên, sốt ruột quát lên, mẹ kiếp ông đây chỉ hỏi mày một câu đặc công sau lưng mày là sao trong lòng hoàng thiên đang rất tức giận anh đã nhịn lửa giận đến tận bây giờ chính là để lúc này bùng phát nhìn tên mặt dỗ nói năng hung hăng kia hoàng thiên làm sao có thể chịu được chát hoàng thiên đi vài bước đến trước mặt tên mặt dỗ giương tay lên chính là súng điện hoàng thiên ra tay mạnh như thế nào anh từ nhỏ đã luyện tập cùng với vũ thanh một cú đánh này tập trung sức lực khá mạnh ôi tên mặt dỗ hét lên và ôm mặt ngã xuống đất vì quá đau đớn. Việc này, người đàn ông mặc vest với khuôn mặt như đau khắc khá sửng sốt khi thấy đồng bọn của mình bị hạ gục dễ dàng như vậy, nhưng gã ta cũng nhanh chóng phản ứng. Tên này theo bản năng vươn tay về phía sau eo muốn rút súng lục để đối phó với Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên làm sao có thể cho gã có cơ hội như vậy? Lúc này, Hoàng Thiên lao lên như hổ rình mồi, hung hăng đá vào bụng dưới của tên mặt đao. Á, à, tên mặt đau cảm thấy bụng đau như đứt từng khúc ruột, đau đớn ngã xuống. Lúc này mấy người lính đặc công nhanh chóng tiến lên, không muốn hai tên mặc vest này gây ra động tính quá lớn, họ dùng tay đập mạnh vào sau gáy để hai tên này bất tỉnh, rồi kéo sang một bên. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn tất cả những việc này, anh không nói gì cả, xảy bước đi về phía biệt thự. Tuy rằng Hoàng Thiên không để tâm đến tổ chức sát thủ ưng hồn này, nhưng mấy người đặc công cũng không dám buông lỏng cảnh giác, ông chủ của bọn họ là Vũ Thanh cũng phải gọi người này là cậu chủ, huống chi là bọn họ. Vì vậy, lực lượng đặc công đều ở trong trạng thái cảnh giác, canh giữ không để cho bất kỳ một tay súng nào có thể ám sát Hoàng Thiên ở trong bóng tối. Hoàng Thiên vừa đi tới cửa biệt thự, liền nghe thấy tiếng súng vang lên. Ngay trong góc tối, có tiếng kêu rên đau đớn của một người đàn ông, một thành viên đặc công lập tức lao tới, tóm chặt lấy người nọ. Hoàng Thiên thấy người nọ đã bị bắn vào cổ tay, một đôi mắt sói tàn nhẫn nhìn chằm chằm anh ta, cực kỳ hung hăng. Ngài Thiên đừng lo lắng, đã có chúng tôi ở đây thì tuyệt đối an toàn. Một lính đặc công vừa nổ súng nói với Hoàng Thiên, để khiến anh an tâm. Hoàng Thiên gật đầu, anh biết người bị bắn vào cổ tay này muốn bắn anh từ trong góc tối, nhưng đã bị đặc công phát hiện và bắn trúng cổ tay. Đàn em của Vũ Thanh quả nhiên đều được huấn luyện bài bản, có thể lấy một địch một trăm. Hoàng Thiên suy nghĩ, anh phất tay ra hiệu cho mấy người đặc công đi cùng anh bước vào trong biệt thự. Người đàn ông bị bắn vào cổ tay đã bị đánh ngất, Hoàng Thiên không giết chết gã ta. Bước vào biệt thự, Hoàng Thiên nhìn phòng khách ở tầng 1, trang trí ở đây rất sang trọng, có thể thấy Tân Song Ưng là một người rất biết hưởng thụ. Đúng lúc này, một chiếc ghế sau bàn dài được xoay lại, xuất hiện một chàng trai khá trẻ khoảng 20 tuổi. Người này khá đẹp trai, ăn mặc rất nhã nhặn, tất cả quần áo đều là hàng hiệu quốc tế nổi tiếng đắt tiền thằng nhóc này bắt chéo chân và đặt chân lên bàn hút một điếu xì gà brazil nửa nằm nửa ngồi ở đó nuốt mây nhả khói đằng sau tên này là sáu người đàn ông mặc vest mỗi người đều mặc vest đen và đeo kính dâm trông có vẻ khá lợi hại nhìn thấy hoàng thiên mang theo mấy người đội đặc công xông vào thiếu niên hơi hít mắt đối với hoàng thiên nói ê thằng nhóc mày cũng có gan dám xông vào biệt thự của tao hoàng thiên nhìn tên nhóc này trong lòng càng không vui vấn đề là bởi thằng nhóc này rất kiêu ngạo nửa nằm nửa ngồi ở đó trông rất đáng ghét đừng nói nhảm tân song ưng ở đâu giọng nói lạnh lùng của hoàng thiên vang lên anh không muốn mất thời gian với tên nhóc này hoàng thiên cho rằng tên nhóc này không phải là tân song ưng còn trẻ như vậy không thể là ông trùm của tổ chức sát thủ ưng hồn được hi hi giọng điệu cũng không nhỏ nhỉ còn dám kêu cả họ tên của tân song ưng người thanh niên cười nhạo một tiếng có vẻ thích thú với hoàng thiên sau đó đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Hoàng Thiên thực sự không thể hiểu nổi sự làm màu của tên này, liền sải bước đi tới. Thấy Hoàng Thiên đến gần, sáu người đàn ông mặc vest phía sau người thanh niên đều rút súng hướng về phía Hoàng Thiên. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mấy người lính đặc công đều nhìn thấy. Tất cả đều giơ súng trường tự động của mình lên và nhắm những họng súng đen ngòm của sáu người mặc vest đen. Đến lúc này, cao thấp lập tức hiện ra sáu khẩu súng lục nhỏ đó so sánh với mấy khẩu súng trường tự động thì chỉ là một đống sắt vụn vô dụng mà thôi nếu thực sự đánh nhau sáu người kia sẽ bị bắn thành một cái sàng tuy nhiên sáu người đàn ông mặc vest rất bình tĩnh không chút sợ hãi họng súng của họ đều nhắm vào những bộ phận quan trọng của hoàng thiên thằng nhóc mày là ai đừng tưởng rằng mày có mấy khẩu súng trường này là giỏi đừng quên đây là nhà họ tân thanh niên nhướng mày lạnh lùng nói với hoàng thiên hoàng thiên sao có thể bị tên nhóc này lừa được trong lúc hai người đang đối mặt hoàng thiên bỗng lao ra túm chặt lấy cổ người thanh niên kéo anh ta ta lại nhà họ tân thì sao mày cho rằng nhà họ tân của mày rất lợi hại sao hoàng thiên hét lớn cái này người thanh niên cảm thấy khó thở cổ họng bị thắt lại gần như bị ngạt thở anh ta không ngờ trong khi sáu khẩu súng lục đều nhằm vào hoàng thiên mà hoàng thiên vẫn dám làm như vậy chết tiệt tao là con trai của tần song ưng tần khải đồ chết tiệt mày không muốn sống nữa à tân khai đỏ bừng cả mặt hung hăng chừng hoàng thiên đúng vậy người thanh niên này là con trai duy nhất của tân song ưng tên là tần khải là một thằng nhóc vô cùng kiêu ngạo hoàng thiên nghe nói thằng nhóc này là con của tân song uyên lửa giận trong lòng lập tức bùng phát hóa ra kiêu ngạo như vậy vì là con trai của chức sát thủ tân khải đúng không tao tên là hoàng thiên tối nay tao tới chính là để diệt cả nhà họ tân chúng mày hoàng thiên lạnh lùng nói sau đó giơ tay lên tát vào mặt tần khải chát 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 đối với cái miệng lớn kiêu ngạo này hoàng thiên dùng hết sức lực không hề nương tay á á á tần khải hét lên đau đớn sau hơn hai chục cái tát mặt mũi của tần khải sưng lên như mông khỉ vừa đỏ vừa sưng to không còn bộ dạng trẻ con vừa rồi nữa cảnh tượng này đã khiến sáu người của tần khải sửng sốt tần khải là đứa con duy nhất của tân song ưng bình thường được cưng chiều hết mực, không ai dám động đến một sợi lông tơ của anh ta. Nhưng giờ phút này, Tần Khải lại bị một thanh niên trẻ tuổi tên là Hoàng Thiên đánh cho hơn 20 cái tát. Sáu người đàn ông mặc vest sừng sốt suýt rơi cặp kính dâm xuống đất, họ gần như chết lặng, không biết tiếp theo nên phải làm gì. Kinh sợ nhất là mấy khẩu súng máy tự động đều đang ngắm vào bọn họ, chỉ cần bọn họ dám bắn vào Hoàng Thiên thì sẽ lập tức bị bắn cho tan tành. Tần Khải không ra lệnh bắn thì sáu người đàn ông mặc vest kia không thể nào bắn được, bởi vì việc đó cũng giống như tự tử. Tần Khải trợn tròn hai mắt, anh ta bị Hoàng Thiên làm cho choáng váng. Bởi vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, Tần Khải có mơ cũng chưa nghĩ tới, Hoàng Thiên lại dám làm như vậy với anh ta. Còn dám nói bậy bạ à, không thể văn minh hơn sao. Hoàng Thiên trừng mắt, thêm mấy tia súng điện đang phóng thẳng vào mặt Tần Khải. Tần Khải xui xẻo rồi, sống mũi suýt chút nữa bị gãy, hai bên mũi máu chảy liên tục làm cách nào cũng không cầm máu lại được mẹ kiếp bắn chết nó đi sau khi tần khải bình tĩnh lại anh ta vô cùng tức giận và liên tục lớn tiếng kêu đám người của mình bắn hoàng thiên nhưng hoàng thiên cũng không phải loại người ngu ngốc một tay anh túm lấy cổ áo của tần khải dùng người tần khải làm lá chắn nếu sáu người đàn ông mặc vest kia dám bắn thì tần khải sẽ là người chết đầu tiên sáu người đàn ông mặc vest kia cũng đều là những tên sát thủ được qua huấn luyện nghiêm ngặt bọn họ thấy không còn góc nào có thể bắn, liền nghĩ chạy sang phía bên cạnh Hoàng Thiên để ngắm bắn. Lúc này mấy lính đặc công nhìn chằm chằm vào bọn họ, làm sao có thể để cho bọn họ có cơ hội làm như vậy chứ? Sau đó mấy người lính đặc công như mấy con hổ giữ lao từ trên núi xuống, với tốc độ nhanh như chớp, lập tức khẩu súng ngắm vào đầu của mấy người đàn ông mặc vest. Bỏ súng xuống nếu không muốn chết, một người lính đặc công nghiêm nghị nói, khắp người toát ra vẻ hừng hực, làm cho họ phải sợ hãi sáu người đàn ông mặc vest theo thói quen liền ném súng xuống đất, thực ra ngay từ lúc mới bắt đầu họ đã thua rồi, năng lực không ngang bằng chút nào, làm sao họ dám chiến đấu. Sau khi nằm được tình hình, mấy lính đặc công đấy tất cả sáu người đàn ông mặc vest vào một góc, sau đó bắt họ ngồi xổm xuống, quay mặt vào tường. Xong đời rồi, Tần Khải đã nhìn thấy rõ mọi việc, trong lòng anh ta bỗng trở nên lạnh lẽo. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tần Khải có nằm mơ cũng không nghĩ tới nhà anh ta chính là nơi dẫn đầu của tổ chức sát thủ ưng hồn ai dám đến đây làm trò ngang ngược chứ nhưng kẻ đêm nay đến không chỉ là đến đây để làm trò ngang ngược mà còn dám đánh đập anh ta anh muốn sống hay chết hoàng thiên lạnh lùng hỏi tần khải sốt ruột không thể chờ đợi được thêm nữa bây giờ tần khải cũng không kiêu ngạo như vừa nãy nữa vì người của anh ta đều bị khống chế rồi anh ta đã không còn sức lực nữa tất nhiên là muốn sống rồi này anh bạn có chuyện gì chúng ta từ từ rồi nói, trước tiên anh nên bỏ tôi ra. Tần Khải giấu sự căng thẳng trong lòng, cố chấn tĩnh làm ra vẻ nói với Hoàng Thiên. Bụp, Hoàng Thiên dùng đầu gối đánh vào bụng dưới của Tần Khải, lập tức khiến anh ta phải khom bụng xuống, sau đó ngồi xổm trên mặt đất. Nói chuyện với tôi sao? Đồ danh con như cậu làm sao xứng? Hoàng Thiên cao giọng nói, rồi lại dùng chân đá vào chán anh ta. Tần Khải đau đến mức nằm ngã ngửa xuống đất, đầu óc anh ta ong ong lúc lâu sau cũng không đứng dậy được này anh hoàng thiên cuối cùng thì anh muốn làm gì nếu muốn tiền thì anh cứ nói ra đi tần khải chịu không nổi những cú đánh nữa ngã xuống đất khóc lóc hỏi hoàng thiên nhớ lại dáng vẻ lúc đầu hống hách không sợ trời không sợ đất của thằng nhóc này hoàng thiên chỉ cảm thấy thật nực cười thứ tôi muốn tìm là cha cậu bảo ông ta cút ra đây gặp tôi hoàng thiên bước đến gần mặt tần khải dùng chân dẫm lên ngực anh ta Nghiêm nghị nói. Lúc này Tần Khải mới nhớ đến khi nãy Hoàng Thiên hỏi Tần Song Ưng đang ở đâu. "Cha tôi không có ở nhà." Tần Khải nói với Hoàng Thiên bằng giọng run run. "Không ở nhà sao? Ông ta đi đâu rồi?" Sắc mặt Hoàng Thiên trùng xuống, hỏi. Người Tần Khải run lên, anh ta đã nhận ra Hoàng Thiên không phải một người bình thường. Nếu không làm tốt thì tối nay Hoàng Thiên sẽ giết chết anh ta. "Tối qua cha tôi đi ra ngoài, tôi cũng không biết ông ấy đi đâu." Tần Khải trả lời. Hoàng Thiên có chút thất vọng, thật ra nếu không hỏi Tần Khải thì anh cũng đã đoán ra được rồi, lão già Tần Song ưng đúng là không nên ở nhà. Nếu không, ở nhà vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Song ưng làm sao có thể không xuất hiện. Được rồi, tôi tạm thời tin tưởng cậu, dù sao thì cha cậu cũng không có nhà, cậu đi cùng tôi một chuyến vậy. Hoàng Thiên nói rồi vẫy tay với mấy lính đặc công, ra hiệu là anh đưa Tần Khải đi. Hai người của đội đặc nhiệm nhanh chóng đi tới kéo Tần Khải đang nằm trên mặt đất đi như một con chó chết, sau đó vặn cánh tay của anh ta ra phía sau và chuẩn bị mang đi. Tần Khải cảm nhận được cánh tay của mình như sắp gãy, sức lực của hai lính đặc công này thật sự quá mạnh. A, à, nhẹ tay một chút, đau, đau, Tần Khải lớn tiếng kêu lên, một lính đặc công hung giữ tát Tần Khải vài cái rồi tức giận nói, câm miệng. Tần Khải không dám kêu nữa, dù đau cũng phải cố chịu đựng. Sau khi Hoàng Thiên ra lệnh, anh Sải bước nhanh ra khỏi ngôi nhà của nhà họ Tân. Mấy lính đặc công bỏ qua cho sáu người đàn ông mặc vest và giữ lấy Tần Khải, theo sau Hoàng Thiên và rời khỏi đây. Hoàng Thiên và họ vừa đi ra không lâu, thì trước mắt một chiếc ô tô Porsche đang lao tới. Là một chiếc xe có giá khá đắt, mặc dù cũng không phải là quá cao cấp, nhưng lái một chiếc xe như vậy đi trên đường phố cũng đủ sang rồi. Lái chiếc xe này là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi, vóc dáng cũng rất bắt mắt người phụ nữ này vừa nhìn qua đã thấy hoàng thiên còn có cả mấy lính đặc công đang mang tần khải đi theo ngay lập tức người phụ nữ xinh đẹp này dừng xe lại nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe hoàng thiên anh sao anh lại ở đây người phụ nữ xinh đẹp nhìn hoàng thiên ngạc nhiên hỏi hoàng thiên cũng lặng người nhìn người phụ nữ xinh đẹp này hoàng thiên càng thêm kinh ngạc người phụ nữ này không phải ai khác cô ta chính là trần giang chị họ của lâm ngọc an Chuyện cổng nhà họ Tần gặp được Trần Giang cũng đủ khiến Hoàng Thiên ngạc nhiên rồi, hơn nữa Trần Giang còn đi chiếc xe Porsche này. Mấy ngày nay không gặp, Trần Giang đã trở nên giàu có rồi, chiếc xe này cũng rất tốn kém. Trong lòng Hoàng Thiên còn nghi ngờ, nhìn Trần Giang hỏi, sao cô lại đi qua đây vậy? Trần Giang vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tần Khải bị vặn tay ra sau và khắp mặt bị đánh cho hộc máu, cô ta lập tức nổi giận. Em dễ tốt bụng, kiếp trước chúng ta có thủ oán gì sao? Trần Giang lạnh lùng hỏi, hai tay chống nạnh nhìn chầm chầm vào Hoàng Thiên. Nhìn thấy bộ dạng này của Trần Giang, Hoàng Thiên không nói nên lời. Mình không đụng chạm gì vào cô ta mà cô ta nói vậy là có ý gì? Tôi nghe không hiểu cô muốn nói gì. Hoàng Thiên mỉm cười hỏi, anh còn giả bộ với tôi sao? Là anh đánh Tần Khải ra nông nỗi này đúng không? Anh quá đáng lắm rồi đó. Trần Giang đau lòng nhìn qua Tần Khải, sau đó hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy, là tôi đánh đó, Cô cũng quen Tần Khải à." Hoàng Thiên mỉm cười lạnh lùng, anh cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Hoàng Thiên thông minh như thế nào chứ, vừa nãy khi thấy Trần Giang lái xe Porsche, Hoàng Thiên đã đoán được có chuyện gì xảy ra. Trần Giang làm sao có tiền mua nổi chiếc xe đắt như thế? Chắc chắn là dựa dẫm đàn ông có tiền rồi. Lúc này Trần Giang lại quan tâm đến Tần Khải như thế, thấy Tần Khải bị đánh thành gấu trúc như thế, cô ta còn rất tức giận. Thế nên Hoàng Thiên đoán rằng có lẽ là Tần Khải mua chiếc xe này cho cô ta. Thực sự là Hoàng Thiên đoán đúng rồi, gần đây Trần Giang giao lưu với một người đàn ông có tiền, chính là Tần Khải này. Lúc trước Tần Khải đi chơi versus bạn ở thành phố Bắc Ninh, tình cờ gặp được Trần Giang ở câu lạc bộ, đối diện với Trần Giang xinh đẹp lại gợi cảm, Tần Khải có chút động lòng. Chưa đến mấy ngày đã theo đuổi được Trần Giang. Tại sao lại dễ dàng như thế? Bởi vì tên Tần Khải rất hào phóng, có tiền mà. Người mà Trần Giang tìm chính là người có tiên, thế nên hai người bọn họ dễ dàng hòa hợp với nhau. Lúc này thấy người đàn ông nhiều tiên mới quen bị người ta đánh thảm thương như thế, Trần Giang thật sự tức muốn ói máu, huống hồ là do Hoàng Thiên đánh, Trần Giang lại càng giận hơn. Tôi đánh anh ta thì liên quan gì đến cô? Hoàng Thiên cười ha ha, cố tình giả vờ như không hiểu. Sao lại không liên quan đến chuyện của tôi? Anh ấy là bạn trai tôi mới quen. Trần Giang căm hận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên lớn giọng nói ồ ha ha thế thì thật ngại quá tôi không chỉ muốn đánh anh ta mà còn muốn đem anh ta về xử lý cơi hoàng thiên cười nhạt nói với giọng điệu khiêu khích thật ra tiêu hổ không muốn nhịn cô ta từ lâu lắm rồi điều này khiến chân giang tức muốn chết tức đến độ tay cô ta cũng run rẩy chỉ vào hoàng thiên nói hoàng thiên anh được lắm đừng tưởng rằng anh là con trai nhà danh giá ở thủ đô là anh có thể làm bạo chúa mà cưỡi lên đầu trần giang tôi anh mau thả bạn trai tôi ra ngay lập tức, nếu không thì anh không xong với tôi đâu. Không xong với tôi, hừ, cô có biết cái người gọi là bạn trai của cô, đã làm cái gì không? Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát mặt anh xa xâm hẳn. Dù không thích Trần Giang này, nhưng dẫu sao cô ta cũng là chị họ của Lâm Ngọc An, cô ta tìm con trai của đầu sỏ tổ chức sát thủ làm bạn trai. Hoàng Thiên cũng không muốn để cô ta mở mịt trong bóng tối thế, bởi vì nói không chừng một ngày nào đó cái mạng nhỏ của cô ta cũng sẽ chẳng còn nữa ồ nhưng trần giang nào có biết tần khải đã làm gì đâu cô ta chỉ biết tần khải là một cậu ấm trong nhà rất có tiền anh quan tâm đến việc mà bạn trai tôi làm để làm cái gì anh đừng có thừa lời với tôi thả bạn trai tôi ra ngay lập tức nếu không tôi sẽ báo cảnh sát trần giang vừa nói vừa cầm lấy điện thoại muốn dùng việc báo cảnh sát để dọa hoàng thiên hoàng thiên cảm thấy rất buồn cười báo cảnh sát thì cứ báo đi Hoàng Thiên có thể sợ cái này sao? Thấy Hoàng Thiên vẫn đứng yên thế, Trần Giang định gọi điện báo cảnh sát. Tần Khải thấy thế bị dọa muốn chết, bản thân anh ta đã có chuyện gì, anh ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Cha anh ta là người đứng đầu tổ chức sát thủ, phía sau bản thân anh ta vốn đã không sạch sẽ gì, giờ còn muốn động đến bên cảnh sát, đây chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới à? Giang, em đừng báo cảnh sát, Tần Khải gấp gáp kêu to. Trần Giang ngây người, Thực ra cô ta cũng không đau lòng cho Tần Khải như thế, cô ta ở bên Tần Khải chỉ là ham muốn những chỗ tốt mà Tần Khải cho cô ta mà thôi. Tại sao chứ? Hoàng Thiên coi trời bằng vung như thế, em muốn tống anh ta vào tù. Trần Giang tức giận nói, anh bảo em đừng báo cảnh sát thì em đừng có báo. Tần Khải nhăn nhúm mặt nói. Trần Giang cũng phải làm theo thôi, cô ta tức tối muốn tranh luận với Hoàng Thiên, nhưng lúc này Hoàng Thiên không có tâm trạng mà lãng phí thời gian với cô ta mang theo mấy người đội viên chiến tranh đặc biệt đi về trước hướng xe của mình anh quay lại đây cho tôi thằng khốn ở phía sau trần giang dậm chân mắng lại không dám cưng rắn với hoàng thiên bởi vì cô ta cũng biết hoàng thiên rất khác so với trước đây khiến hoàng thiên tức giận rất có thể sẽ đánh cô ta thấy hoàng thiên mang người áp giải tần khải lên xe lúc này trần giang mới nhìn thấy trên lưng những người dưới tay hoàng thiên đều mang súng đây là tình huống gì chứ chẳng lẽ Hoàng Thiên là ông trùm xã hội đen à? Trần Giang hoảng sợ đến không khép mồm lại được. Bây giờ cô ta quyết định quay về thành phố Bắc Ninh, chắc chắn phải nói chuyện này với Trương Lan Phượng, cáo trạng Hoàng Thiên trước mặt Trương Lan Phượng. Thế nên Trần Giang không vào nhà họ Tân, cô ta lên xe, sau đó lái xe về thành phố Bắc Ninh. Trên đường, Trần Giang gọi cho cha của Tần Khải, Tần Song ưng. Cho dù thời gian quen biết với Tần Khải không lâu, nhưng Trần Giang lăn lộn trong nhà họ Tân cũng không tệ lắm, đến cả số điện thoại của Tần Song ưng cô ta cũng có. Chú Tân, Tần Khải bị người ta bắt đi rồi, chú mau nghĩ cách cứu anh ấy đi. Trần Giang vừa mới có thể gọi điện, liền bày ra dáng vẻ gấp gáp như bén lửa, rất biết diễn kịch. Tần Song ưng ở đầu điện thoại bên kia đã sớm nhận được báo cáo từ 6 tên đàn ông mặc vest, đã biết con trai bị Hoàng Thiên bắt đi rồi. Còn về phần thân phận của Hoàng Thiên là gì, Tần Song ưng chẳng hề rõ, ông ta chỉ nhận được tiền của Lương Hà Giang và Phan Liệt, cầm tiền làm việc ám sát Hoàng Thiên. Ô, là Giang à, con có biết Tần Khải bị ai bắt đi không? Tần song ưng thuận miệng hỏi, là Hoàng Thiên, bà nội anh ta, sao con lại có một đứa em rể họ thế này chứ? Trần Giang tức giận không thôi nói. Tần song ưng đầu bên kia điện thoại vừa nghe thấy lời này, lập tức chấn động trong lòng. Ông ta cũng không lường trước được, Trần Giang lại có quan hệ thân thích với Hoàng Thiên. Thế thì chắc chắc là hiểu rõ vô cùng. Ồ, Hoàng Thiên là em rể họ của con sao? Đúng vậy, cái thằng khốn này lại còn là cậu ấm đấy. Chú Tân, chú có thể nghĩ cách giúp con được không? Chúng ta phải bắt chẹt Hoàng Thiên thật ác, Trần Giang nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Hoàng Thiên có tiền như thế, cô ta đã muốn bắt chẹt Hoàng Thiên từ lâu rồi. Chỉ là vẫn luôn khổ sở không có cơ hội. Thế sao? Giọng nói của Tân Song Ưng cũng có phần dồn dập, Hoàng Thiên lại là cậu ấm có tiền đây là một con dê béo đấy sao con có thể lừa chú tân được con đường của chú rộng thế giúp con nghĩ cách đi bây giờ con rất thiếu tiền trần giang không ngại nói rõ với tân song ưng chuyện này thì chú có thể nghĩ cách giúp con chú hỏi con trước con có muốn nhanh chóng cứu tần khải ra không tần song ưng hỏi trần giang dĩ nhiên là muốn rồi con yêu khải khải như thế trần giang nói một câu buông thả được vậy con cứ theo lời chú nói mà làm Tiếp theo đó, Tân Song ưng căn dặn Trần Giang qua điện thoại. Trần Giang nghe xong, trên mặt cô ta lộ ra vẻ hứng thú. "Chú Tân cứ yên tâm đi, chắc chắn con sẽ làm theo. Hi hi, sau khi chuyện này xong xuôi, chú phải cam đoan không được làm hại tới em họ của con." Trần Giang xúc động nói, "Con yên tâm đi, thứ chú muốn là con trai chú trở về bình yên. Còn con, muốn lấy thứ gì từ chỗ Hoàng Thiên thì tùy con." Tân Song ưng cười sâu xa, nói với Trần Giang. Được, bây giờ con đi làm ngay." Trần Giang nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó mạnh mẽ nhấn chân ga, lái về hướng thành phố Bắc Ninh. Bây giờ trong lòng cô ta đã nở hoa rồi, chỉ muốn nhanh chóng quay về, đi làm theo những gì Tần Song Ưng ừ, đã chỉ bảo, cô ta cảm thấy chắc chắn có thể lấy được rất nhiều tiền từ chỗ Hoàng Thiên. Gần đây Trần Giang thực sự rất thiếu tiền, sau khi chia tay với bạn trai cũ, Trần Giang rơi vào tình trạng bị cắt đứt nguồn thu nhập hơn nữa cô ta đã được nuôi dưỡng thành thói quen tiêu tiên quen tay miệng ăn núi lở như thế bao nhiêu tiền mới đủ tiêu đã nợ rất nhiều khoản cho vay rồi may mà gần đây bám vào được cái tên tần khải có tiên này cô ta cảm thấy bản thân mình cũng có thể được ăn sung mặc sướng rồi nhưng dẫu sao thì thời gian quen biết với tần khải cũng quá ngắn tần khải ngoại trừ đưa cho cô ta chiếc xe Porsche ra cũng chẳng đưa cho cô ta thêm bao nhiêu tiền cho nên chân giang chỉ muốn kiếm chút tiên tiêu sau khi nghe đề nghị mà Tân Song Ưng nói với cô ta, cô ta cảm thấy bây giờ cơ hội đã tới rồi. Rất nhanh, Trần Giang đã lái xe về thành phố Bắc Ninh. Cô ta ôm thẳng vào trong nhà Hoàng Thiên, trong lòng Trần Giang vẫn còn rất thấp thỏm. Cô ta sợ Hoàng Thiên sẽ về nhà. Sau khi gõ cửa, là Trương Lan Phượng mở cửa. "Dì Hai, chỉ có mình dì ở nhà sao?" Trần Giang liếc mắt nhìn khắp căn phòng. "Hỏi Trương Lan Phượng" Trương Lan Phượng chỉ ở trong nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì, thấy Trần Giang đột nhiên tới, bà ta vẫn rất bối rối. "Là Trần Giang đấy à, sao hôm nay con lại rảnh rỗi thế?" Trương Lan Phượng không mấy vui vẻ hỏi Trần Giang, trong lòng đã có sự đề phòng. Bởi vì lần trước Trần Giang và Trương Lan Hương lại đến thăm tận nhà yêu cậu Thiên Thiên đưa tiên, Trương Lan Phượng cũng không chào đón loại người này. Với thái độ như thế của Trương Lan Phượng, trần giang cũng không để ý chỉ muốn có thể đạt được mục đích của cô ta là được rồi dì hai hoàng thiên và ngọc an cũng không về sao để đảm bảo đạt được mục đích trần giang lại hỏi một câu không về trần giang con có chuyện gì sao trương lan phượng lạnh lùng nhìn trần giang hỏi ha ha dì hai có vài điều con kìm nén trong lòng đến khó chịu muốn trò chuyện với dì trần giang cười ha ha nói với trương phượng ồ vậy thì con nói đi Dì đang nghe đây, Trương Lan Phượng khoanh tay, lãnh đạm nói, bà ta cảm thấy Trần Giang đến nhà của bà, chắc chắn lại giống như lần trước, muốn lấy tiền từ Hoàng Thiên. Dì hai, không phải con là thế hệ sau mà nói gì đâu, dì có con rể có tiền như Hoàng Thiên thế, sao vẫn còn kém thế này. Dì nhìn đồ mà dì mặc trên người này, bộ này bán đi cũng không được 3 triệu nhỉ. Còn nữa, ngay cả một bộ trang sức mới cũng không có, chẳng lẽ Hoàng Thiên không cho dì tiền mua chút đồ này sao? trần giang đổ thêm dầu vào lửa hỏi trương lan phượng lời nói này đã chạm đến chỗ đau của trương lan phượng rồi sau khi được biết hoàng thiên là cậu ấm ở thủ đô trương lan phượng thực sự mở cờ trong bụng kích động không thể ngừng được nhưng sau khi kích động trương lan phượng phát hiện hoàng thiên không cho bà ta một đồng nào cả không đưa cho bà ta một tí tiền nào hay giang này dì hai cũng không sợ con cười hoàng thiên chưa từng đưa cho dì một đồng nào trương lan phượng cắn môi vô cùng không hài lòng với Hoàng Thiên. Trần Giang vừa thấy vẻ mặt căm hận của Trương Lan Phượng, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng. Ha ha, dì hai ngốc của con ơi, sao Hoàng Thiên có thể chủ động đưa tiền cho dì được? Muốn lấy được tiền từ chỗ Hoàng Thiên, thì phải nằm được điểm yếu của Hoàng Thiên. Trần Giang cười ha ha hèn hạ nói, sao có thể nắm được điểm yếu của cậu ta? Trương Lan Phượng vừa nghe liền hứng thú, ánh mắt trông mong nhìn Trần Giang. Dì hai nghe con nói, chỉ cần gì làm theo cách của con con đảm bảo chúng ta muốn bao nhiêu tiền hoàng thiên cũng phải ngoan ngoãn đưa ra bấy nhiêu trần giang ghé vào bên tai trương lan phượng nhỏ giọng thì thầm sau khi hoàng thiên áp giải tần khải về thành phố bắc ninh trực tiếp đi đến khu vui chơi của tiêu văn hạ tối nay không bắt được tân song ưng hoàng thiên vẫn cảm thấy rất không cam lòng nhưng mà còn tốt có được tần khải trong tay bắt tần song ưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tiêu văn hạ thấy hoàng thiên đến anh ta vô cùng hào hứng, nhanh chóng mang thuộc hạ đến đón tiếp Hoàng Thiên. Anh Hoàng, tên nhóc này là ai đây? Tiêu văn hạ nghi ngờ nhìn Tần Khải bị áp giải đến, hỏi Hoàng Thiên. Ha ha, là con trai của Tần Song ưng, cậu có biết Tần Song ưng không? Hoàng Thiên cười sâu xa, hỏi Tiêu văn hạ. Sau khi Tiêu văn hạ nghe thấy cái tên Tần Song ưng này, trong lòng lập tức lột bột một phát. Anh Thiên, Tần Song ưng là ông trùm của tổ chức sát thủ ưng hồn đó, anh, sao anh lại bắt con trai của ông ta đến đây?" Tiêu Văn Hạ rất kinh hãi nhìn Hoàng Thiên hỏi. "Tần Song Ưng đó không có mắt, tôi muốn bắt ông ta." Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiêu Văn Hạ đã quen Hoàng Thiên lâu như thế, hiểu rất rõ Hoàng Thiên, thấy vẻ mặt lúc này của Hoàng Thiên như thế, Tiêu Văn Hạ liền hiểu được, chắc chắn là tên Tần Song Ưng đó không có mắt, động vào anh Hoàng rồi. "Được rồi, anh Thiên cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ khiến thằng nhóc này nhanh chóng mở mồm." nói ra cha anh ta ở đâu. Tiêu văn hạ vỗ ngực, đảm bảo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nhạt một cái, gật đầu với tiêu ta. Người thông minh chỉ cần lộ một chút, không cần phải dặn dò gì nhiều, tiêu văn hạ cũng biết phải làm thế nào. Lôi thằng nhóc này vào phòng làm việc gì, tiêu văn hạ ra lệnh với thuộc hạ. Vâng, mấy tên thuộc hạ của tiêu văn hạ lập tức đi tới bẻ cánh tay của Tần Khải, lôi về phòng làm việc của tiêu văn hạ. Tên họ Hoàng kia, anh không thể đối xử với tôi như thế được tôi sẽ khiến anh phải hối hận tần khải bị dọa tới kêu gào lên anh ta cũng biết hoàng thiên đưa anh ta đến đây là để làm gì chỉ sợ tối nay anh ta sẽ không ổn rồi nhưng kêu gào cũng chẳng có tác dụng gì hoàng thiên hoàn toàn không để ý tới tần khải giao tên này cho tiêu văn hạ xử lý là được rồi tiêu văn hạ luôn có cách khiến tên này mở mồm đúng vào lúc này điện thoại của hoàng thiên reo lên một cú điện thoại gọi đến là lâm ngọc an gọi hoàng thiên lập tức vỗ chán Tối nay xảy ra nhiều chuyện như thế, Hoàng Thiên đã quên mất đi đón Lâm Ngọc An tan làm. Alo, Ngọc An, chồng à, tối nay em tăng ca rồi, bây giờ mới tan làm, anh đến đón em được không? Giọng nói êm tai của Lâm Ngọc An chuyển tới, dịu dàng hết mức với Hoàng Thiên. Được, anh đi đón em ngay đây. Hoàng Thiên nói xong, xài bước ra khỏi khu vui chơi. Thời kỳ đặc thù như thế này, Hoàng Thiên không yên tâm để Lâm Ngọc An tự mình về nhà, đưa đón là điều cần thiết. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã đến công ty Nguyên Đạt, sau khi đón Lâm Ngọc An xong thì lái xe đưa cô về nhà. Sau khi đưa Lâm Ngọc An đến lầu dưới, Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An, Ngọc An, em lên lầu trước đi, muộn một chút anh lại về nhà. Lâm Ngọc An nghe vậy hơi cho mày, đã muộn như vậy rồi, anh còn muốn đi đâu làm gì nữa. Hoàng Thiên thấy trong mắt Lâm Ngọc An lúc này có phần khó mà xa rời, trong lòng cũng không nhịn được trở nên ngọt ngào. Kết hôn hơn 3 năm rồi, ánh mắt của vợ vẫn có vẻ như lần đầu tiên, xem ra thực tế của từng cặp vợ chồng không giống nhau. Có chuyện quan trọng cần giải quyết, nghe lời, mau lên tầng đi. Hoàng Thiên cười dịu dàng với Lâm Ngọc An, ôm cô hôn một lúc. Lâm Ngọc An bây giờ, trước mặt Hoàng Thiên thì cũng nghe lời, lúc này gật đầu, xuống xe vào nhà. Hoàng Thiên đưa mắt nhìn theo Lâm Ngọc An lên cầu thang, sau đó lái xe quay lại khu vui chơi. Vừa mới đến trước phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ, Hoàng Thiên liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tần Khải. Hoàng Thiên không nhịn được cho mày, trong lòng nghĩ tên Tần Khải này cũng thật là cứng đầu, vẫn chưa nói ra cha anh ta ở đâu. Về phần thằng nhóc Tần Khải, Hoàng Thiên cũng lười đến cha khảo gã, nên đã giao thằng nhóc ấy cho Tiêu Văn Hạ xử lý. Nhưng khiến Hoàng Thiên không ngờ đến, đó là trong thời gian dài như vậy, anh cũng đã đưa vợ về nhà một chuyến. Mà khi quay lại, Tần Khải này vẫn chưa thành thật khai ra sao. Khi Hoàng Thiên mở cửa bước vào, anh phát hiện ra Tiêu Văn Hạ cùng với đám đàn em vẫn đang xử lý thằng nhóc Tần Khải này. Nhìn gương mặt này, Hoàng Thiên suýt nữa không nhận ra đây là Tần Khải. Anh thấy đầu Tần Khải sưng to, mặt mũi đều sưng lên, căn bản nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đây chính là Tần Khải ngày trước. Ây ai đừng đánh nữa mà. Tôi không biết gì cả thật mà. Các người có giết chết tôi cũng võ dụng thôi. Tần Khải tuyệt vọng hét lên, nhìn Tiêu Văn Hạ và đám đàn em, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Văn Hạ nào quan tâm đến bộ dạng Tần Khải ra sao? Hoàng Thiên giao Tần Khải cho anh ta xử lý, đương nhiên anh ta phải giúp đỡ Hoàng Thiên tra khảo đàng hoàng tên nhóc Tần Khải này. Và theo như những gì Tiêu Văn Hạ biết về ông trùm tổ chức sát thủ ưng hồn, Tần Song ưng không phải là người tốt đẹp gì. Vì tiên, Tần Song ưng có thể làm bất cứ việc gì, mấy năm nay anh ta đã giết chết bao nhiêu người vô tội cơ chứ vì vậy tiêu văn hạ cha khảo tần khải không hề nương tay khách khí chút nào. Mẹ kiếp, miệng mày vẫn còn cứng nhỉ, cha mày đang ở đâu mà mày còn không biết à? Tiêu văn hạ chửi bới, sau đó túm tóc tần khải, đấm mạnh vào mặt gã ta. Tần khải không nhịn được nữa, ngồi phịch xuống đất, thằng nhóc này bị đánh đau đến phát khóc. Hu 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 hu, hu. tôi thực sự không biết mà. Vừa nãy tôi gọi điện cho cha tôi. Ông ấy lập tức tắt điện thoại. Tần Khải tuyệt vọng khóc, không còn quan tâm đến mặt mũi, bởi vì gã ta đã không thể chịu được một cú đánh nào nữa rồi. Gọi điện không được thì không tiếp tục gọi nữa à?" Hoàng Thiên bước tới, lạnh lùng nói. Tiêu Văn Hạ và mấy tên đàn em chỉ lo để ý Tần Khải, lúc này mới thấy Hoàng Thiên đã bước đến. "Anh Hoàng, thằng nhóc này vẫn cứng mồm cứng miệng, anh cứ để bọn em thu nhập nó." Tiêu Văn Hạ tức giận nhìn chằm chằm Tần Khải đang ngồi dưới đất, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xua tay ra hiệu Tiêu Văn Hạ đừng đánh nữa. Bởi vì nếu tiếp tục đánh đấm, Tần Khải có thể bị đánh chết luôn đấy. Mày hãy ngoan ngoãn gọi điện cho cha mày đi, sau đó yêu cầu ông ta đến gặp tao. Hoàng Thiên ngồi xổm xuống, võ võ gương mặt thảm hại của Tần Khải, không nóng không lạnh nói. Tần Khải thầm nguyền rủa Hoàng Thiên, anh ta vô cùng đau khổ chán nản, gặp được Hoàng Thiên quả thực như gặp phải ma quỷ. Sợ bị đánh lần nữa, Tần Khải đành phải gọi điện cho cha mình. Lần này, cuộc gọi cuối cùng cũng đã được kết nối. "Cha, cha mau đến cứu con đi, con đang ở trong tay Hoàng Thiên, anh ta ta sẽ đánh chết con mất." Ngay khi điện thoại được kết nối, Tần Khải đã lập tức khóc to. Giọng nói âm u nham hiểm của Tần Song ưng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, "Con trai, đừng khóc, cha sẽ bắt Hoàng Thiên phải trả giá đắt." Con đưa điện thoại cho Hoàng Thiên, "Cha có điều muốn nói với nó." anh Hoàng Thiên, cha tôi có điều muốn nói với anh. Tần Khải đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Gã ta rụt rè đưa điện thoại cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm lấy điện thoại di động của Tần Khải, trầm giọng nói, ông là Tân Song ưng. Đúng vậy, cậu Thiên này. Tao yêu cầu mày thả con trai của tao ra ngay lập tức. Nếu không e rằng mày sẽ phải hối hận và trả giá đắt đấy. Giọng nói Tân Song ưng truyền đến bên tai Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong, trong lòng anh rất kinh ngạc bởi vì Tần Song ưng gọi anh là cậu Thiên. Điều này làm anh hơi bất ngờ. Tần Song ưng gọi như vậy, chứng tỏ ông ta đã biết rõ thân phận của anh rồi. Điều này lại càng kỳ lạ, lẽ nào là Lương Hà Giang và Phan Liệt nói cho Tần Song ưng biết. Cậu Thiên này, mày có tò mò không, rằng vì sao tao biết thân phận của mày? Ha ha, tao cũng chẳng giấu giếm mày làm gì, là Trần Giang nói cho tao biết. Tần Song ưng lạnh lùng cười nói. Hoàng Thiên giờ mới hiểu ra, Suy nghĩ nửa ngày, hóa ra lại là Trần Giang nói cho Tần Song Ưng biết. "Hoàng Thiên, mày có thả con trai tao ra không? Mày tự suy nghĩ cho kỹ. Tao sẽ gửi vào điện thoại con trai tao cho mày xem một đoạn ghi hình. Xem xong, có lẽ mày sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi." Ha ha, Tần Song Ưng cười đắc ý chế nhạo, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Không lâu sau, quả thật điện thoại của Tần Khải nhận được một đoạn ghi hình. Hoàng Thiên mở đoạn ghi hình ra xem, và trái tim anh trùng xuống. Trong băng ghi hình, Lâm Ngọc An đang bị trói, không thể động đậy được đứng ở đó. Sáu người đàn ông mặc vest vây quanh Lâm Ngọc An, một gã đàn ông da trắng khá béo đang tát vào mặt Lâm Ngọc An. Gã ta ra tay khá nặng, mỗi cái tát đều làm khóe môi Lâm Ngọc An rách ra chảy máu. Khung cảnh của đoạn ghi hình là một căn phòng nhỏ, không thể phán đoán được địa điểm. Sáu gã mặc vest trong đoạn ghi hình chính xác là sáu gã đứng sau lưng Tần Khải lúc đó, Hoàng Thiên đã bỏ qua sáu gã này khi rời khỏi nhà họ Tân không ngờ sáu tên chết tiệt này lại cặn bã đến như vậy, bọn chúng thực sự bao vây Lâm Ngọc An mà đánh. Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, anh quả thật vô cùng tức giận. Nhưng Hoàng Thiên cũng rất khó hiểu, vợ anh vừa được anh đưa về nhà, sao có thể đã rơi vào tay tân song ưng nhanh như vậy. Hơn nữa, có mấy người lính đặc công bí mật bảo vệ vợ anh, vợ anh sao có thể bị bắt đi dễ dàng như vậy. Ngay lúc Hoàng Thiên đang khó hiểu, điện thoại di động của anh vang lên. Hoàng Thiên, anh mau đến đây mà xem, hiện tại chúng tôi đang ở trung tâm thương mại Mandun. Đó là cuộc gọi của một người lính đặc công bảo vệ Lâm Ngọc An. An, trong điện thoại giọng nói của người lính đặc nhiệm hơi run, có vẻ anh ta đang vô cùng lo lắng. Giờ phút này, Hoàng Thiên cảm thấy trái tim mình như bị đào rồng. Vợ anh đã rơi vào tay ông chủ của tổ chức sát thủ, hiện giờ còn đang bị đánh. Tôi sẽ đến ngay. Hoàng Thiên cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, sau khi cúp điện thoại, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo đi tới gần tần khải tần khải vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra khi hoàng thiên xem đoạn ghi hình tần khải không nhìn thấy anh hoàng thiên tại sao anh lại nhìn tôi như vậy tần khải rụt rè nhìn hoàng thiên theo bản năng mà lùi về phía sau ánh mắt hoàng thiên lúc này thật đáng sợ mày bị như này đều là do những chuyện tốt mà cha mày gây ra nói xong hoàng thiên bước đến một chân đá văng tần khải ra vô cùng hung hăng anh đạp tần khải văng xa mạnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng gãy răng rắc của ba chiếc xương sườn bị gãy thật kinh khủng đem thằng nhóc này đi theo tôi hoàng thiên ra lệnh cho tiêu văn hạ vâng tiêu văn hạ cũng biết rằng tình hình hiện tại rất nghiêm trọng vợ của hoàng thiên đã bị bắt vì vậy tiêu văn hạ lập tức dẫn theo đàn em của mình kéo tần khải ra ngoài lái xe cùng hoàng thiên đến trung tâm thương mại mấy người đặc công đi theo hoàng thiên tối nay cũng lên xe đi cùng hoàng thiên Tiêu Văn Hạ thậm chí còn tập hợp tất cả đàn em của mình trong thành phố, tổng cộng hơn 20 người đến. Rất nhanh, Hoàng Thiên và mọi người đã đến trung tâm thương mại. Ở cổng vào trung tâm thương mại, mấy người đặc công đảm nhiệm việc bảo vệ Lâm Ngọc An đã đứng ở đó, lo lắng chờ đợi. Ngoài mấy người lính đặc công này ra, còn có Trương Lan Phượng đang đứng ở đó, lúc này Trương Lan Phượng đang lo lắng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy Hoàng Thiên đang đi tới, Trương Lan Phượng rậm chân vừa khóc vừa chạy đến bên Hoàng Thiên. "Con rể, con mau nghĩ cách gì đi, Ngọc An bị bắt đi rồi." Trương Lan Phượng gần như mất kiểm soát, không ngừng khóc lóc trước mặt Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên đang tức giận, nhìn bộ dạng Trương Lan Phượng như đang khóc tang, cảm thấy rất phiền phức. "Đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện." Hoàng Thiên lớn tiếng quát, một tiếng quát này khiến Trương Lan Phượng hoảng sợ, bởi vì lúc này Hoàng Thiên quá hung dữ. "Chuyện, chuyện là như thế này." sau khi ngọc an về nhà mẹ rủ con bé đi trung tâm thương mại để mua quần áo sau đó mẹ vào phòng thay đồ thử quần áo lúc đi ra ngoài đã không thấy ngọc an đâu cả trương lan phượng lắp bắp nói với hoàng thiên về tình hình lúc đó nhưng ánh mắt của bà liếc ngang ngó dọc có vẻ như đang chột dạ hoàng thiên nhanh chóng nhìn ra vấn đề anh phát hiện trương lan phượng nói chuyện ngập ngừng lời nói mơ hồ giống như đang che giấu gì đó các anh không đi theo vợ tôi sao hoàng thiên phớt lờ lời nói của trương lan phượng và hỏi mấy người lính đặc công bảo vệ lâm ngọc an một thành viên của đội đặc công xấu hổ nói với hoàng thiên ngài hoàng chúng tôi đã bí mật theo dõi bảo vệ nhưng lúc đó có một người phụ nữ xinh đẹp cùng vợ ngài đi vào nhà vệ chúng tôi không thể tiến vào đó được kết quả là vợ ngài liền biến mất cái này hoàng thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi điều này cũng quá kỳ lạ rồi chỉ đi vào nhà vệ sinh người liền biến mất luôn và người phụ nữ xinh đẹp đó là ai? Chuyện về người phụ nữ xinh đẹp đó là sao? Cô ta là ai? Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng với ánh mắt lạnh lùng, anh hỏi bà ta. Vẻ mặt của Trương Lan Phượng lập tức thay đổi, bà ta lắp bắp nói, "Cô ấy. Cô ấy là Trần Giang." Trần Giang, Hoàng Thiên lập tức hiểu ra một chút, anh cảm thấy Trần Giang này mới thật đáng ngờ. Nhưng chẳng lẽ Trần Giang lại là đồ không ra gì như vậy? Tiếp tay cho Tần Song ưng bắt cóc Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên càng nghĩ càng tức giận, anh muốn lập tức giết chết cái đồ chết tiệt Trần Giang kia. Trần Giang cũng đến trung tâm thương mại cùng với bà và Ngọc An. Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng gật đầu, đúng vậy, ba người bọn mẹ cùng nhau đến trung tâm thương mại. Vậy tại sao vừa rồi bà không nói? Hoàng Thiên chất vấn, Trương Lan Phượng nhìn thấy thái độ của Hoàng Thiên đối với mình, trong lòng không khỏi tức giận. Cậu tức giận với tôi làm cái gì? Ngọc An mất tích tôi không lo lắng à? Vừa rồi là ai gọi điện cho cậu cơ chứ? Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và hét lên. "Trương Lan Phượng, trước hết tôi sẽ không động đến bà, đợi đến khi tôi phát hiện chắc chắn là bà cùng Trần Giang Mưu kế bắt cóc Ngọc An, bà xem tôi sẽ xử lý bà ra sao." Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Trương Lan Phượng, nhìn thấy ngọn lửa tức giận trong mắt Hoàng Thiên, trong lòng Trương Lan Phượng cũng hơi sợ hãi. Mấu chốt là trong lòng bà ta thực sự có quỷ, Ngọc An bị bắt cóc cũng có một phần đóng góp của bà ta. Lúc này Trương Lan Phượng cũng rất hối hận, nếu sớm biết Lâm Ngọc An sẽ bị bắt cóc thì bà ta cũng không nghe những lời ngon ngọt của Trần Giang. Hoàng Thiên, cậu mau nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết đi, Ngọc An bị người ta bắt cóc rồi. Mẹ kiếp con khốn nạn Trần Giang, nó thực sự lừa gà tôi mà. Trương Lan Phượng vội vã hoảng hốt nói với Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên nghe những lời này của Trương Lan Phượng, anh càng chắc chắn việc Ngọc An bị Tần Song ưng bắt đi cũng có sự đóng góp của Trương Lan Phượng. Từ trước đến nay, Trương Lan Phượng chỉ đi đến trung tâm thương mại vào ban ngày, chưa bao giờ lúc đêm tối như này lại đến đó cả. Vậy mà muộn như này còn rủ Ngọc An đi mua sắm cùng, chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến điều này, Hoàng Thiên tức giận nằm lấy cổ áo của Trương Lan Phượng. Á, cậu, cậu làm gì vậy? Trương Lan Phượng hoảng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trợn to hai mắt hỏi Hoàng Thiên. Bà đã hợp tác với Trần Giang, dụ Ngọc An ra ngoài. Hoàng Thiên tức giận hỏi, Trương Lan Phượng làm gì có gan thừa nhận, bà ta thấy bây giờ Hoàng Thiên đã tức giận đến mức muốn giết người. Bà ta mà thừa nhận thì liệu có sống được nữa không? Không, không, không phải. Sao tôi có thể làm điều đó chứ? Sao tôi lại có thể hãm hại Ngọc An được cơ chứ? Trương Lan Phượng vội vàng phất phất tay giải thích. Hoàng Thiên đã quá hiểu biết về con người của Trương Lan Phượng. Nhìn bộ dạng trột dạ hoảng sợ của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên chắc chắn 100% Trương Lan Phượng đã hợp tác cùng với Trần Giang hãm hại Ngọc An. Nhưng tại sao Trương Lan Phượng lại làm điều này? Hoàng Thiên vẫn không thể hiểu nổi. Hiện tại không có thời gian tính số với bà, tốt nhất bà hãy cầu nguyện cô ấy vẫn bình an vô sự. Hoàng Thiên đẩy Trương Lan Phượng một phát, khiến bà ta ngã mạnh xuống đất. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng trong lòng Trương Lan Phượng rất trột dạ, cũng không dám đối mặt với Hoàng Thiên, đứng im lặng sang một bên. Hoàng Thiên cầm điện thoại của Tần Khải, nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại cho Tân Song ưng. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng nói âm u độc ác của Tân Song ưng truyền đến. Hoàng Thiên, mày đồng ý thả con trai tao ra chưa? Họ Tân này, con trai ông vẫn đang ở trong tay tôi, nếu muốn nó sống sót, thì ông mau thả vợ tôi ra. Hoàng Thiên nói, ha ha, đương nhiên tao có thể thả thả vợ mày ra, nhưng mà mày phải chuẩn bị 350 tỷ tiền mặt mang theo con trai tao và 350 tỷ tiền mặt ấy, đến đổi lấy vợ mày. Tân song ưng nham hiểm cười, có thể, ông nói địa điểm đi, chúng ta sẽ gặp nhau trao đổi ở đó. Hoàng thiên đè nén lửa giận trong lòng, hỏi tân song ưng. Mày chuẩn bị tiền trước đi, chuẩn bị xong hãy nói với tao. Nói xong, tân song ưng trực tiếp cúp điện thoại, nhìn thấy điệu bộ muốn đi tìm chết đó của tân song ưng, hoàng thiên hử lạnh một tiếng. Vì muốn giải cứu Ngọc An một cách an toàn nhất, Tiền thì vẫn cần phải chuẩn bị, anh gọi điện cho Lưu Nguyệt Hoa, yêu cầu cô ta lập tức chuẩn bị 350 tỷ tiền mặt mang qua đây. 10 phút sau, Lưu Nguyệt Hoa cùng với xe chở tiền của ngân hàng đến. Cô ta vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Thiên đã phất tay ra hiệu cô đừng hỏi gì cả. Lưu Nguyệt Hoa không dám hỏi gì nữa, lập tức mang tiền lại rồi rời đi. Hoàng Thiên ra lệnh cho đàn em mang hết tiền đặt lên xe, rồi gọi điện thoại cho Tân Song Ưng. Tiền đều đã chuẩn bị xong nói đi, gặp mặt ở đâu? Ha ha, quả nhiên của cậu chủ của nhà họ Hoàng ở Hà Nội, tao thực ngưỡng mộ sự giàu có này. Tao sẽ gửi định vị vị trí cho mày, mày đến đây theo định vị đi. Tân song ưng khi thấy Hoàng Thiên đã chuẩn bị tốt tiền mặt, hiển nhiên rất vui vẻ, sau đó cúp điện thoại. Rất nhanh, điện thoại của Tần Khải đã nhận được một định vị vị trí. Hoàng Thiên xem xét vị trí này, đây là một vùng ngoại ô phía tây của thành phố Bắc Ninh, là một vị trí rất hẻo lánh. Hoàng Thiên không nói lời nào nữa, nhanh chóng lái xe rời khỏi đây. Tám người lính đặc công cũng lên xe theo sau, hơn 20 đàn em của Tiêu Văn Hạ cũng lên xe lái theo sau. Trương Lan Phượng cũng lo lắng cho Ngọc An, vì vậy bà ta cũng lên một chiếc xe đi cùng. Chưa đến 10 phút sau, Hoàng Thiên đã lái xe đến địa điểm đã hẹn. Gió đêm tràn về, mang theo mùi vị chết chóc lan tỏa. Hoàng Thiên mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy xung quanh không một bóng người. Anh Thiên, tên tần song ưng đó không phải đã lừa chúng ta chứ? Tiêu văn hạ cũng nhanh chóng xuống xe, lo lắng đến gần Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, sẽ không đâu. Trừ phi ông ta muốn thấy thi thể của con trai ông ta. Sau khi nghe Hoàng Thiên khẳng định chắc chắn, Tiêu Văn Hạ cũng yên tâm dắt theo hơn 20 thuộc hạ bầy sẵn trận địa chờ đón địch. Tám nhân viên đặc nhiệm dưới quyền Vũ Thanh mỗi người tìm một nơi có địa hình thuận lợi, góc ngắm bắn tốt nhất, bất cứ khi nào cũng sẵn sàng giải quyết đối phương. Hoàng Thiên tự tin như vậy khi đối mặt với tổ chức sát thủ không phải không có lý do, tám nhân viên đặc nhiệm có mặt ở đây thì tổ chức sát thủ nào cũng sẽ gục xuống. Sau khi nhìn quanh một lượt, Hoàng Thiên vẫn không thấy bóng dáng tân song ưng đâu cả, lúc này Hoàng Thiên cũng không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Bà xã vẫn đang trong tay chúng chưa rõ sống chết, Hoàng Thiên không có nhiều thời gian để lãng phí. Anh rút di động của Tần Khải ra, lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Tân Song ưng. Thế nhưng lần này, Tần Song ưng không hề bắt máy, Hoàng Thiên gọi liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại mà Tần Song ưng cũng không bắt máy. Mẹ kiếp nó chứ, chơi trò này với bổn công tử à. Hoàng Thiên bừng bừng lửa giận, nghĩ ngợi rồi nói với Tiêu Văn Hạ, lôi Tần Khải tới đây. Rõ, Tiêu Văn Hạ lập tức dấp người đến trước ô tô, kéo Tần Khải trong xe ra ngoài. Như kéo lên một con chó, bởi Tần Khải đã bị gô cổ lại, tay chân cũng bị trói chắc chắn. Bịch, hai cấp dưới của tiêu văn hạ ném tần khải xuống đất. VN tần khải ngã uỵch xuống, nhưng miệng đang bị nhét rẻ, anh ta cũng không kêu lên được. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Hoàng Thiên quét qua tần khải, tên cặn bã này là con trai của tần khải, Hoàng Thiên có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta sao? Cha cậu không chịu ra mặt cứu cậu, xem ra cậu phải chịu một chút khổ sở rồi. Hoàng Thiên hứng hờ cười khẩy, rồi lôi mảnh rẻ bịt miệng tần khải ra. Anh Thiên, anh Thiên, có gì bình tĩnh nói, tiếp tục đánh tôi là tôi thật sự không sống nổi mất." Tần Khải nức nở cầu xin Hoàng Thiên, quả thực anh ta không chịu nổi đòn đánh, sợ Hoàng Thiên lại ra tay dạy dỗ anh ta tiếp. "Nói cái con mẹ mày." Tiêu Văn Hạ đứng bên cạnh chửi bới, tung chân đạp Tần Khải túi bụi. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt, Tần Khải đâu thể chịu nổi trận đòn tàn bạo của Tiêu Văn Hạ. Không lâu sau, đám xương sườn bị gãy lúc trước lại bị giáng những đòn mạnh, Tần Khải đau đến chết đi sống lại. Đang giữa lúc đêm khuya vắng vẻ, tiếng kêu thảm thiết của Trần Khải có thể vang xa đến cả dặm, bi thảm vô cùng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 15